Chương 398, phí gia. Thiết Chiêm Hùng mặt dày mày dạn đòi lôi âm cửu long hoàn của Diệp Phàm, còn lấy an toàn của mình ra làm ngụy trang, thiếu chút nữa khiến Diệp Phàm tức nghẹn. Em còn có thể nói gì chứ? Nếu không đưa, anh lại nói chúng ta là anh em, an toàn của đại ca, cậu không thể không quan tâm đến được, thân thủ của thủ hạ càng tốt thì càng có thể bảo vệ đại ca gì đó. Đại ca anh đã là cao thủ lục đoạn rồi, thiên hạ rộng lớn như vậy, làm gì có mấy người có thể gây tổn thương đến anh, thật là. Em khó khăn lắm mới làm được một số dược hoàn, thoáng cái đã không cánh mà bay, còn phải đáp ứng chuyện của Tổng Giám Đốc Thượng. Tính toán theo như anh nói, ba người này không có hai viên rưỡi dược hoàn nhất định là không chịu rời đi. Ha ha, ha ha, đại ca rất biết ơn cậu. Cậu làm vậy cũng là vì dốc sức cho đất nước, là một chuyện rất vinh quang, lần sau khi thăng cấp đại ca sẽ đề bạt cậu, xem có thể kiếm được quân hàm trung tá không. Cậu xem đột phá thì nên tiến hành ở đâu cho ổn thỏa, nếu cậu có thể làm thì càng tốt. Thiết Chiêm Hùng gượng cười nói mấy câu rồi đẩy việc cho Diệp Phàm. Xe tốt, đúng là xe tốt, chạy rất sảng khoái. Lô Vĩ lượn một vòng quay về hét ầm ĩ, ánh mắt cứ quét đi quét lại chiếc xe, không nỡ rời đi. Quay về đi, chúng ta phải bắt đầu rồi. Diệp Phàm nói xong bước vào trong sân, kêu Tạ Mi Nhi sắp xếp một bàn thức ăn cho ba vị dũng sĩ. Mị Nhi, gọi anh em tới, cùng uống rượu với ba vị khách tới từ Thủy Châu. Diệp Phàm cười nói. Anh em có thể không rảnh. Tạ Mi Nhi nhất thời chưa hồi phục được tinh thần. Ha ha ha, đừng có tiếc đấy. Diệp Phàm cũng không nói rõ, cười cười kêu Lô Vĩ đi. Vì Diệp Phàm sớm đã nghe nói Tạ Tốn muốn vào Liệp Báo, nhưng vào Liệp Báo cũng không phải dễ dàng như vậy. Tạ Tốn vận dụng các loại quan hệ vẫn không vào được. Cho nên Diệp Phàm cũng muốn giúp đỡ một tay, dù sao y cũng là anh trai của Mỹ Nhi. Khó hiểu. Tạ Mi Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, mất hứng nói. Suy nghĩ một chút cảm thấy nếu đã là khách Diệp Phàm mời đến, nếu Diệp Phàm đã kêu thì cũng nên gọi điện thoại cho anh thử xem, nếu có thời gian đến uống mấy chén với khách cũng không tệ. Thật ra căn cứ Ngư Đầu Dương cách huyện Ngư Dương cũng không xa, nếu lái nhanh không đến 20 phút đã đến rồi. Anh có rảnh không? Tạ Mi Nhi hỏi. Anh mới rời trạm gác, vừa tắm xong đang muốn đi ngủ một giấc. Tạ Tốn hỏi yêu thương, không biết Tạ Mi Nhi có phải lại gặp chuyện phiền toái gì không? Không có gì, chỉ là anh Diệp kêu em gọi anh tới đây uống rượu với khách của anh ấy. Hình như ba thanh niên tới từ tỉnh Thủy Châu, dáng người rất cường tráng, cảm giác giống như trên người có một mùi vị máu tươi dọa người, khí thế hung hãn. Tạ Mi Nhi nói. Kỳ quái. Anh Diệp sao lại gọi anh ra ngoài uống rượu với người ta? Anh ấy biết rõ anh phải phòng thủ căn cứ, sao có thể tùy tiện đi uống rượu chứ? Bình thường anh cũng đâu có thời gian rảnh. Tạ Tốn lẩm bẩm nói trong điện thoại. Em cũng cảm thấy kỳ quái, anh ấy còn nói một câu càng khó hiểu hơn, cái gì cơ hội chỉ có một lần, anh nói có kỳ quái hay không? Tạ Mỹ Nhi cào nhau. Cơ hội chỉ có một lần, chẳng lẽ ba vị khách này là, ai ra? Mỹ Nhi. Em chiêu đãi chu đáo cho anh sẽ chạy tới bằng tốc độ nhanh nhất. Bữa ăn tối nay anh mời khách, em nhất định phải lấy ra những món ngon nhất. Tạ Tốn đầy kích động, nghĩ tới Diệp Phàm có một người huynh đệ kết nghĩa là đoàn trưởng Thiết của Liệp Báo, lẽ nào là người của Liệp Báo, thoáng chốc dưới sự kích động, trái tim cũng không khỏi nhảy loạn xạ. Sao vậy anh, xem anh kích động như vậy, giống như chúng 500 vạn vậy. Tạ Mỹ Nhi cười nói. Mỹ Nhi... Tương lai của anh trai em có khả năng nằm trong tay ba người này, em nói anh không kích động sao được. Tạ Tốn nghiêm túc nói. Sao có thể như vậy, bọn họ lẽ nào là cấp bậc tướng quân? Không thể nào đâu, bọn họ còn quá trẻ. Tạ Mỹ Nhi không tin, Tạ Tốn nhỏ giọng cầu xin nói. Em gái, tối nay em phải chiêu đãi thật chu đáo ba vị khách quý này, đặc biệt là anh Diệp, anh ấy là khách quý lớn nhất, hạnh phúc của anh có thể nằm trong tay em đấy. Anh nói gì vậy, anh Diệp là anh nuôi của em đương nhiên phải chiêu đãi anh ấy thật tốt. Lẽ nào khách quý đề xuất cái gì không hay, anh cũng muốn kêu Mị Nhi đi làm sao, hừ. Tạ Mi Nhi cảm thấy anh trai có chút khác thường, có chút bất mãn, lạnh lùng nói. Không phải, kêu em làm món ăn thượng hạng là được rồi. Nhưng anh nuôi của em là một người bất phàm, nếu như Mị Nhi có ý thì anh cũng không thể làm thần mặt đen gì đó đúng không? Ha ha ha. Mỹ Nhi nhà ta đã lớn rồi, cũng nên tìm một người có phải không? Tạ Tốn gượng cười cúp điện thoại. Ai,
nếu như Mị Nhi thật sự có tình cảm với Diệp Phàm, dựa vào quan hệ của hắn với Đoàn trưởng Thiết, chuyện mình vào Liệp báo xem như là ván đã đóng thuyền, cũng không biết trong lòng em gái nghĩ như thế nào. Hai người thật giống như có ý vừa thật giống như vô ý, tình cảm nam nữ thật là phiền toái, thật phức tạp, bố mày là một người thô kệch, không thể nào hiểu được. Nhưng có thời gian phải nghe ngóng ý tứ của em gái, Tạ Tốn cũng ngổn ngang suy nghĩ. Bắt đầu đi Lô Vĩ, tối nay xem cậu thế nào, đại ca tin tưởng cậu có thể đem hết khả năng vào tới chỗ cao nhất. Diệp Phàm nói rồi lấy ra viên dược hoàn. Lô Vĩ sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Phàm cẩn thận chú ý, không dám khinh thường, viên dược hoàn này dù sao cũng không phải là dựa vào tự thân tu luyện để đột phá, mà dựa vào dược vật đánh sâu vào kinh lạc, cho nên hơi không cẩn thận rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm trọng đại. Cha, đã điều tra xong rồi, chuyện của anh họ lần này là do binh đoàn Liệp báo ở căn cứ Vịnh Lam Nguyệt tỉnh thành Thủy Châu đích thân tiếp nhận, có lẽ Cục An ninh Quốc gia thành phố chỉ là phối hợp hành động thôi. Con trai ngọc cao nhất của Phó trưởng Ban Ngọc Sử Giới của Sở Tài chính là Thượng tá Đoàn trưởng một sư đoàn dã chiến thành phố, còn anh họ Ngọc Hoài Thăng lại đang bị nhốt trong doanh trại một sư đoàn dã chiến. Phải tốn rất nhiều công sức mới biết được đơn vị phụ trách, nhưng cụ thể do ai chịu trách nhiệm thẩm tra lại không biết rõ. Bị giam trong doanh trại sư đoàn dã chiến, con có nhìn thấy Ngọc Thăng không? Ngọc Sử Giới vui mừng hỏi, biết Ngọc Hoài Thăng đang ở thành phố Mạc Hương thì dễ làm hơn nhiều. Cho dù là sư đoàn dã chiến thuộc về quản lý của đại quân khu lĩnh Nam, nhưng chỉ cần ở trên địa bàn Mạc Hương dù sao cũng phải nể mặt chính quyền địa phương. Hơn nữa Ngọc Sử Giới cảm thấy chỉ cần có tiền thì dễ giải quyết, lấy cớ quân dân cùng xây dựng, cấp cho sư đoàn dã chiến 200 vạn hẳn là có thể cứu được người nhà họ Ngọc ra. Vừa nghe Ngọc Sử Giới nói như vậy, tất cả người nhà họ Ngọc đều thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều dương mắt nhìn Ngọc Sử Giới chằm chằm. Không nhìn thấy, không để cho thấy. Ngọc Cao Nhất nói, có chút mất mát. Tại sao lại như vậy, còn tốt xấu gì cũng là thượng tá đoàn trưởng một sư đoàn dã chiến chính quy. Một sư đoàn dã chiến thì có mấy đoàn trưởng, con cũng được xem là lực lượng nòng cốt trong đó, làm sao ngay cả gặp mặt cũng không cho. Ngọc Sử Giới hơi có chút tức giận rồi. Chương 399, người trong đạo. Ai, cha, đừng nói là con không được gặp, cho dù là phó sư đoàn trưởng cũng không gặp được. Trước mắt giám hộ người nhà họ Ngọc chúng ta do 6 thượng úy Liệp báo phái tới chia thành 3 ca thay nhau chỉ huy. Nội vệ của sư đoàn dã chiến phái ra phối hợp với phòng đặc công của Cục An ninh Quốc gia thành phố trông coi. Không có giấy thông hành đặc biệt ngay cả tạm thời vào thăm cũng không được vào. Con cũng nhờ cậy phó sư đoàn trưởng Trương rồi, nhưng ông ấy cứ lắc đầu, nói là trước mắt người của sư đoàn dã chiến chỉ có Triệu Côn tướng quân là được đi vào, ngay cả chính ủy cũng không thể đi vào. Nếu như muốn ký giấy thông hành thì phải do người phụ trách của Liệp báo lần này tự mình chứng thực. Ngay cả nhân viên của Cục An ninh Quốc gia thành phố muốn vào cũng phải được ý ký nhận. Còn nói sáng nay Cục trưởng Phạm của Cục An ninh Quốc gia thành phố quên đem giấy thông hành, cuối cùng còn bị cản ở ngoài cửa. Ngọc Cao Nhất giải thích, cũng có chút tức giận. Liệp báo rốt cuộc là đơn vị bộ đội có tính chất gì chứ? Ngọc Sử Giới cảm giác vô cùng chấn động. Con cũng không biết rõ, truyền thuyết những người đó đều là cao thủ, đá một cước là gạch vỡ nát, cấp bậc thấp nhất đều là thiếu úy. Còn nói trong tay bọn họ còn có giấy phép giết người gì đó, có lẽ có quyền lợi nổ súng, so sánh với chúng ta, cấp bậc của bọn họ cao hơn không ít, là đơn vị bộ đội mang tính chất bí mật. Ngọc Cao Nhất cũng cảm giác vô cùng thần bí. Được rồi, con tiếp tục chú ý, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Sau khi Ngọc Sử Giới cúp điện thoại liền đem tình hình nói cho mọi người trong sảnh, cau mày. Không biết thư lệnh cố của phân khu quân sự thành phố có thể gặp bọn họ hay không? Ngọc Hoài Nhân nói, nếu như y có thể gặp, tôi và y cùng thuộc thường vụ thị ủy, có thể thuyết phục được y, cũng phải nể mặt mình chứ. Không dễ đâu, nghe nói ngay cả chính ủy của sư đoàn dã chiến cũng không có quyền đi vào, chỉ có một người là Triệu Côn tướng quân có thể gặp được, còn có đồng chí của phòng đặc công và cục trưởng Phạm của Cục An ninh Quốc gia thành phố. Ngọc Sử Giới lắc lắc đầu. Vậy thì đả thông phía cục trưởng Phạm. Cục An ninh Quốc gia của thành phố không phải đang xây dựng ký túc xá sao? Ngọc Mãn Ninh mở miệng nói, liếc nhìn Ngọc Sử Giới. Anh cả, cậu lấy danh nghĩa sở tài chính tỉnh cấp cho Cục An ninh Quốc gia của thành phố ít tiền, Cục trưởng Phạm nếu muốn có số tiền đó thì phải giúp chúng ta làm một số chuyện. Hơn nữa chuyện này chỉ là chuyện của một sòng bạc, có lẽ không xem là chuyện gì lớn. Cục trưởng Phạm hẳn là không khó xử lắm. Được,
Chuyện này cứ để Hoài Nhân đi tiếp xúc với cục trưởng Phạm trước đã, xem tình hình thế nào rồi nói. Tiền không thành vấn đề, 200 vạn sở tài chính tỉnh vẫn có thể lấy ra được. Ngọc Sử Giới nói, cục trưởng Phạm, tôi sẽ điều tra trước rồi nói. Nói thật, phương diện an ninh căn bản cũng không có qua lại nhiều với bên chính quyền chúng tôi, muốn đả thông cục trưởng Phạm thì phải để y phát sinh qua lại với chính quyền mới được. An ninh là một hệ thống độc lập, giống như quân đội. Tôi cũng không rõ lắm, cục an ninh quốc gia của thành phố không đi thẩm tra xử lý những chuyện đại sự, lại đi thẩm tra chuyện sòng bạc nhỏ của Ngọc gia chúng ta. Bên trong thật sự có gì mờ ám, lẽ nào lúc đó trong sòng bạc có phát sinh chuyện gì khác sao? Tình huống này nhất định phải điều tra rõ ràng, nếu không rất khó hạ thủ. Ngọc Hoài Nhân cũng không có lạc quan như vậy, chuyện an ninh và liệp báo nhúng tay vào phải là chuyện lớn. Một số chuyện còn con nhỏ như lông gà này sao có thể đánh động tới người của an ninh? Em gái, người của Ngọc gia được thả ra chưa? Bí thư khối đảng ủy Phí Mặc gọi điện cho em gái Phí Ngọc thư ký trưởng thành phố. Chưa, anh hỏi như vậy là có ý gì? Phí Ngọc hỏi ngược lại, liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của Phí Mặc. Ha ha ha, anh có ý tứ gì đâu, tốt nhất là để lão gia tử Ngọc gia ở trong cục thành phố thêm mấy ngày nữa. Để y đón năm mới ở trong đó là tốt nhất. Lão gia tử Ngọc gia còn chưa quay về, có lẽ Ngọc Nhã Chi và một số người nhà Ngọc gia ăn không ngon ngủ không yên, Phí gia chúng ta cũng tranh thủ thời cơ hành sự. Lần trước trong hội nghị huyện ủy, Ngọc Nhã Chi lại đẩy người tranh chức chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền với anh, thiếu chút nữa là lật thuyền rồi, không thể để Ngọc gia tiếp tục phát triển được, nếu không vị trí lão đại của Phí gia chúng ta ở Ngư Dương sẽ có chút lung lay. Phí Mặc trầm mặt. Đúng. Bản thân anh cũng phải khiêm nhường một chút, đặc biệt là Võ Vân, cả ngày giống như một thái tử gia của huyện, rất là hống hách. Lần này chuyện của Ngọc gia là hồi chuông cảnh tỉnh, nhưng nghe nói chuyện Ngọc gia phạm phải lần này rất lớn, đã liên quan đến phương diện an ninh và quân đội. Ngọc Nhân Thăng muốn ra ngoài ngay cũng khó. Có lẽ vẫn phải ngồi trong đại lao, chuyện này thật sự có vẻ rối loạn. Em cũng không rõ lắm, chỉ là một sòng bạc, tại sao lại dẫn ra chuyện lớn như vậy? Các vị thường vụ thành phố cũng nghe nói, có lẽ tất cả đều chú ý đến năng lượng của Ngọc gia. Ngọc Hoài Nhân hình như quay lại Ngư Dương rồi, có lẽ thuận tiện tham gia vào chuyện rước tượng đồng của Tiếu gia. Nghe nói mấy tên trong tỉnh cũng quay về Ngư Dương rồi. Thế lực của Ngọc gia không thể xem thường, anh phải cẩn thận. Mặc dù trước mắt anh muốn nhân lúc cổ bảo toàn và vệ sơ tinh chưa ổn định để kiếm thêm mấy vị trí, nhưng cũng phải quan tâm đến cảm nhận của bọn họ. Chuyện này không thể làm quá mức quá sẽ dẫn đến bọn họ tức giận liên thủ lại thì một mình anh cũng khó lòng chống đỡ. Phí Ngọc mặc dù nhỏ tuổi hơn Phí Mặc rất nhiều, nhưng kinh nghiệm, tầm nhìn lại xa hơn, sâu hơn Phí Mặc. Anh biết rồi, em yên tâm, Ngọc gia mặc dù thế lớn, nhưng ở Ngư Dương tuyệt đối là thấp hơn Phí gia chúng ta. Phí Mặc tự tin nói, nội kình của Lô Vĩ thật ra tương đối thâm hậu. Nghe y nói vì trưởng lão Lô Tiên Giật trong nhà hữu ý vô ý, thường xuyên thông qua kinh lạc truyền một số nội kình cho y. Lâu ngày cũng có tích lũy nhất định trong kinh lạc Lô Vĩ để y sử dụng. Cái gì gọi là khai đỉnh đại pháp, quán đính chi thuật trong truyền thuyết đều không thực tế, vì võ giả khác nhau tu luyện ra khí nội kình thiên biến vạn hóa, giống như loại máu không tương xứng thì không thể nào tiếp nhận. Người làm xối nước lên đầu không tốt. Khí cơ quá mức dữ dằn sẽ trực tiếp bị người thi thuật tạo thành kinh lạc phế bỏ, thậm chí có thể tử vong. Cho nên trưởng lão Tiên Giật của Lô gia mặc dù có thân thủ thất đoạt, nhưng trình độ công phu nội kính của các hậu bối rất kém, ông ta cũng không giúp gì được, chỉ có thể thông qua một số khí tức tiết ra điều trị kinh lạc của hậu bối, tăng cường một chút thực lực mà thôi. Một giờ sau, trong cơ thể Lô Vĩ dao động mãnh liệt, Diệp Phàm phải thi triển toàn lực mới giúp y vượt qua cửa ải khó khăn này. Trương Tiên Sinh, uống mấy chén rượu đi, tôi vâng mệnh mà đến đây, nếu anh không uống rượu tôi sẽ bị anh Diệp quở trách đấy. Các anh là khách quý tới từ Thủy Châu mà. Tạ Tốn nâng chén rượu liên tiếp mời. Ồ, Diệp Tiên Sinh gọi anh tới đây, vậy tiểu đoàn trưởng Tạ và Diệp Tiên Sinh là. Trương Cường nói được nửa câu thì liếc mắt nhìn Tạ Tốn. Ha ha ha, chuyện này cũng khó nói. Em gái tôi. Cũng chính là bà chủ Tạ Mi Nhi của Thủy Vân Cư này là em gái nuôi của anh Diệp, cho nên anh Diệp cũng là anh nuôi của tôi. Nhưng anh Diệp và em gái tôi tương đối hợp ý, hai người, ha ha ha. Tạ Tốn đưa em gái ra làm lá bài, trong lời nói đầy ẩn ý, khiến người ta suy nghĩ mông lung. Thì ra còn có tầng quan hệ như vậy,
vậy tôi xin chúc mừng tiểu đoàn trưởng Tạ rồi. Nào, nào, cạn mấy chén. Trương Cường chấn động, liếc mắt nhìn Vương Ngũ và Triệu Đoan, nghĩ thầm, lẽ nào em gái Tạ Tốn sắp trở thành phu nhân của thủ trưởng, đây chính là cơ hội tốt. Sau này Tạ Tốn chính là anh vợ của Diệp Phàm rồi, phải thiết lập quan hệ trước. Nghe khẩu khí của đoàn trưởng Thiết Hình như muốn giao liệp báo lại cho thủ trưởng Diệp. Thủ trưởng phi đao xuất quỷ nhập thần, mới 19 tuổi đã là cao thủ ngũ đẳng rồi, sau này rất có thể trở thành cao thủ siêu giai vị, cũng có thể nói là tiền đồ vô lượng. Cứ như vậy ba ngừa Trương Cường ra sức uống với Tạ Tốn, uống đến mức vô cùng thống khoái, đương nhiên trước khi chứng thực, Trương Cường cũng không dám để lộ thân phận của ba người. Nhưng nếu thủ trưởng đã sắp xếp cho Tạ Tốn đến uống rượu cùng thì chứng tỏ quan hệ của Tạ Tốn và thủ trưởng khẳng định không tệ, cho nên ba người Trương Cường cũng tương đối khách khí. Không lâu sau, Lô Vĩ tiến vào thời kỳ tiêu hóa lôi âm cửu long hoàn ổn định, khoảng thời gian này không có nhiều nguy hiểm, có lẽ thời gian vượt qua sẽ không ngắn, thời gian ngắn nhất của Diệp Phàm cũng cần 2-3 giờ. Quan sát một hồi, phát hiện Lô Vĩ tương đối ổn định. Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm đi ra khỏi căn phòng hóng mát một lát. Lúc này điện thoại vang lên. Trợ lý Diệp, tôi là Phạm Bằng. Ha ha ha. Công tử Phạm Bằng của Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Mặc Hương dưới sự điều động của Diệp Phàm tới binh đoàn liệp báo làm về khối trinh sát quang điện tử, tâm tình vô cùng thoải mái, trong lời nói biểu lộ vẻ kính trọng đối với Diệp Phàm. Phạm Bằng à, xin chào. Diệp Phàm cảm thấy có chút kỳ quái, Phạm Bằng tại sao lại gọi điện cho mình? Tôi đến huyện Ngư Dương tôi, cùng tới còn có Tổng Giám đốc Hứa Thần tiên sinh của Tập đoàn Truyền thông Giải trí Phong Tử, nghe nói trợ lý Diệp muốn làm một chương trình tương đối giống lễ hội, nên đặc biệt mời Tổng Giám đốc Hứa Thần tiên sinh của Mỹ Triều. Nếu trợ lý Diệp có thời gian rảnh thì chúng ta chọn một nơi nào đó nói chuyện một lát về công việc sắp xếp tiết mục vũ hội cụ thể. Phạm Bằng cười ha ha nói, cho rằng có thể bỏ ra chút sức lực cho người anh em kết nghĩa Diệp Phàm của đoàn trưởng Thiết Chiêm Hùng là một chuyện rất vinh quang. Được, tôi ra ngoài ngay, không biết Hứa Thần tiên sinh thích chỗ như thế nào. Diệp Phàm vui mừng nói, Tổng Giám đốc của công ty giải trí đến đây đúng là một chuyện rất tốt, có ông ta ở đây bữa tiệc nhất định sẽ rất sinh động, dù sao người ta cũng là đại gia ở phương diện này. Anh Diệp, em nói có anh, Hứa Thần tiên sinh cũng có chút cái đó. Lúc này Phạm Bằng hạ thấp thanh âm nói. Cái đó là cái gì? Diệp Phàm vừa nghĩ đã lập tức đoán ra. Có lẽ Tổng Giám đốc Hứa Thần cũng là một công tử phong lưu, làm Tổng Giám đốc của công ty giải trí thường xuyên sẽ xuất hiện những tin đồn với các minh tinh cũng là chuyện bình thường. Diệp Phàm cho rằng làm Tổng Giám đốc của một công ty truyền thông, bên cạnh thường xuyên có các minh tinh xinh đẹp như hoa như ngọc vây quanh, không xảy ra tin tức quan hệ bất chính gì đó mới là lạ, trừ phi Liễu Hạ Huệ Hạ Phàm có thể không xảy ra chuyện gì hay không cũng khó nói. Nhưng Diệp Phàm cho rằng mình không có định lực này, vì vậy cười nói. Được, vậy tới, Phú Nguyệt Sơn Trang. Phú Nguyệt Sơn Trang, của Tạ gia nghe nói rất lịch thiệp trang nhã, còn có múa kiếm dưới trăng, chủ yếu là thưởng trà khiêu vũ, nhưng cũng có một số tiêu phí hạng sang nhiều người không biết. Ví dụ như cô gái múa kiếm vừa cùng cậu thưởng trà nói chuyện vừa làm một số chuyện phong lưu cao nhã. Phú Nguyệt Sơn Trang còn đặc biệt làm phục vụ, đối mặt, những cô gái, ghép đôi, với cậu đều là những mặt hàng cực phẩm, có những thiếu nữ hồn nhiên trong sáng. Cũng có những thiếu phụ dày dặn kinh nghiệm rất có nghệ thuật thu hút, cái này anh nhất định sẽ yêu thích. Sau khi kết đôi sẽ song song múa kiếm chơi trăng, thích làm gì thì làm. Những chuyện này đương nhiên đều là đối mặt với khách đến, có lẽ kết thành cặp tổng cộng mất 5-600 đồng thậm chí hơn ngàn đồng, đối với đẳng cấp tiền lương lúc đó mà nói tuyệt đối là chi phí không cần thiết. Phú Nguyệt Sơn Trang nằm ở một góc hẻo lánh cách huyện thành gần 5 dặm, không thu hút ánh mắt người khác. Một ngôi nhà trúc kiểu vườn hoa thấp thoáng bên trong bụi rậm, cành trúc rũ xuống, rất có cảm giác mỹ cảm của vườn hoa Giang Nam, hơn nữa khung cảnh đặc biệt u buồn, rất thích hợp cho trò chơi phong nhã múa kiếm chơi trăng gì đó. Hứa Thần, nghe nói mới 26 tuổi, mũi cao thẳng, thân hình cao 1m76, chuyên mặc hàng hiệu Bát Thất Lang, thoạt nhìn có vẻ đùa giỡn với đời nhưng bên trong lại ẩn chứa khí chất của nhà âm nhạc, mái tóc dài bồng bềnh bay bay. Y tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Trung ương. Sau khi tốt nghiệp thì kế thừa sự nghiệp của phụ thân, trải qua 3 năm lăn lộn đã gây dựng lên được một chút khí thế là công ty truyền thông giải trí Phong Tử, rất nổi tiếng ở thành phố Mặc Hương, ở Thủy Châu cũng có chút danh tiếng nho nhỏ. Không lâu sau, ba người đến, Phú Nguyệt Sơn Trang, phục vụ ở đây thật sự chu đáo tỉ mỉ,
vừa dừng xe đã có một cô gái mặc sườn xám xinh đẹp đi đến. Chào mừng quý khách, tôi là Tạ Nguyệt Chi, người phụ trách phía trước Sơn Trang Vũ Nguyệt, mời ba vị tiên sinh. Giọng nói ngọt ngào dễ nghe của cô gái xinh đẹp vang lên. Cô Tạ, sắp xếp cho tôi một phòng tốt nhất. Diệp Phàm thuận miệng nói, để che giấu tai mắt, Diệp Phàm và Hứa Thần, Phạm Bằng đều đeo kính râm rộng bản. Vâng, xin mời ba vị tiên sinh đi theo Nguyệt Chi, nhưng phải đeo mặt nạ vào. Tạ Nguyệt Chi mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn chiếc xe Wrangler của Diệp Phàm, đưa tới ba chiếc mặt nạ, dẫn đường phía trước. Xem ra cô gái phụ trách phía trước này không đơn giản, xử sự rất kinh nghiệm, ánh mắt liếc nhìn xe của mình có lẽ là phán đoán thân phận và giá trị của khách đến. Chiếc mặt nạ này làm cũng rất tinh xảo, có chút giống như mặt nạ vũ hội, rất thích hợp cho một số người giàu và quan viên đến đây giải trí. Diệp Phàm vừa suy nghĩ vừa bước theo Tạ Nguyệt Chi dễ theo mấy lối đi, nhưng trên giường đi thỉnh thoảng cũng gặp một số cô gái mặc sườn xám, nhưng trên mặt người nào cũng đeo mặt nạ, thật sự chạm mặt cũng không nhận ra. Mấy phút sau mới tới trong một rừng trúc rậm rạp, một ngôi nhà trúc hai tầng lịch thiệp ẩn giấu trong rừng trúc, nếu không chui vào, bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy cây trúc dày đặc, tuyệt đối không ngờ bên trong còn ẩn giấu huyền cơ. Tiến vào đại sảnh, ánh đèn bên trong rất ôn hòa ấm áp, sơn màu hồng nhạt, khiến đám người Diệp Phàm ngồi trên ghế xa đặc biệt thoải mái. Ba vị tiên sinh, tối nay chỗ chúng tôi vừa vặn sắp xếp trò chơi, ghép đôi, không biết ba vị có muốn tham gia không? Tạ Nguyệt Chi cười tự nhiên, vừa pha trà cho Diệp Phàm vừa hỏi. Ghép đôi, ồ, ghép như thế nào? Vừa nghe nói đến trò chơi mới mẻ này, Tổng Giám Đốc Hứa Thần nhất thời cảm thấy hứng thú, ưỡn thẳng người lên. Anh chàng này, xem ra là cao thủ trong chuyện này. Diệp Phàm âm thầm quan sát Hứa Thần. Rất đơn giản, kết hợp múa kiếm chơi trăng của Sơn Trang Vũ Nguyệt chúng tôi cũng chia làm nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm. Nhất phẩm đương nhiên là cao cấp nhất. Đây là bảng giá, xin hỏi ba vị tiên sinh chọn lựa nào phẩm vị nào. Tạ Nguyệt Chi đưa bảng giá tới. Diệp tiên sinh, anh chọn đi. Hứa Thần dù sao cũng là khách, đưa bảng giá cho Diệp Phàm. Được, vậy chọn nhất phẩm đi. Diệp Phàm liếc nhìn, phát hiện kết đôi cấp cao nhất phẩm là 1.000 đồng. Ba người đối ngẫu cần 3.000 đồng, cái này còn chưa bao gồm các chi phí trả nước, đồ ăn, có lẽ tổng cộng tiêu phí một lần là 5.000 đồng, tiền lương một năm của mình còn không đủ cho một lần tiêu xài ở đây, thầm mắng, đắt khủng khiếp. Ông mày phải nhận thức xem trò chơi, ghép đôi, nhất phẩm này chơi như thế nào. Cảm ơn ba vị tiên sinh đã lựa chọn cấp bậc ghép đôi nhất phẩm. Xin làm phiền ba vị tiên sinh chọn lựa loại hình kết hợp. Loại hình kết hợp tối nay chia làm các loại hình bao gồm loại cô gái nông thôn, loại thiếu phụ, loại thục nữ. Tạ Nguyệt Chi vừa nói đến đây, Hứa Thần không kìm được hỏi. Cô Tạ, nguồn gốc của thiếu phụ như thế nào? Khỏe mạnh bình thường, sắc đẹp như thế nào? Thưởng thức như thế nào? Hứa Thần thật sự là một người dày dặn kinh nghiệm, đưa ra một loạt câu hỏi khiến cái nhìn của cô Tạ đối với y cũng khác trước. Ha ha ha, tiên sinh thật là cao nhân. Sơn Trang mở ở đây đã được 7-8 năm rồi, đảm bảo danh dự tuyệt đối. Lai lịch của thiếu phụ thục nữ đều trong sạch, đều là phía bên tỉnh Tích Ninh lân cận Nam Phúc chúng ta. Không tiếp xúc với phía bên tỉnh Nam Phúc, chúng tôi đều điều tra kỹ càng từng người một, tôn chỉ của Sơn Trang là toàn tâm toàn ý phục vụ, khách hàng hoàn toàn là thượng đế. Lần này có 6 cô gái mới, toàn là những người tao nhã có văn bằng chính quy. Hơn nữa toàn là gia đình bình thường, cầm kỳ thi họa không dám nói là biết hết, nhưng hạng mục nào đều làm được. Phương diện sắc đẹp thì là cực phẩm, tiên sinh có thể xem thử, không hài lòng có thể đổi. Nếu tiên sinh phát hiện chất lượng sản phẩm có vấn đề, chúng tôi sẽ bồi trường gấp trăm lần, vì 6 cô gái lần này đều mộ danh mà đến, cũng là khách cũ giới thiệu. Cho nên đây là lần đầu bọn họ tham gia trò chơi, vì thế giá cả có hơi đắt hơn một chút, múa kiếm chơi trăng uống trà nói chuyện. Bọn họ đều tinh thông. Ba vị tiên sinh đến thật đúng dịp, đây là loại trò chơi mở rộng cuối cùng của Sơn Trang. Tạ Nguyệt Chi thật sự là một nhân tài, xem người ta hoàn toàn là thương phẩm, ngay cả chất lượng sản phẩm cũng định ra. Diệp Phàm phảng phất như quay lại thanh lâu cao nhã thời cổ đại, Tạ Nguyệt Chi tuyệt đối là một lão cưu thông minh. Được, xem thử trước một lát. Diệp Phàm gật gật đầu, cũng hết sức tò mò. Ba người chia vào 3 gian phòng. Nhưng Diệp Phàm liếc mắt, Phạm Bằng ngầm hiểu. 3 gian phòng đều chuyển động một vòng, Phạm Bằng hiện tại là chuyên gia phụ trách quang điện của Liệp Báo,
nếu trong phòng có lắp đặt thiết bị theo dõi gì, tuyệt đối không qua mắt được y. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 400, tranh giành tình nhân. Thấy Phạm Bằng gật gật đầu, Diệp Phàm cũng yên lòng. Phải biết rằng loại danh tiếng múa kiếm chơi trang này trên thực tế không giống như ca kỹ khiêu vũ của Nhật Bản trước kia. Không lâu sau, có một cô gái phong nhã mặc sườn xám màu trắng nhạt nhẹ nhàng tiến vào, Diệp Phàm nhìn lướt qua, phát hiện khí chất quả nhiên đặc biệt, chiếc mũi xinh xắn mà mượt mà, chiếc cổ trắng trẻo lúc ẩn lúc hiện dưới cổ áo sườn xám mở rộng, bộ ngực cũng không hiên ngang lắm, nhưng mang tới cho người ta một loại cảm giác bành trướng, hơi thần bí. Lúc này, phong vị thiếu nữ giang nam hiện ra đầy dịu dàng, vô cùng tinh tế, khiến người ta cảm giác mới mẻ. Tiên sinh, ngài gọi em là Tiểu Mi được rồi, không biết tiên sinh thích nghe hát hay là thưởng trà múa kiếm. Tiểu Mi cười nhạt, lộ ra đôi má lúm đồng tiền duyên dáng, rất hút mắt người khác. Pha trà khiêu vũ đi. Diệp Phàm mỉm cười, gật gật đầu, nghiêng người dựa vào trong chiếc ghế sa mềm mại. Một lát sau, một khúc nhạc cổ nhẹ nhẹ vang lên, Tiểu Mi pha ấm trà thơm trước, thắt lưng từ từ uốn lượn chậm rãi bắt đầu bài múa kiếm mềm mại, đầu tiên là nhẹ nhàng, đến sau này càng ngày càng nhanh, chỉ thấy chiếc áo choàng phấp phới tung bay. Tiểu Mi càng múa càng tới gần Diệp Phàm, mái tóc mềm mại thỉnh thoảng lại lướt trên mặt Diệp Phàm. Một mùi hương nhàn nhạt và mùi cơ thể rất thanh tân, rất có phong cách của công tôn đại nương, xem ra kỹ năng cơ bản rất tốt. Diệp Phàm nheo mắt thưởng thức, dưới ánh đèn mờ ảo, con người cũng giống như đang nằm mơ, mơ màng không tìm được phương hướng, nhưng Diệp Phàm có thanh tâm quyết, mình có thanh tâm quyết, hơn nữa bản lĩnh quốc thuật thâm hậu như vậy, hứa thần không biết là có chật vật gì không, ha ha ha. Tiên sinh, Tiểu Mi xoa bóp cho ngài. Tiểu Mi ngọt ngào nói, không biết từ nào đã nghiêng người dựa vào lòng Diệp Phàm, nhàn nhã nói chuyện, giống như một đôi tình nhân đang thì thầm chuyện trò. Đầu ngón tay Diệp Phàm từ từ trượt xuống bả vai Tiểu Mi. Cô gái khẽ run lên một lát, có lẽ vẫn còn hơi xa lạ, một loại cảm giác bản năng, thắt lưng của Tiểu Mi mềm mại như không xương, co giãn cực tốt. Một canh giờ trôi qua, Diệp Phàm cảm giác cũng không tệ, bỏ ra hơn 1.000 đồng cũng đáng, loại cảm giác đặc biệt này thật khiến người ta say mê. Xem ra sơn trang vũ nguyệt của Tạ gia thật sự có chút bản lĩnh. Tiên sinh, có cần Tiểu Mi hầu hạ ngài nói chuyện qua đêm không? Khuôn mặt của Tiểu Mi dần dần đỏ ứng, giống như bông hoa đào, trong con ngươi lộ ra một vẻ nhu tình giống như nước mùa xuân. Lợi hại, có bao nhiêu anh chàng có thể chịu được vẻ dịu dàng này chứ, hấp dẫn như lửa đốt, nói chuyện xuyên đêm, kỳ thực nói trắng ra chính là lên giường. Ai, nói đi nói lại không phải nói đến chuyện trên giường sao? Âu yếm kéo dài, hàn huyên trên giường là sự theo đuổi của mỗi người đàn ông, nhưng hôm nay mình không có thời gian, Lô Vĩ vẫn còn đang trong quá trình đột phá. Diệp Phàm vô cùng tiếc nuối cười nói. Cảm ơn màn pha trà múa kiếm của Tiểu Mi, nhưng hôm nay tôi bận việc, để hôm khác đi. Cái này cho cô. Đương nhiên, Diệp Phàm mặc dù nói cự tuyệt cùng nói chuyện qua đêm với Tiểu Mi, nhưng cũng móc ra từ trong cặp ba tờ tiền giá trị lớn 100 đồng đặt lên trên bàn trà làm phong bao lì xì cho Tiểu Mi. Đi ra hành lang, không ngờ Phạm Bằng sớm đã đi ra, đang ngồi trong sảnh tán gẫu vui vẻ với Tạ Nguyệt Chi, nhưng tổng giám đốc của truyền thông Phong Tử Hứa Thần tiên sinh đã vui đến quên cả trời đất, không thấy tăm hơi, có lẽ đêm nay lại cùng cô gái nào đó tán gẫu qua đêm rồi. Phạm Bằng, tôi còn có việc phải đi, tiền ở đây tôi đã trả rồi, cậu ở đây đợi tổng giám đốc Hứa. Nếu ra ngoài thì dẫn tới khách sạn Ngư Dương, chúng tôi đã thu xếp phòng ở, nếu Tổng Giám Đốc Hứa ở đây nghỉ ngơi một đêm cũng được. Cậu nói với Tổng Giám Đốc Hứa một chút, chuyện vũ hội nhờ y giúp đỡ, làm thế nào thì làm. Y là chuyên gia trong lĩnh vực này, hẳn là am hiểu hơn chúng ta rất nhiều. Đương nhiên, phải thể hiện chỗ đặc sắc của Ngư Dương chúng ta, nhân tình phong thổ địa phương, còn nữa nếu có thể thông qua ca múa biểu hiện cuộc đời của Tiếu Mộng Đường tiên sinh thì càng hoàn mỹ. Nhưng tôi cũng biết cho bọn họ thời gian một ngày một đêm chuẩn bị là rất gấp rút, nhưng tôi hy vọng bọn họ có thể tận lực mà làm. Sau khi Diệp Phàm dặn dò xong liền lái xe đi, hắn không yên lòng về Lô Vĩ. Trở lại Thủy Vân Cư, phát hiện Lô Vĩ vẫn tương đối vững vàng tiêu hóa dược tính, nhưng một giờ sau nội kính dao động càng lúc càng lợi hại. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến quá trình đột phá của Lô Vĩ, Diệp Phàm dứt khoát tắt điện thoại, sợ quấy nhiễu y. Ba người Trương Cường cũng uống đến say xua, đi lên lầu, Diệp Phàm nhô đầu ra giao phó.
đóng cửa lại cho tôi, không cho phép bất cứ người nào quấy rầy. Ba người lặng lẽ canh giữ ở cửa, phối hợp tương đối ăn ý. Hơn 10 giờ tối, Diệp Phàm chán đầy mồ hôi giằng co với Lô Vĩ. Đám người bốn mỹ nhân Thủy Châu của Lan Điền Trúc vội vàng đến Thủy Vân Cư, vì Diệp Phàm trước đó có dặn dò, cho nên Tạ Mi Nhi rất nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Diệp Phàm đi đâu rồi? Lan Điền Trúc không thấy Diệp Phàm, cảm thấy rất không vui, hỏi thẳng. Cô Lan, anh Diệp có việc gấp phải đi làm trước. Hoạt động lần này do anh ấy chủ trì, cho nên rất nhiều việc phải làm, các cô có yêu cầu gì cứ nói với tôi. Tôi sẽ truyền đạt lại cho anh ấy. Tạ Mi Nhi cười nói, đương nhiên đang nói dối bọn họ. Anh Diệp, hắn là gì của cô? Lan Điền Trúc không khỏi cảm giác nhói đau trong lòng đầy vị giấm chua. Tôi là em gái nuôi của anh ấy, bà chủ của Thủy Vân Cư này. Tạ Mi Nhi nhất thời không nghĩ nhiều như vậy, nhưng mùi vị giấm chua của Lan Điền Trúc, là con gái đương nhiên rất nhạy cảm, cũng mơ hồ cảm nhận thấy, trong lòng cũng chợt lạnh, cô Lan này nghe nói hình như là phóng viên lớn của báo tỉnh, dáng người vô cùng lạnh lùng, kiêu ngạo, không biết có phải là bạn gái của anh Diệp không? Nếu không tại sao nghe cô ấy gọi Diệp Phàm thân thiết tự nhiên như vậy, giống như khẩu khí của tình nhân vậy, mình nên làm gì đây? Em gái nuôi, thú vị thật. Tiểu thư Triệu Tứ đột nhiên hừ một tiếng, trong lời nói như ẩn chứa ý vị là lạ. Khi trợ lý Diệp còn làm phó chủ tịch thị trấn trước kia có một ác bá ức hiếp tôi, lúc ấy anh ấy vừa vặn đang ở đó nên đã giúp đỡ tôi. Trong thời gian dài trợ lý Diệp thường xuyên tới huyện làm việc công, cho nên sau này nhận tôi làm em gái nuôi. Tạ Mi Nhi cũng không biết xảy ra chuyện gì, trước mặt bốn cô gái xinh đẹp bất phàm này chỉ muốn nhấn mạnh sự thật mình là em gái nuôi của Diệp Phàm. Ngay cả bản thân Tạ Mi Nhi cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy, lời nói vừa ra khỏi miệng cũng không thể thay đổi được. Anh Diệp là anh kết nghĩa của tôi thì liên quan gì đến các cô, tôi việc gì phải giải thích với các cô, thật là kỳ quái, tối nay mình rút cuộc bị làm sao vậy? Ha ha ha, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có em gái nuôi, tôi thấy. Diệp Khả Khả một trong tứ mỹ nhân giống như sợ thiên hạ bất loạn, trong lời nói đầy ẩn ý. Chỉ còn thiếu ba chữ, em gái yêu, chưa nói ra, nói chuyện rất thẳng thắn, tràn đầy sự khiêu khích. Bốn vị khách quý, chuyện của Mỹ Nhi và trợ lý Diệp hình như không có liên quan đến các cô. Người trẻ tuổi, muốn xưng hô như thế nào là quyền tự do của người ta có phải không? Xin mời lên lầu rửa ráy ăn cơm. Lúc này dì Trương ở bên cạnh không muốn nhìn tiếp nữa, các bác gái ở đây đều rất yêu thương Mỹ Nhi, căn bản không xem nàng như bà chủ. Mà là em gái hoặc là con gái của mình vậy. Dì Trương là một người dày dặn kinh nghiệm, cho nên nhanh chóng nhìn ra manh mối, vì vậy đứng bên cạnh nói xen vào để chứng tỏ Diệp Phàm và Tạ Mi Nhi không có gì cả. Nghe bác ta nói như vậy, kỳ quái là Tạ Mi Nhi cũng không phản bác, giống như thầm chấp nhận. Xem, tớ nói có sai không? Lan Điền Trúc hừ lạnh nói, mùi giấm chua từ nhạt trở nên nồng đậm hơn không ít, nhưng trong tình huống này cũng không tiện phát tác. Hình như mình và Diệp Phàm cũng không có quan hệ gì, cho tới nay hai người mỗi lần chạm mặt đều đấu khẩu, dì Trương nói cũng có lý. Được rồi, chúng ta lên lầu tắm táp ăn cơm sau đó đi dạo phố, khó khăn lắm chuyện này mới tới được Ngư Dương phải đi thăm thú tham quan xem có trò gì hay. Tống Trinh Ngọc thấy tình hình có vẻ không ổn, vội vàng điều hòa. Bác Trương, bác dẫn mấy vị khách lên lầu đi, cháu đi chuẩn bị thức ăn, không biết bốn vị khách thích thức ăn có mùi vị như thế nào. Tạ Mi Nhi khôi phục lại bình tĩnh, lúc này thuần túy chỉ là dáng vẻ bà chủ. Chỉ cần là thức ăn ngon thì mang hết lên cho chúng tôi muốn thưởng thức món ăn của Ngư Dương, chuẩn bị nửa tiếng thôi, đi. Tiểu thư Triệu Tứ giống như ra lệnh, khẩu khí rất ngạo mạn, có lẽ đang muốn chơi khó Tạ Mi Nhi, thầm nghĩ, cô không phải là bà chủ của nơi này sao? Khách hàng là thượng đế, chúng tôi chính là thượng đế. Quý khách, món ăn ở đây của chúng tôi rất nhiều. Có trên trăm loại món ăn đặc sắc, nhiều quá tôi sợ mấy vị ăn cũng không hết, lãng phí đáng tiếc, hay là nói khẩu vị để tôi đi thu xếp. Trong lòng Tạ Mi Nhi chợt lạnh, cố gắng nặn ra một nụ cười, đương nhiên cảm thấy tiểu thư Triệu Tứ giống như đang giận cá chém thớt. Đừng nói nữa, không phải chỉ có trên trăm đĩa thức ăn sao? Bưng hết lên, mấy trăm đĩa tôi còn nhìn thấy, chứ trăm đĩa là cái gì? Cô không cần lo lắng chúng tôi không trả nổi tiền. Triệu Tứ tiểu thư đưa ánh mắt soi mói về phía Tạ Mi Nhi. Tiểu thư Triệu Tứ cũng không biết xảy ra chuyện gì,
kể từ khi gặp Diệp Phàm ở quán lẩu Lão Vương, trong lòng đã có ý. Lúc ấy cũng quăng ra mấy câu cửa miệng, chĩa mũi nhọn lúc đó vào đồng chí Tề Thiên, nhưng vì Tề Thiên và tiểu thư Triệu Tứ khi gặp mặt làm quen Lâm Trận tự mình hại mình, lấy cớ chân bị thương để không đi. Tiểu thư Triệu Tứ lúc ấy cũng không muốn làm quen gì cả, nhưng vì người nhà cứ ép nên không còn cách nào, lúc ấy khi đi gặp mặt cũng có tính toán, ai ngờ Tề Thiên còn lợi hại hơn, chơi trò tự mình hại mình để không phải đi, cứ như vậy làm tiểu thư Triệu Tứ thật sự mất mặt, hận Tề Thiên đến nghiến răng nghiến lợi. Sau đó biết Tề Thiên còn gọi Diệp Phàm là đại ca, lúc này đem toàn bộ lửa giận trút hết lên người Diệp Phàm. Cho nên Diệp Phàm cũng rất xui xẻo, tự nhiên trở thành người chịu tội thay, thầm nghĩ, họ Diệp kia, anh không phải muốn mời khách sao? Chúng tôi sẽ ăn uống tận tình. Đúng, cứ quyết định như vậy đi, cứ dọn hết lên trên 100 loại món ăn đặc sắc của khách sạn các cô, 4 chị em chúng tôi chưa từng tới Ngư Dương, vừa lúc thưởng thức, ha ha ha. Lan Điền Trúc nhìn thấy bộ dạng khó xử của Tạ Mi Nhi, cảm giác đặc biệt hả giận, cười vô cùng rạng rỡ, mặt giống như sắp biến thành một đóa hoa, nhướng mày, thầm nghĩ, họ Diệp kia, còn dám nhận em gái kết nghĩa gì đó, căn bản là em gái yêu, chứ em gái kết nghĩa gì. Anh không phải muốn nhờ bổn cô nương tới phỏng vấn sao? Phải ăn uống tận tình, ăn cho chết anh, hừ. Đàn bà một khi đã điên cuồng tuyệt đối còn lợi hại hơn đàn ông, hoàn toàn là một loại quấy nhiễu không bao giờ kết thúc, khiến người ta đau đầu. Chương 401, bốn mỹ nhân điên cuồng. Diệp Khả Khả còn lợi hại hơn, kêu gì Trương lấy ra một chút thức ăn, liếc mắt nhìn qua toàn bộ, ý tứ là tôi đã nhớ hết rồi, đừng hòng ăn bớt nguyên vật liệu. Tạ Mi Nhi bất đắc đi làm, biết hôm nay Diệp Phàm thật sự gặp xui xẻo rồi. Mình thật ra không có gì, còn kiếm được tiền, nhưng quá lãng phí, có chút đau lòng. 100 đĩa thức ăn có lẽ phải tốn hơn 4.000, bằng tiền lương một năm của Diệp Phàm rồi. Diệp Phàm đương nhiên không biết gì cả, đang ở trên nhà vất vả trợ lực cho Lô Vĩ đột phá công lực. Nếu biết còn không trốn đi càng xa càng tốt, nếu không làm sao thu dọn chiến trường, đành phải gánh chịu tai họa thôi. Huyện Ngư Dương tối nay đặc biệt náo nhiệt, vì ngày mai tượng đồng tổ tiên Thiếu gia sẽ được rước lên đỉnh Nam Thiên, người nhà họ Thiếu cơ bản đều xông về huyện thành, hơn nữa còn rất nhiều khách khứa được mời tới cũng lục tục kéo tới phố huyện. 11 giờ đêm, trên đường vẫn còn vô cùng náo nhiệt, người đi dạo phố uống trà uống rượu đặc biệt nhiều. Từ Mỹ Nhân Thủy Thành Lan Điền Trúc, Triệu Giai Trinh, Diệp Khả Khả, Tống Trinh Ngọc bốn người cũng rất hăng hái đi dạo phố huyện Ngư Dương. Mua được không ít đồ, bốn cô gái chơi đùa rất vui vẻ. Khi đi dạo đến cửa phố Tây ngẩng đầu lên mới phát hiện quán Đắc Nguyệt Lâu rất là đặc sắc. Điền Trúc, cậu nhìn ngôi nhà này xem, nó được xây rất đặc biệt. Trên mảnh đất trống phía trước còn có mười mấy chiếc xe hạng sang. Ở một huyện thành nghèo khó như nơi này có thể đậu nhiều xe hạng sang như vậy, chứng tỏ đồ vật trong quán này không hề rẻ. Tiểu thư Triệu Tứ cười nhạt nói, đương nhiên là có ẩn ý bên trong. Nếu không chúng ta vào trong xem, nếu đắt thì chúng ta phải ăn cho sướng miệng. Lan Điền Trúc trong nháy mắt đã hiểu mục đích của Triệu Giai Trinh. Thật ra bốn mỹ nhân vừa rồi gọi trên 100 đĩa thức ăn ở Thủy Vân Cư, giúp đồng chí Diệp Phàm tiêu hơn 3.000 đồng, căn bản không ăn gì cả. Nhưng bốn vị cô nương làm rất tuyệt, giống như nối liền một mạch, đĩa thức ăn nào cũng động đũa vào, xem như đã ăn rồi. Nếu để Diệp Phàm nhìn thấy không biết có tức giận đến uất nghẹn không? Dì Trương và chị Lý đều đau lòng đến mức thiếu chút nữa rơi lệ, một mực thầm mắng lũ nhà giàu bại hoại. May là món ăn cũng rất sạch sẽ, bốn cô gái mặc dù nói chỉ động đũa nhưng cũng không làm loạn đồ ăn, có vẻ vẫn rất có văn minh, rất có tu dưỡng. Cho nên dì Trương và chị Lý dứt khoát đem món ăn đi đóng gói, đưa tới căn cứ cho các binh lính cũng không tệ. Các món ăn cũng không bẩn, có gì mà không ăn được, 3-4 ngàn đồng thật sự là đáng tiếc. Một con dê nướng mà bốn cô gái ăn tiêu hoang phí chỉ cắt một chân, làm bốn người lính đóng ở Thủy Vân Cư được hưởng lợi, mỗi người một miếng thịt to gặm rất ngon. Sau khi đi vào Đắc Nguyệt Lâu, Diệp Khả Khả há miệng hỏi. Ông chủ, có phòng VIP tốt nhất không? Có, phòng tốt nhất đang không có khách, xin mời bốn cô nương. Một cô gái mặc cổ trang tiến lên, mỉm cười dẫn bốn người Lan Điền Trúc lên lầu. Cô gái, phòng VIP của các cô tính tiền như thế nào? Tống Trinh Ngọc có chút không yên lòng hỏi. Tôi tên là A Kiều, sau này quý khác gọi tôi là A Kiều là được rồi. Chỗ chúng tôi có 6 phòng đắt nhất, phòng số 1 tên là A Phòng Các,
đương nhiên là đắt nhất, chi phí tính cả trong đồ ăn, mỗi khay thức ăn tăng giá 50%. Còn có, Phi Phượng Các, Sở Vương Các, Lưu Hương Các, Bảo Mã Các, Lương Sơn Các. Mỗi phòng tăng giá 30%. Đắc Nguyệt Lâu, chúng tôi rất có uy tín, cũng không dám lừa gạt quý khách, tất cả chi phí đều được ghi giá công khai, do khách tự do chọn lựa. Cô gái mặc quần áo thời Tần mỉm cười giới thiệu. Món ăn đắt nhất tên là gì, bao nhiêu tiền? Triệu Tứ Tiểu Thư ẩn ý sâu xa hỏi. Hồ Lý Phi Hoa, món ăn này là món ăn đặc sản của bổn tiệm. Một đĩa 1.500 đồng, còn tặng thêm hai chén súp đi kèm. Cô gái tên A Kiều rất nhiệt tình giới thiệu cặn kẽ. Phải biết rằng món ăn này lúc bình thường đều không có, rất hiếm khi gọi được nó, bình thường chỉ treo trên bảng hiệu của cửa hàng mà thôi. 1.500 đồng một đĩa, đúng là quá đắt. Tống Trinh Ngọc nổi lòng lương thiện, mới nghe đã có chút biến sắc, thầm nghĩ tiền lương một tháng của mình chỉ có 400 đồng, có cộng thêm tiền thưởng phúc lợi cũng không quá 600 đồng. Một đĩa thức ăn đã tiêu tốn 2 tháng rưỡi tiền lương của mình, mắt len lén liếc nhìn Lan Điền Trúc và tiểu thư Triệu Tứ, ý tứ kêu bọn họ đừng gọi món ăn này. Không đắt đâu, món ăn này vừa vặn hôm nay mới có, bình thường có muốn gọi cũng không có nguyên liệu. Nó được hái từ thiên tử hoa tâm trên núi, kết hợp với mười mấy dâu cá chép, trải qua quá trình ngâm điều chế đặc biệt của đầu bếp bổn tiệm mới có được, trình tự vô cùng phức tạp. A Kiều mỉm cười nhàn nhạt. Đúng là không dễ dàng. Phải gọi nó. Tiểu thư Triệu Tứ lẩm bẩm một câu đã làm bay 4 tháng tiền lương của Diệp Phàm. Một đĩa thì ít quá, A Kiều, dọn món ăn đắt thứ 2 đến thứ 10 hết ra đây, mỗi thứ một đĩa, tôi phải thưởng thức một phen thỏa thích mới được. Lan Điền Trúc phát điên, phát cuồng rồi, không chút do dự gọi hết các món ăn. Nếu Diệp Phàm đang ở đây, sắc mặt không khó tưởng tượng sẽ biến thành như thế nào. Các cô muốn uống rượu hay là nước ngọt? Trong lòng A Kiều vô cùng vui mừng, thậm chí có thể nói là vui mừng như điên. 10 đĩa thức ăn không hề rẻ, bình thường khách tới nhiều nhất chỉ gọi một đĩa sau đó kết hợp với một số món ăn rẻ hơn, một bữa tiêu tốn hơn 1.000 đồng đã xem là hạng sang rồi. Khách tới phòng VIP cũng không nhiều vì chi phí quá cao, người bình thường không chi phí nổi. Giai cấp bình thường cắn răng một năm có thể đến một lần đã xem như rất khá rồi. Một bữa ăn chi phí thấp nhất có lẽ cũng phải 700-800 đồng. Nhưng, Đắc Nguyệt Lâu, cũng là một loại tượng trưng thân phận, đến đây ăn uống toàn là những thái tử gia của Ngư Dương hoặc là quan viên móc túi tiền của nhà nước, chỉ cần một nét bút là có thể giải quyết. Chính ra những ông chủ lại ít gặp nhất vì bọn họ ăn vào tiền của mình cảm thấy rất đau lòng. Mở cửa hàng mấy năm rồi, chưa từng nhìn thấy khách hàng giàu có như vậy, hơn nữa còn là mấy cô gái. A Kiều không vui cũng không được, vì ông chủ lúc ấy có quy định. Khách gọi món ăn càng nhiều thì người phục vụ càng có trích phần trăm. A Kiều sớm đã tính toán tối nay mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền mặt rồi. Loại rượu nào đắt tiền nhất? Diệp Khả Khả liếc mắt nhìn Lan Điền Trúc và tiểu thư Triệu Tứ, thấy hai người không có ý kiến gì nên mở miệng. Bôn tân 2.000 đồng. Khi A Kiều nói ra mấy từ này, môi cũng cảm thấy có chút run rẩy. Chuyện này cũng khó trách, đối với A Kiều mà nói đây là một con số khổng lồ. Cho ba bình. Tiểu thư Triệu Tứ không thèm nháy mắt lên tiếng. Có ca hát thì cũng mời vào. Gọi vào thật sao? A Kiều lẩm bẩm nói, ở đây đương nhiên là có ca hát hầu rượu, nhưng những cô gái đó đều là chuẩn bị cho đám đàn ông, cũng không thể kêu bổn tiệm đi chuẩn bị mấy lữ bố, Phan An, Tống Ngọc đến hầu rượu mấy cô gái bọn họ, lại có mấy cô gái chịu bỏ tiền mời những anh chàng trẻ tuổi đến hầu rượu. Mấy cô gái tiến vào phòng. Chị Triệu. Chúng ta có thể uống hết ba bình sao? Có lẽ toàn là rượu mạnh. Tống Trinh Ngọc có chút đau lòng, vì cha của Tống Trinh Ngọc là Tống Sơ Kiệt mặc dù hiện tại đã ngồi lên chiếc ghế trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, nhưng Tống Sơ Kiệt là một quan chức rất nghiêm túc. Ngoài nhận một số rượu thuốc ra, tuyệt đối không nhận phong bì. Cho nên trong nhà cũng chỉ thường thường bậc trung, cũng không thể giống gia đình tiểu thư Triệu Tứ quen dùng những món tiền lớn. Trinh Ngọc, uống không vào cũng phải uống. Nghe lời chị đi, uống cho hắn chết đi, hừ hừ. Lan Điền Trúc tức giận. Được rồi, nếu có thể ở Ngư Dương uống say một trận thì thú vị lắm, ha ha ha. Diệp Khả Khả thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hưng phấn giống như một bé gái, giống như một em gái tinh linh đáng yêu. Chị Điền Trúc thì thế nào? Có dùng tiền của mình không? Gọi nhiều như vậy thật đáng tiếc trong lòng Tống Trinh Ngọc thầm cằn nhằn khó hiểu, nhưng cô ta cũng ngại mở miệng. Vì trong bốn người bình thường mà nói cô ta là người phục tùng nhất.
11 giờ rưỡi. Trải qua mấy giờ rằng có quyết liệt, cuối cùng Lô Vĩ đã đột phá thành công. Lô Vĩ, cậu lái xe ra khu rừng bên ngoài thử phát tiết một phen, tận lực mà đấm đá, cố gắng đem khí nội kính còn chưa tiêu hóa hết sót lại trong đàn điền kích phát ra, điều tức đến khi vững vàng nhất, mồ hôi đầy người mới thôi. Diệp Phàm nặn ra một nụ cười nói. Đại ca, em không nói nhiều lời. Sau này có chuyện gì, anh cứ gọi em là được, em không nói những lời đao to búa lớn như lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta là anh em, ta phải ra ngòi đánh một trận cho sảng khoái đây. Ha ha ha, nếu lúc này có cô gái nào, bố mày nhất định sẽ để y chết đi sống lại, hừ. Tâm tình của Lô Vĩ kích động, trong giọng nói đầy hào khí, bước xuống lầu, ầm ầm ầm, mấy năm rồi không có đột phá, cuối cùng cũng chịu đựng được tới thời khắc này. Anh Diệp, các cô ký giả Lan đã đến rồi, em đi nấu nước, anh đi tắm rửa trước đi. Tạ Mi Nhi canh giữ ở ngoài cửa dịu dàng nói, cầm lấy một chiếc khăn lông rất lớn, rất tự nhiên lau mồ hôi trên người và mặt Diệp Phàm. Vì quá mệt mỏi, mồ hôi quá nhiều, cho nên lúc ấy Diệp Phàm cũng cởi cả quần áo. Được, anh đi tắm trước, sau đó đi gặp cô ấy. Diệp Phàm thuận miệng đáp, nháy mắt chợt nghĩ ra gì đó hỏi. Các cô, thế là thế nào, lẽ nào tới mấy người liền sao? Bốn cô gái rất đẹp. Tạ Mi Nhi hơi có vẻ bất mãn liếc mắt nhìn Diệp Phàm nói. Bốn cô gái, lẽ nào toàn là con gái của đơn vị báo tỉnh tổ chức ra? Diệp Phàm có chút không rõ, lẩm bẩm nói. Em cũng không rõ lắm, nhưng hiện tại các cô ấy đã ra ngoài dạo phố rồi. Đây là lần đầu tiên bọn họ tới Ngư Dương cũng muốn đi thăm thú một chút, chỉ là hiện Tạ vẫn chưa quay lại. Vừa rồi hình như bọn họ có tới, Đắc Nguyệt Lâu, gọi món ăn. Ông chủ Triệu còn gọi điện tới, hỏi số tiền của bọn họ có phải tính chung với Thủy Vân Cư chúng ta không? Em nói rồi, ông ấy không lên tiếng. Tạ Mi Nhi bổ sung thêm một câu. Có lẽ các cô ấy gọi món không rẻ. Mấy cô gái đó có thể ăn được bao nhiêu, không sao, cứ ghi nợ hết cho cục tôn giáo, chờ kết thúc hoạt động sẽ tính toán. Diệp Phàm cũng không để ý, nếu bốn ký giả của báo tỉnh đến, cũng phải chiêu đãi một chút. Xem ra báo tỉnh cũng rất xem trọng hoạt động lần này, có lẽ Lan Điền Trúc phải xuất đại lực mới có thể mời được người đến toàn là nữ như vậy. Ăn cũng không ít, khi vừa đến Thủy Vân Cư đã ăn hơn 3.000 đồng rồi. Tạ Mi Nhi nhíu mày, thật ra trong đáy lòng làm sao không có mùi vị muốn tố cáo. Hơn 3.000 đồng, làm sao có thể? Bốn người bọn họ có thể ăn hơn 3.000 đồng, ăn cái gì chứ, thịt rồng tổ yến sao? Diệp Phàm kinh ngạc nhìn Tạ Mi Nhi chằm chằm, theo lý mà nói Tạ Mi Nhi không thể nào làm thịt mình. Chương 402, Tứ Mỹ Đại Náo Cục Công An. Tạ Mỹ Nhi mở nơi tiêu khiển Thủy Vân Cư ở Ngư Dương tuy nói thuộc về địa phương tương đối hẻo lánh nhưng chỉ cần một bữa ăn bình thường cũng đã là 600-700 đồng. Một bữa ăn 1.000 đồng là tương đối cao rồi, bây giờ lại là hơn 3.000, Diệp Phàm không kinh ngạc cũng không được. 3.000 cũng không phải là số lượng nhỏ, tương đương với tiền lương một năm của mình rồi. Đây toàn là đồ ăn, lãng phí quá. Gọi ra 100 bàn, bàn nào cũng chỉ động vào một chút. Muốn bưng sang cho bàn khác cũng không được. Sau đó em bảo dì Trương đem gói lại đưa về cho căn cứ úy lão quan binh rồi. Ai, đáng tiếc. Tạ Mị Nhi đau lòng. 100 bàn ăn, Lan Điền Trúc rốt cuộc đùa bỡn cái gì đây, chẳng phải là cố ý chỉnh người sao? Biết rất rõ ràng cục tôn giáo của mình nghèo kiết còn lãng phí như vậy, cái này giống phong cách của cô ta sao, quả thật là tà môn. Bà cô ơi, trong này nhất định là có vấn đề. Diệp Phàm thầm nghĩ, ánh mắt vô tình liếc qua Tạ Mị Nhi thấy cô có vẻ khác thường liền cảm thấy hơi kỳ lạ, Mị Nhi sao vậy nhỉ, hình như là đang bực thay cho mình. Theo lý là có cơ hội kiếm tiền thì cô ấy phải cao hứng mới đúng chứ, chẳng lẽ Lan Điền Trúc gây chuyện. Điều này không có khả năng, Điền Trúc là khách từ trên tỉnh xuống, Tạ Mị Nhi hẳn là tận tâm chiêu đãi mới đúng, hai người bọn họ vừa gặp mặt, xảy ra chuyện gì được. Mị Nhi, thế ba vị khách khác là ai vậy? Diệp Phàm hỏi tiếp, một người tên là Triệu Tứ Tiểu Thư, tên thật là gì thì em cũng không rõ, chắc là nhà quyền thế, rất có phong phạm. Một người tên là Diệp Khả Khả, là một thiếu nữ rất khả ái, một người nữa tên là Tống Trinh Ngọc, vô cùng văn nhã. Tạ Mị Nhi nói ra mấy câu thiếu chút nữa làm đồng chí Diệp Phàm há miệng đến sái cằm, toát mồ hôi lạnh. Xong rồi, một con hổ tới còn chưa đủ, lại có thể thoáng cái tới bốn con hổ Thủy Châu. Thủy Thành Tứ Mỹ sao lại rủ nhau tới chỗ hẻo lánh Ngư Dương này?
Mình nghĩ tại sao Mị Nhi có chút là lạ, chắc là không vui. Nữ nhân A, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, tụ lại một nơi chắc chắc sẽ có chuyện, xảy ra việc lớn rồi, bốn cô em gọi 100 bàn ăn chắc là phát ra tín hiệu trả thù. Diệp Phàm gắng gượng ra vẻ trấn tĩnh nói. Không có chuyện gì, anh tắm rửa cái đã, sau đó mới đi đón các cô ấy. Anh Diệp, bốn cô ấy đều là ký giả sao? Tạ Mị Nhi hỏi vẻ bất thiện. Không phải, chỉ có Lan Điền Trúc là ký giả thôi, còn thì một người là đài truyền hình, hai người kia là bạn, anh cũng đã từng gặp ở Thủy Châu. Diệp Phàm thuận miệng đáp, cố ra vẻ tự nhiên tránh cho Mị Nhi nghĩ lung tung, vội vàng đi vào phòng vệ sinh tắm rửa. Đang nằm trong bồn tắm thoải mái, cảm thấy lỗ chân lông đều giãn ra thì lại có tiếng gõ cửa dồn dập. Chuyện gì? Diệp Phàm hỏi hơi gắt gỏng, lúc này có người quấy rầy ai cũng không thoải mái. Anh Diệp, nhanh lên, mấy người đó bị bắt đến cục công an rồi, nghe nói còn bị đánh. Tạ Mị Nhi gấp gáp. Bắt lên cục công an, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm nhảy dựng lên, tiện tay khoác chiếc khăn tắm đi ra. Có điện thoại của ông chủ Triệu từ Đắc Nguyệt Lâu, tình huống cụ thể ra sao thì em cũng không rõ lắm. Ông chủ Triệu lão bản nói xong rất vội, chắc chuyện không ổn, không phải là bị đánh thương chứ. Tạ Mị Nhi lo lắng. Biết rồi. Diệp Phàm giống lên một câu tức giận, thầm nghĩ lại có náo loạn rồi, bốn người này đều không đơn giản, nếu chẳng may bị đánh thì xong rồi. Những người khác không nói. Chỉ cần ngày mai Lan Điền Trúc tức giận không phỏng vấn rời đi thì mình chẳng phải là ngồi mà khóc rồi, tiền thì thiếu gia cũng đã trao, chuyện này cũng quá mất mặt. Nếu như vì vậy mà khiến cho tiên sinh Thiếu Phi Thành từ Hồng Kông bất mãn, chuyện đầu tư vào nhà máy dệt Ngư Dương chắc chắn là thất bại. Lần này có thể lôi kéo tới đầu tư hay không chính là cơ hội để mình trở mình, làm tốt thì mới lưu lại ấn tượng tốt trước mặt bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn và chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh. Làm hỏng chuyện thì chắc chắn sẽ bị đánh về nguyên hình, cái vị trí trợ lý chủ tịch huyện chắc cũng bị lột, lại trở về hang ổ cục tuyên giáo dưỡng lão, sau này muốn Cổ Bảo Toàn coi trọng sẽ rất khó khăn. Tạ Mị Nhi đã sớm lấy ra quần áo, Diệp Phàm cũng không để ý vội vàng cứ thế thay quần áo trước mặt cô rồi bảo mấy người Trương Cường. Lái xe, đi cục công an huyện. Hai chiếc xe xông thẳng tới cục công an huyện Ngư Dương. Vừa đi vào cục công an thì nghe một giọng cuồng vọng quen thuộc quát. Bà cô, còn dám giả mạo phóng viên báo tỉnh, mẹ kiếp, phóng viên báo tỉnh mà đến chỗ xó xỉnh này uống gió Tây Bắc sao? Cục trưởng Phí, cứ nhốt vào chỉnh đốn một bữa rồi hãy nói. Kỳ quái, hình như là giọng của Tôn Mãn Quân ở cục thống kê, thằng này lần trước vì chuyện bắt nạt Ngọc Mộng Nạp Tuyết ở phòng hát Lam Nguyệt Lượng ở Lâm Tuyền chẳng phải đã bị mình cho ăn đòn rồi sao? Xem ra bệnh cũ tái phát, nghe nói thằng chó này đặc biệt háo sắc, nhìn thấy gái đẹp thì dựng cả lên. Gặp phải Thủy Thành Tứ Mỹ thì động lòng là chuyện bình thường. Diệp Phàm vừa nghe cũng đoán được đại khái, chắc là Thủy Thành Tứ Mỹ ăn cơm ở Đắc Nguyệt Lâu thì gặp phải Tôn Mãn Quân. Tôn Mãn Quân không biết trời cao đất rộng, muốn đi chọc vào tổ ong vò vẽ Thủy Thành Tứ Mỹ này thì cũng phải cho gã biết lợi hại một chút. Bốn cô em này là người dễ chọc sao, Lan Điền Trúc có cha là hiệu phó Đại học Hải Giang, quan lớn cấp trưởng ban, giao thiệp rộng. Học trò của ông trong Hoa Hạ chắc cũng đã có người làm đến cấp ban quan lớn rồi. Triệu tứ tiểu thư Triệu Giai Trinh lại càng không dễ trêu, Triệu gia ở quân đội Hoa Hạ có cả một vùng trời riêng, bác hai của cô ta cũng chính là trung tướng Triệu Quát căn cứ Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu, hừ một tiếng thì e là bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn cũng rét run. Hơn nữa Triệu gia cố ý đem cô tác hợp cho Tề Thiên, con dâu Triệu ủy khuất chẳng làm cho phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy Tề Trấn Đào nổi điên lên sao. Cơn giận của ông ta chắc cũng là chết đuối cả một nhóm người Ngư Dương. Lai lịch của Tống Trinh Ngọc cũng không vừa, cha cô ta là thường vụ phó trưởng ban tổ chức Tống Sơ Kiệt của tỉnh Nam Phúc, giờ chắc đã lên được trưởng ban rồi, hắt hơi một cái thì khiến bí thư Cổ Bảo Toàn nhảy lên ba cái. Người cuối cùng là Diệp Khả Khả thì ra thế không rõ ràng lắm, nhưng nếu có thể đi cùng với ba cô kia thì chắc là cũng có chút lai lịch. Hừ, cha của Tôn Mãn Quân chẳng phải là phó chủ tịch huyện sao? Lần này cứ lột ra lão ta rồi hãy nói. Có trò hay để xem nên trong lòng Diệp Phàm bắt đầu hưng phấn. Mới vừa rồi nghe Tôn Mãn Quân gọi cục trưởng Phí, chắc là người mà Phí Mặc vừa cài vào làm phó cục trưởng cục công an, Phí Chí Minh. Nếu như vì chuyện này mà y dính vào thì ngay cả Chu Bá Thành cũng thoát không khỏi liên quan. Tốt, vậy thì tính kế cả nhóm luôn, Chu Bá Thành là loại bạc tình bạc nghĩa, cũng không đáng tiếc làm gì.
trái lại đây là cơ hội ngàn năm có một, Thủy Châu tứ Mỹ, anh đây xin lỗi các em vậy, các em đường xa đến đây còn bị anh tính kế, nhưng nếu không làm thì đúng là đáng tiếc. Không sai, cục trưởng Phí, mấy bà cô này cũng quá hỗn láo rồi, lại cả gan dám chọc ông mày. Không vặt lông bọn chúng thì ông đây sẽ không tên là Vương Tiểu Ba. Thằng cháu Vương Tiểu Ba của cục trưởng cục tài chính thành phố Vương Thiên Lượng lại càng hống hách. Vương Ba sao cũng ở đây, chẳng phải gã đang ở trong viện sao? Diệp Phàm lại càng vui vẻ. Trời cũng giúp ta. Gần đây Vương Thiên Lượng hoạt động rất tích cực, đơn giản là nghĩ cách miễn cho Vương Tiểu Ba thoát khỏi tống giam. Cho nên Vương Tiểu Ba một mực giả vờ nằm tại bệnh viện huyện, nói là lần trước bị Lô Vĩ và Tề Thiên đánh cho thành trọng thương còn chưa khỏe, viện kiểm sát và pháp viện cũng chỉ có cách ngắm nhìn. Chỉ cần thành phố phó bí thư Tạ và tư lệnh Cố quên chuyện này, Vương Thiên Lượng lại xuất ra chỗ tốt thì chắc hai viện chuẩn bị nhắm một mắt mở một mắt không để ý tới. Sau này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thì hóa không. Diệp Phàm có muốn ồn ào thì tự khắc bí thư Cổ ra mặt giải quyết, vì đại cuộc ngư dương, bí thư Cổ chắc chắn không cho phép Diệp Phàm đắc tội với thần tài Vương Thiên Lượng. Dù sao Vương Thiên Lượng nắm giữ quyền hạn phân phối tài chính một thành phố, ngư dương lại là huyện nghèo, không có tiền cổ bảo toàn làm sao phát triển kinh tế, phát triển không được kinh tế thì mũ quan lung lay, sao còn có sức đi xử lý Vương Tiểu Ba. Diệp Phàm đương nhiên cũng hiểu chuyện này, cho nên tạm thời án binh bất động. Nếu như lúc này đi yêu cầu hai viện của huyện xử lý Vương Tiểu Ba khẳng định không ổn. Mình vừa có dấu hiệu trở mình, cũng không nên vì chuyện này mà phân tâm. Vì thế hắn dứt khoát đứng xem hai viện dở trò gì để giải thoát cho Vương Tiểu Ba. Theo lời của Vương Tiểu Ba thì tứ Mỹ hình như là động vào mặt gã, chắc là gã dày mặt đi trêu chọc bốn con cọp cái nên bị bọn họ động vào rồi. Hừ, ông đây là cấp bậc còn thấp không làm được gì mày thì để tứ Mỹ sửa trị đi. Chú mày chẳng phải là cục trưởng cục tài chính thành phố sao? Tao muốn xem tứ Mỹ có thể đem cái ghế của chú mày lật lên luôn không? Diệp Phàm cười lạnh, cùng với ba người Trương Cường lặng lẽ tiến vào cục công an khiến cho đám Trương Cường cũng thấy khó hiểu tại sao thủ trưởng lại bảo bên mình vào đây nghe lén. Thủ trưởng, có cần làm chuyện gì không? Liệp báo chúng ta có thiết bị tốt nhất, xe của anh có cài đặt. Trương Cường rất lĩnh hội tâm ý lãnh đạo, khẽ đề nghị với Diệp Phàm. Ừ, Diệp Phàm vừa nghe thì mừng rỡ kêu lên. Nghe thấy Diệp Phàm cho phép, ba người Trương Cường nhanh như báo tản ra, nửa phút sau đã áp sát phòng kia, cài đặt thiết bị ghi hình hiện đại, Diệp Phàm dụi mắt ngỡ là nằm mơ, thầm nghĩ, giống như đóng phim vậy. Có mấy thủ hạ hiểu chuyện này cũng tốt, cần làm chuyện gì chỉ cần hừ một tiếng là xong rồi. Có lẽ mình phải bảo anh Thiết lưu lại một người, lúc cần thì có thể giúp đỡ một chút. Diệp Phàm suy nghĩ một chút lại cảm thấy không ổn, Thiết Chiêm Hùng nhất định sẽ chịu, đến lúc đó chỉ sợ dẫn hỏa thiêu thân. Văn Viễn, mặt của cậu bị gì vậy? Lúc này nghe tiếng của Phó Cục trưởng Phí Chí Minh. Chương 403, Cục Công an sắp biến thành sân đấu quyền anh. Tôi, Phí Văn Viễn lắp bắp. Thật ra thì Phí Văn Viễn rất oan ức, lúc ấy đánh nhau thành một trường hỗn loạn, Phí Văn Viễn vốn là nghĩ phải đi can ngăn. Ai ngờ không cẩn thận bị Lan Điền Trúc đá một cước té vào bàn xớt sát hết cả mặt mày. Mấy con kỹ nữ này, cục trưởng Phí, lúc ấy mấy người chúng tôi đang uống trà ở Đắc Nguyệt Lâu thì bốn con kỹ nữ này kéo vào tính chuyện làm ăn. Chúng ta là ai chứ, là cán bộ nhà nước làm sao có thể dây dưa với mấy con gà mái này được. Ai ngờ các ả còn không biết liêm sỉ sán vào, đẩy đi cũng không được. Tiểu Ba nhất thời không nhịn được bảo bọn họ cút đi. Bốn kỹ nữ to gan lớn mật này nói là nếu như làm ăn không được sẽ kêu gào cứu mạng, nói mấy người chúng tôi ỷ mạnh hiếp yếu cưỡng gian, anh nói có đáng giận không? Tôn Mãn Quân thở phì phì, đương nhiên là giả. Khốn kiếp, các ngươi tại sao có thể tùy tiện mắng chửi người? Phó Cục trưởng Phí, anh phải nghe chúng tôi nói đã. Triệu Tứ Tiểu Thư cũng nhịn không được, trầm mặt mắng. Mắng con mẹ người ấy, ông đây còn muốn lột chuồng cô ra dắt đi dạo phố. Mẹ kiếp đồ kỹ nữ thối. Chết đi cho ông, Mãn Quân, lột các ả. Vương Tiểu Ba sờ sờ trên mặt mình thấy còn nguyên vết cào rướm máu đau nhức thì nổi điên, thấy Triệu Tứ Tiểu Thư cãi lại cứng rắn, thì nhảy vọt từ trên ghế tới, thoáng cái đã túm lấy quần áo Triệu Tứ Tiểu Thư, xem ra định lột quần áo ngay tại cục công an. Tôn Mãn Quân vừa nhìn thấy cũng phải phối hợp nhào về Lan Điền Trúc, kéo thêm một tên lùn mập khác cũng nhảy sổ vào Tống Trinh Ngọc. Phí Văn Viễn coi như đàng hoàng. Chỉ đứng xem mà không dám kéo quần áo Diệp Khả Khả.
Văn Viễn, sao giống đàn bà quá vậy, phải học tập anh của cậu, một đêm chơi bốn em. Người ta gọi là Ngọc Diện Lang Quân, cậu cũng phải học tập một chút, những con gà mái này sao phải băn khoăn, mặt của cậu cũng không phải bị đánh sao. Vương Tiểu Ba chưa hết giận, vừa túm quần áo Triệu Tứ Tiểu Thư vừa cổ động Phí Văn Viễn tham gia. Hai cảnh sát bên cạnh vội vàng giả bộ không nhìn thấy, một người thì lúi húi sửa dây giày, một người thì ra vẻ chăm chú ghi chép. Những thái tử gia này là thứ mà bọn họ không thể chọc tới, hơn nữa mấy cô gái này chắc là người ngoài huyện, nghe giọng cũng đoán ra. Chuyện này còn có phó cục trưởng Phí ở đây, y chưa lên tiếng thì hai cảnh sát cũng đành phải đứng đó xem trò hay, được xem thân thể bốn mỹ nhân cũng là chuyện tốt. Phí Văn Viễn bị Vương Tiểu Ba hò hét thì rốt cuộc cũng có dũng khí, bàn tay vừa mò tới quần áo của Diệp Khả Khả thì đã bị cô đá cho một cước, thiếu chút nữa ngã sấp đau giống lên. Đồ gà mái, còn lột không được mày. Gã nói xong thì nhào tới. Cục trưởng Phí, đây có còn là cục công an nữa không? Sao để cho bọn lưu manh làm loạn, mau ngăn lại. Lan Điền Trúc vừa giãy giụa vừa hét với phó cục trưởng Phí Chí Minh. Phí Chí Minh nhướng mày, cảm thấy không ổn, đám người Vương Tiểu Ba đúng là quá cản rỡ, đáng ra để cho bọn họ đánh mấy quyền hả giận là được. Đang muốn ngăn lại thì trên lầu có một người đi xuống hô. Làm gì, còn ra thể thống gì? Chu Bá Thành tuy nói kêu gào nhưng đám nam nữ này vẫn không ai chịu buông tay. Cục trưởng Chu đến là tốt rồi, anh nhất định phải nghiêm trị mấy kỹ nữ này, mẹ kiếp. Lại có thể dám kiếm ăn với chúng tôi không làm còn dám hành hung. Anh nhìn xem, mặt mũi chúng tôi cũng bị thương hết rồi. Ngồi tù, nhất định phải các ả phải ngồi tù. Tôn Mãn Quân hô lớn. Không sai, chuyện này cục trưởng Chu không xử lý, chúng ta sẽ lên thành phố. Vương Tiểu Ba uy hiếp. Buông tay ra đã, nói chuyện rõ xem nào. Vừa thấy là ba tên thái tử gia Vương Tiểu Ba, Phí Văn Viễn và Tôn Mãn Quân, khí thế của Chu Bá Thành thoáng cái đã mềm nhũn, chuyển sang giọng hòa hoãn. Chúng tôi đang ăn cơm ở Đắc Nguyệt Lâu, bốn kỹ nữ này. Vương Tiểu Ba lại đem chuyện bịa đặt nói lại một lần. Bọn họ ngậm máu phun người. Cục trưởng Chu, anh không thể tin bọn họ. Bốn chị em chúng tôi đang ăn cơm vui vẻ thì bọn họ đột nhiên xông tới đùa bỡn, chúng tôi không chịu thì bọn họ ra tay, còn đánh bị thương chúng tôi. Anh xem trên mặt chúng tôi vẫn còn dấu tay đây, Trinh Ngọc cũng bị bọn họ đánh thương. Chuyện này nếu cục trưởng Chu không xử nghiêm thì chúng tôi quyết không bỏ qua. Triệu Tứ Tiểu Thư tức giận nói. Đừng nghe kỹ nữ, chúng tôi mà để mắt đến mấy ả à. Tôi nhổ vào, đừng có giả mồm mà ông đây điên lên đấy. Đánh rồi hãy nói. Mẹ kiếp, ông chơi với mày. Vương Tiểu Ba và Tôn Mãn Quân lại cùng đồng thời quyền đấm cước đá, Phí Văn Viễn cũng nhảy vào góp vui. Được lắm. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng rồi nhảy vào, giả bộ thở hồng hộc hô. Làm gì, dừng tay. Hắn khẽ đưa tay lên thì Vương Tiểu Ba lập tức ngã chỏng gọng. Diệp Phàm, anh đến rồi, bọn họ dám làm sằng. Lan Điền Trúc giống như thấy cứu tinh, cặp mắt đỏ hoe. Cô chưa từng gặp phải cảnh này. Triệu Tứ Tiểu Thư và Diệp Khả Khả, Tống Trinh Ngọc cũng chạy tới. Chuyện gì xảy ra, sao quần áo các cô đều bị xé rách vậy, mặt mũi còn sưng lên thế kia, cục trưởng Chu, đây là cục công an sao? Sao có thể công khai cho phép làm trò lưu manh trong đây? Diệp Phàm đầy vẻ chính nghĩa, nói thẳng với Chu Bá Thành. Đương nhiên, thân phận ký giả của Lan Điền Trúc và thân phận ký giả đài truyền hình của Tống Trinh Ngọc thì hắn tạm thời chưa nói. Hừ, họ Diệp, mày lại có thể ở cùng với bốn con gà mẹ này, còn là một cán bộ quốc gia sao? Cục trưởng Chu, quan viên chơi gái cũng chính là phạm pháp có phải không? Vương Tiểu Ba vừa thấy Diệp Phàm thì lập tức nhớ ngay chuyện cũ, trực tiếp dội một gáo nước lạnh. Không sai, có người trên mặt ra vẻ đạo mạo, sau lưng thì lại làm ra chuyện mèo mả gà đồng. Cục trưởng Chu, tôi hy vọng anh phải xử lý nghiêm. Tôn Mãn Quân xúc xiểm. Gã nghĩ đến chuyện ngày trước ở phòng hát Lam Nguyệt Lượng thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Hừ, câm miệng đi, các cô ấy là khách mời của tôi. Tùy tiện vu oan người khác cũng là phạm pháp biết không, cho dù giảm nhẹ cũng là phạm vào tội nói xấu người khác. Diệp Phàm nghiêm giọng. Đúng vào lúc đó, Tống Trinh Ngọc chợt mềm nhũn té xuống, chắc là vừa rồi quá sợ hãi, cũng có thể là bị đối phương đá vào đâu đó. Diệp Phàm lập tức đưa tay ra đỡ. Tống Trinh Ngọc cứ vậy ngã ập vào ngực hắn. Tống cô nương, có chuyện gì vậy? Cô bị thương ở đâu không?
Diệp Phàm lo lắng hỏi. Trinh Ngọc, Trinh Ngọc, Triệu Tứ tiểu thư, Lan Điền Trúc, Diệp Khả Khả đều gấp đến độ nước mắt ứa ra. Tôi, lưng tôi rất đau, đau quá. Tống Trinh Ngọc run rẩy. Trinh Ngọc bị bọn họ đánh thương, khốn kiếp. Lan Điền Trúc mắng ầm lên. Cục trưởng Chu, tôi phải đưa người vào viện kiểm tra đây, chỉ e là động đến xương cốt gì. Diệp Phàm vừa nói thì ôm xốc lấy định rời đi. Chậm đã, đánh người còn muốn đi, sao mà dễ thế? Vương Tiểu Ba nhảy ra ngăn cản. Cút, mày muốn làm gì, tránh ra. Ánh mắt Diệp Phàm chợt lóe ra như một mũi giáo làm cho Vương Tiểu Ba sợ hãi nhảy về sau, thầm nghi ánh mắt sao lại đáng sợ như vậy, một lát liền bình tĩnh lại, lập tức hô lớn. Cục trưởng Chu, hung thủ muốn chạy trốn, cục công an các anh làm sao vậy? Chu Bá Thành bị bước đến không còn cách nào khác, nhìn lại Tống Trinh Ngọc thì thấy cũng không có vẻ nghiêm trọng lắm nên hừ lạnh. Trợ lý Diệp, cô kia chắc thương thế không nặng lắm nên có chuyện gì cứ nói rõ ràng đã. Nói gì, rõ ràng là bốn cô đây bị sàm sỡ rồi mà đại cục trưởng còn không nhìn ra được sao? Mấy người ngoài huyện như bọn họ còn dám chọc vào mấy hung thần kia không? Lửa giận của Diệp Phàm cũng bốc lên ngùn ngụt, lạnh như băng đáp lại. Cho dù muốn hiểu rõ chuyện cũng phải đưa Tống cô nương đến viện cái đã, tôi sợ có di chứng gì thì phiền toái. Tôi ở ngay huyện đây còn sợ chạy đi đâu. Không được, cứ phải làm rõ ràng đã. Chu Bá Thành kiên quyết, thật ra thì cũng là bị bức ép. Mang sang phòng thẩm vấn bên cạnh. Phó cục trưởng Phí hô. Tuân lệnh. Hai cảnh sát vừa rồi đứng bên xem náo nhiệt giờ tỏ thái độ rất oai phong. Làm gì, tại sao phải bắt người? Diệp Phàm lớn tiếng. Trợ lý Diệp, anh đứng ra một bên đi, nếu dính vào đám gà mái này là phạm pháp đấy. Phó cục trưởng Phí liếc Chu Bá Thành rồi lạnh giọng. Gà mái, lời này mà anh cũng dám nói. Lan cô nương là phóng viên báo tỉnh, anh có biết tốt xấu không? Tôi nghĩ lúc trước Lan cô nương đã nói rõ thân phận sao các anh còn không để ý. Diệp Phàm chất vấn. Đúng vậy, tôi vừa rồi đã nói với chúng là phóng viên báo tỉnh. Vì trợ lý Diệp yêu cầu nên mới đến Ngư Dương phỏng vấn chuyện rước tượng đồng thiếu mộng đường tiên sinh, vậy mà bọn họ còn bảo tôi lừa gạt. Bốn chị em chúng tôi còn đang ăn cơm vui vẻ ở Đắc Nguyệt Lâu, bọn họ xông vào sàm sỡ, còn ép chúng tôi uống rượu, Vương Tiểu Ba, Tôn Mạnh Quân và tên họ Phí còn uy hiếp Ngư Dương chính là thiện hạ bọn họ, biết điều thì uống rượu với bọn họ, còn phải đi qua đêm nếu không sẽ tống vào cục cảnh sát. Lúc ấy ông chủ Đắc Nguyệt Lâu cũng khuyên giải nhưng bị Tôn Mãn Quân đá một cước, bọn họ cũng có thể làm chứng. Lan Điền Trúc rưng rưng. Ký giả, ký nữ cũng dám làm ký giả, đúng là nực cười, ta nhổ vào. Vương Tiểu Ba khinh thường mắng. Chương 404, một quyền đập tan cục công an. Phóng viên, ký nữ mà cũng đòi làm phóng viên, nói đùa, đúng là chuyện đùa không tin nổi, lại còn đòi ở báo tỉnh, tao nhổ vào. Vương Tiểu Ba khinh thường mắng. Trợ lý Diệp, các cô ấy thật sự là phóng viên sao? Xin lấy giấy chứng nhận phóng viên ra. Giọng điệu của Chu Bá Thành nhẹ nhàng hơn không ít, phải biết rằng nếu như họ Lan đó thật sự là phóng viên báo tỉnh thì tối nay mình có thể gặp phiền toái rồi. Người ta đem chuyện tối nay đăng lên một cái thì hỏng bét, Chu Bá Thành toát cả mồ hôi. Tôi không mang trên người, hôm nay đi vội quá nên quên ở nhà rồi. Lan Điền Trúc nói. Tôi có thể làm chứng. Diệp Phàm nói. Xin lỗi trợ lý Diệp, tất cả đều phải nói sự thật. Bốn vị cô nương này xin lưu lại giải thích tình huống rõ ràng rồi hãy nói, đánh người cũng không thể không xử lý Chu Bá Thành ra vẻ vô cùng chính nghĩa. Được, cục trưởng Chu, muốn tìm hiểu tình huống thì cứ tìm hiểu, nếu như muốn bắt người thì phải bắt cả hai bên. Diệp Phàm cương quyết nói. Diệp Phàm tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi lên. Thuận tay ôm lấy Tống Trinh Ngọc thản nhiên ngồi xuống. Diệp, Diệp, tôi đau quá, đau. Lúc này Tống Trinh Ngọc bị dịch chuyển như vậy đột nhiên kêu lên đau đớn, hai tay trong lúc vô tình lại ôm lên cổ Diệp Phàm, dáng vẻ vô cùng mập mờ. Diệp Phàm cúi đầu nhìn qua, phát hiện nàng đau đến mức mặt trắng bệch, da thịt đều ở run rẩy. Chẳng lẽ bị thương bên trong rồi? Diệp Phàm chợt lạnh, ôm người đứng lên, nói. Cục trưởng Chu, anh cũng nhìn thấy rồi, cô Tống đang rất đau, mặt mũi trắng bệch, tôi phải lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện, nếu không gây ra án mạng thì phiền toái. Chuyện của mấy cô gái này tôi đảm bảo, có việc gì các anh cứ tìm tôi là được rồi. Không được, muốn chạy không có cửa đâu.
Vương Tiểu Ba hét lên, lần này như có lực rượu xui khiến, quên mất sự lợi hại của Diệp Phàm trước kia. Cút ngay. Diệp Phàm tức giận rồi, vùng chân đá một phát, Vương Tiểu Ba ngã lăn xuống đất, giống như con ba ba ngã chổng vó, cũng không biết tại sao lại ngã, ngồi trên đất ngơ ngẩn mất mấy giây. Diệp Phàm đã ôm người đi tới cửa, Vương Tiểu Ba vừa thấy đã nổi nóng. Dám đánh ông mày, cục trưởng Chu, bắt người. Đám người Vương Tiểu Ba thi nhau hò hét, túm lấy mấy chiếc ghế trong sảnh từ phía sau đập tới nhóm người Diệp Phàm. Còng tay. Chu Bá Thành và Phó Cục trưởng Phí đồng thời mở miệng hét lên, bốn cảnh sát ở góc phòng cũng vọt lên, tất cả đều cầm dùi cui, xem ra muốn động thật sự rồi. Chu Bá Thành cũng bất đắc dĩ, tình thế bức người, lần này cũng đành bất chấp tất cả. Dù sao lần trước đã đắc tội với Diệp Phàm, cộng thêm lần này coi như là hoàn toàn đoạt tuyệt với Diệp Phàm rồi, đương nhiên cũng vì muốn biểu hiện lòng trung thành với Phí Mặc. Diệp Phàm ngẩng đầu lên thấy đám người Trương Cường lao đến. Đưa Tống Trinh Ngọc đẩy vào tay Triệu Tứ Tiểu Thư hét lên. Các cô cùng chạy đi cùng với cậu ấy đến Thủy Vân Cư. Tôi sẽ cản lại phía sau. Trương Cường, dẫn bốn người về Thủy Vân Cư. Trương Cường mới nghe đã hiểu, hai người đi tới kéo người bỏ chạy. Diệp Phàm giả bộ chạy, không cẩn thận bị đám người Vương Tiểu Ba đập trúng ghế lên lưng, khiến quần áo trên lưng Diệp Phàm cũng bị xé rách. Mấy tên cảnh sát hung hăng vốn không dám động thủ. Dù sao Diệp Phàm cũng là trợ lý chủ tịch huyện, chỉ sợ hắn sau này đến tính sổ thì xui xẻo. Đám người Vương Tiểu Ba có người chống đỡ phía sau đương nhiên không sợ, nhưng bọn họ lại rất lo lắng. Nhưng quay đầu phát hiện Phó Cục trưởng Phí vẻ mặt tàn ác liếc nhìn mấy người bọn họ, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là giơ dùi cui lên hướng về phía người Diệp Phàm, đương nhiên đây cũng chỉ là dáng vẻ giả bộ. Trên thực tế cũng không dùng lực gì cả. Trái lại chiếc ghế của đám người Vương Tiểu Ba mạnh mẽ đập lên lưng Diệp Phàm mấy cái, khiến lớp áo bên ngoài bị rách toạc, Diệp Phàm đương nhiên thuận thế gục xuống. Thấy Diệp Phàm ngã xuống, mấy cảnh sát vội vàng đi tới kéo Vương Tiểu Ba và Tôn Mãn Quân ra, khi đang muốn xông ra đuổi theo thì Chu Bá Thành đột nhiên hừ nói. Đừng đuổi theo nữa, hừ, công khai chơi gái, đánh cảnh sát, hành hung ở cục công an còn dám mạnh miệng, bắt vào nhà giam thẩm vấn. Thật hết chỗ nói. Thế này giống như cán bộ nhà nước sao? Quả thực làm bại hoại hình tượng cán bộ ngư dương chúng ta, hừ. Phó Cục trưởng Phí, chuyện này xin giao lại cho anh xử lý, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Chu Bá Thành rời đi vẫn không quên tặng thêm cho Diệp Phàm một tội danh chơi gái xấu xa, thật là tâm tư khó đoán. Dù sao đã đoạt tuyệt với Diệp Phàm, hạ thủ không lưu tình. Nếu như bị khép vào tội danh này thật, cuộc đời này của Diệp Phàm có lẽ cũng khó ngóc đầu lên được. Hai cảnh sát tiến lên nhốt Diệp Phàm vào trong nhà giam. Hai chiếc xe quay về Thủy Vân Cư, Tạ Mị Nhi đi ra ngoài đỡ bốn cô gái đầu tóc bù xù vào trong phòng, thấy Tống Trinh Ngọc mặt đau đến trắng bệch. Có cần đi bệnh viện không? Không sao đâu bà chủ Tạ, cô ấy đến kỳ thôi, uống mấy viên là đỡ thôi. Lan Điền Trúc biết Tống Trinh Ngọc không có chuyện gì, chỉ vì Kỳ Nguyệt San của con gái gây chuyện. Anh Trương, thủ trưởng làm sao bây giờ? Triệu Đoan của Liệp Báo đứng bên cạnh xe thấp giọng hỏi Trương Cường. Ngu ngốc, thủ trưởng có thể xảy ra chuyện gì sao? Đừng nóng vội, Vương Ngũ còn đang trốn trong cục quan sát, có chuyện gì sẽ báo ngay cho chúng ta. Trương Cường tức giận mắng. Tại sao thủ trưởng phải như vậy chứ? Ba anh em chúng ta xông vào cục công an tung hoành một trận đập nát cục công an không thoải mái hơn sao? Triệu Đoan có chút bất bình nói. Đánh cái rắm, thủ trưởng tự có thu xếp của thủ trưởng. Chuyện ở đây không phải chỉ dùng đến nắm đấm là có thể giải quyết, quan hệ giữa người với người phức tạp hơn nhiều. Nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo vệ tốt bốn cô gái này, chớ có nhiều chuyện. Cậu không phát hiện, thủ trưởng đối xử với bốn cô gái này đặc biệt tốt, mới vừa rồi còn ôm cô gái dịu dàng đó vào lòng. Nói không chừng sau này cô ấy còn là vợ của thủ trưởng, chúng ta phải cẩn thận hầu hạ một chút, đừng chờ sau này thì hối hận đấy. Trương Cường suy đoán. Vợ của thủ trưởng. Có khả năng này lắm, anh Trương. Vậy nhất định phải hỏi thăm tên tuổi của cô gái đó, chúng ta cũng phải. Trên mặt Triệu Đoan thấp thoáng nụ cười gian xảo. Hỏi thăm, thằng danh cậu muốn ăn đấm có phải hay không? Vợ của thủ trưởng chúng ta có thể tùy tiện hỏi thăm sao? Nếu để cho thủ trưởng biết được, cậu ở sau lưng điều tra nội tình của anh ấy còn không lột quân phục của cậu. Đến lúc đó anh Trương này cũng không giúp gì được cho cậu. Triệu Đoan. Sau này ngàn vạn lần đừng có chủ ý này,
chúng ta không đi được con đường này đâu. Chúng ta đều là đàn ông thì phải ưỡn thẳng ngực, dùng bản lĩnh thật sự giành được công nhận của thủ trưởng mới đúng. Trương Cường thuận miệng dạy bảo. Ai, cũng không biết lễ ra mắt của thủ trưởng là gì, đoàn trưởng Thiết cũng không nói rõ. Lúc đó Thiết Chiêm Hùng chỉ thần bí cười nói. Trương Cường, ba người các cậu lần này đến Ngư Dương nhất định phải đòi lễ ra mắt của thủ trưởng, ra mặt hơi dày cũng không sao, có thể vượt qua đáy nồi là được rồi. Không phải sợ mất thể diện có là gì? Quà ra mắt của thủ trưởng là món quà ngàn năm một thuở cho các ngươi, bảo đảm các cậu sẽ vui mừng như điên. Anh Trương Anh nói xem quà ra mắt là cái gì? Khẳng định không phải là tiền rồi, không phải là bí kíp võ công chứ? Nếu thật sự là bí kíp thì thật tốt quá, hắc 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 hắc. Triệu Đoan gượng cười lại bắt đầu y y, còn thiếu chảy nước miếng. Có khả năng, chỉ mong là vậy. Trong ánh mắt Trương Cường cũng lóe lên vẻ sáng rực, may mà chưa để cho Diệp Phàm nhìn thấy, nếu không thật sự tưởng y biến thành sói từ lúc rồi. Chị Triệu, Diệp Phàm bị bọn họ bắt đi rồi, làm sao bây giờ? Lan Điền Trúc có chút bối rối, cha cô ta mặc dù nói là một cán bộ cấp phụ trưởng, nhưng cũng chỉ là hiệu phó một trường đại học, tung hoành ở trường Hải Giang thì còn được, chứ không quản được nơi này. Người nhà tôi căn bản ở trong quân đội, đây chỉ là chuyện nhỏ, quân đội cũng không tiện can thiệp, để Trinh Ngọc gọi điện thoại là được rồi. Cha cô ấy là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, những người làm quan sợ ông ấy nhất. Triệu Tứ Tiểu Thư hừ nói. Mấy tên lưu manh này, bà cô nhất định phải lột ra họ mới được, còn dám lột quần áo của tôi. Không sai, thật hết chỗ nói, quả thực là một đám thổ phỉ, chị xem cục công an cũng thật giống hang ổ thổ phỉ. Tất cả đều nói giúp đám lưu manh đó, đâu giống như cơ quan quyền lực của nhà nước. Diệp Khả Khả không kìm được mắng. Tống Trinh Ngọc sau khi uống thuốc điều khí cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Chị Lan, trước kia không phải cả ngày chị mắng Diệp Phàm là đồ nhà quê gì đó sao, người ta hôm nay rất anh hùng, một mình chống lại nhóm người của cục công an. Vương Tiểu Ba bị hắn đá cho một cước đã như chó gặm bùn rồi, ha ha ha, lợi hại. Diệp Khả Khả không nhịn được nói. Hắn đối với chị thật tốt. Ai nói vậy, hắn chỉ đối tốt với Trinh Ngọc thôi, em không nhìn thấy sao, Trinh Ngọc không phải được hắn ôm mãi trong lòng sao. Trinh Ngọc, lồng ngực của Diệp Phàm có ấm áp không? Nhanh gọi điện thoại nói chuyện với cha em đi, thật quá ức hiếp người khác. Chúng ta phải lột ra mấy tên lưu manh đó mới được. Lan Điền Trúc cười đùa một lúc. Đúng vậy, đúng vậy. Lúc ấy Trinh Ngọc còn vòng hai tay ôm lấy cổ Diệp Phàm, rất thân mật rất, có chút giống như là, giống như là. Diệp Khả Khả hét lớn. Chị Lan, nhà đầu chết tiệt Khả Khả kia, nói cái gì vậy? Tôi lúc ấy sắp ngất đi, đứng không vững người mềm nhũn mới như vậy. Tôi cũng không rõ mình đã làm gì nữa, chỉ là vô ý thôi. Gương mặt Tống Trinh Ngọc hơi có chút ửng đỏ, càng che giấu càng lộ, trong lòng thầm nói, Diệp Phàm thật sự có khí phách anh hùng, ôm lấy mình đã một cước đã đạp tên lưu manh đó lăn xuống đất, lồng ngực của hắn thật ấm áp, thật an toàn, thật dễ chịu, nếu có thể được ôm ấp trong đó một lúc thì thật tốt. Mọi người nhìn thấy không? Trinh Ngọc có tâm sự, mặt lộ rõ ra rồi, ha ha ha, khẳng định là nghĩ đến người nào rồi. Diệp Khả Khả lại kêu lên, chỉ vào Tống Trinh Ngọc đùa giỡn. Lan Điền Trúc và Triệu Tứ Tiểu Thư cũng đang yên lặng suy nghĩ, mơ hồ cảm thấy một luồng ghen tị, buồn bực tự hỏi, tại sao mình lại như vậy? Diệp Phàm đối xử tốt với Trinh Ngọc, thân thiết với cô ấy thì có liên quan gì đến mình, chúng ta là chị em, lẽ ra nên vui mừng mới đúng, thật là. Anh Trương, thủ trưởng không có chuyện gì, chỉ bị nhốt vào phòng giam. Hình như bị tên Vương Tiểu Ba đạp cho mấy cước, em đã quay phim lại rồi. Vương Ngũ nhỏ giọng nói trong điện thoại. Chú ý cẩn thận, nếu như bọn chúng dám đối xử bất lợi với thủ trưởng, cậu cứ rút súng ra cứu người. Trương Cường hừ nói. Dạ. Vương Ngũ đáp. Vừa đặt điện thoại xuống đã thấy Lô Vĩ lái xe quay về, vừa xuống xe đã hét lên rất sảng khoái, thấy hai người Trương Cường giàu dĩ không vui liền hỏi. Sao không thấy anh Diệp? Bị bắt đi rồi. Triệu Đoan đáp. Bắt đi rồi, người nào bắt? Lô Vĩ tức giận, lớn tiếng hỏi. Sau khi nghe Trương Cường nói thì cũng im lặng. Chương 405, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đích thân gọi điện thoại tới. Chúng ta chờ xem. Lô Vĩ thở dài, thầm nói, đại ca cũng thật là, một cao thủ ngũ đẳng, cả ngày lại đi làm những chuyện nhiễu sự, có lẽ muốn thừa cơ gây sự rồi, cũng tốt,
đem mấy tên khốn khiếp đó nhốt vào trong nhà lao càng tốt. Ai, xem ra đại ca đúng là sở trường về khổ nhục kế. 12 rưỡi đêm. Reng reng reng. Một trận chuông điện thoại dồn dập nhất thời đánh thức bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn đang nằm nghỉ trên bàn, thân là bí thư huyện ủy, điện thoại của Cổ Bảo Toàn bao giờ cũng được mở 24 giờ. Muộn thế này cũng không có nhiều người gọi điện đến, cấp dưới bình thường có chuyện gấp không giải quyết được cũng không dám làm phiền bí thư. Điện thoại vào lúc này bình thường đều là lãnh đạo thượng cấp gọi đến, mặc dù nói Cổ Bảo Toàn vẫn chưa ngủ, nhưng cũng cảm thấy có chút hết hồn hết vía. Kỳ quái! Đã muộn thế này rồi ai còn gọi điện đến, không phải lại vừa xảy ra chuyện lớn gì chứ? Ai, cuối năm rồi cũng không cho người ta bình yên một chút, Cổ Bảo Toàn thấp thỏm nhận nghe điện thoại. Anh là Cổ Bảo Toàn bí thư huyện ủy Ngư Dương phải không? Trong điện thoại truyền đến một giọng nói đàn ông trầm trầm vẻ tức giận. Đúng vậy, xin hỏi ngài là... Cổ Bảo Toàn đã lăn lộn quan trường nhiều năm, từ trong giọng nói cảm thấy đối phương có một luồng quan thế khiến người ta cảm thấy áp bách. Mặc dù nói câu hỏi của đối phương vẫn khách khí, nhưng mờ ảo có khẩu khí tự nhiên của cấp trên làm cho Cổ Bảo Toàn phải thận trọng. Cho nên trong câu hỏi cũng hơi có ý vị cung kính. Đương nhiên, khi còn chưa biết rõ thân phận của đối phương, Cổ Bảo Toàn vẫn tận lực làm mình lộ vẻ trầm ổn, không để cho đối phương xem thường mình. Tôi là Tống Sơ Kiệt ở ban tổ chức tỉnh ủy. Sự khó chịu trong giọng nói của đối phương lần này tương đối rõ ràng. Tống, xin chào trưởng ban Tống. Phản ứng đầu tiên của Cổ Bảo Toàn chính là trái tim giống như bị búa tạ đập trúng, miệng lắp bắp giống như con vịt bị người ta nắm cổ thở gấp gáp, nhất thời có chút hoảng loạn, mồm miệng lộ vẻ có chút không làm sao lưu loát. Trong đầu như lấy tốc độ một phần ngàn giây suy nghĩ, trưởng ban tổ chức Tống Sơ Kiệt vừa mới nhậm chức, cho nên Cổ Bảo Toàn thoáng cái đã phản ứng. Phải biết rằng Tống Sơ Kiệt đã ở vị trí phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy mấy năm cho nên quan lớn từ cấp sở của tỉnh Nam Phúc trở lên không có ai không biết tên tuổi của y, cái tên này dùng từ sấm nổ bên tai để hình dung tuyệt đối cũng không quá đáng. Mấy ngày trước Tống Sơ Kiệt vừa mới trèo lên chiếc ghế trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, cái tên này lại càng vang dội. Chỉ cần nghe thấy chữ Tống thì trong lỗ tai quan viên tỉnh Nam Phúc trước liền nghĩ ngay đến đại lão Tống Sơ Kiệt trưởng ban tổ chức quản lý ngũ quan một tỉnh. Điện thoại của ban tổ chức tỉnh ủy gọi tới, hơn nữa còn là trưởng ban đích thân gọi tới. Từ trong khẩu khí của người này cảm thấy đối phương có chút không vui. Nhất định là chuyện gì ảnh hưởng đến y rồi, hơn nữa còn là chuyện của Ngư Dương. Nếu không một quan lớn cấp phó trưởng ban như y làm sao chịu gọi điện thoại cho một bí thư huyện nghèo như mình, hai người lại không có giao tình gì. Phải biết rằng lòng dạ của các quan lớn ban tổ chức tỉnh ủy rất sâu, rất ít khi tỏ vẻ không vui. Cho dù trong lòng không thoải mái, trên mặt vẫn cười híp mắt, sau lưng còn bày ra ngươi có đâm một đao, mình vẫn vui vẻ tiếp nhận. Cổ Bảo Toàn rất là tự nhiên khom người xuống làm ra tư thế cẩn thận lắng nghe. Mặc dù Tống Sơ Kiệt không nhìn thấy bộ dạng này của y, nhưng đây là một loại biểu hiện cung kính tự nhiên. Huyện Ngư Dương các anh rốt cuộc đang làm chuyện gì vậy? Mời phóng viên Lan của báo tỉnh và Tống Trinh Ngọc của đài truyền hình tỉnh tới Ngư Dương. Nói là muốn tham gia vào lễ chúc mừng rước tượng đồng của tiên sinh thiếu mộng đường nào đó. Kết quả như thế nào chứ? Bốn cô gái đó đến Ngư Dương, trên đường đi vào một nơi tên là Đắc Nguyệt Lâu ăn cơm, lại gặp phải đám lưu manh, gặp phải lưu manh cũng là chuyện bình thường, ở trong huyện dạng người nào chẳng có, chuyện này tôi không trách các anh. Nhưng khiến người ta không thể nào tha thứ được chính là bốn cô gái đó trái lại bị đám lưu manh bắt vào cục công an huyện. Trong đại sảnh ở cục công an có mặt cục trưởng cục công an còn dám công khai dở trò bị ổi, lột quần áo người ta, vô pháp vô thiên, cục công an huyện Ngư Dương còn không phải là cơ quan chấp pháp dưới sự lãnh đạo của đảng sao. Nghe nói những tên lưu manh này rất có lai lịch ở huyện. Sau đó đồng chí Diệp Phàm người đã mời phóng viên tới Ngư Dương phỏng vấn vì muốn cứu bốn cô gái đã xảy ra xung đột với đám lưu manh ở cục công an, cuối cùng bị đám lưu manh và cảnh sát cục công an huyện vây đánh. Hiện tại cũng không biết là sống hay chết. Anh lập tức điều tra rõ ràng cho tôi, cứu đồng chí Diệp Phàm ra. Tôi chờ xem kết quả của anh, còn bốn cô gái cũng đang bị thương, hiện đang trốn ở Thủy Vân cư tị nạn. Tôi rất lo lắng về an toàn của các cô ấy, hừ, hết sức lo lắng. Tống Sơ Kiệt nói mấy câu đơn giản giải thích tình huống rồi hừ lạnh. Vừa rồi bảo bối của y gọi điện gần như kể hết mọi chuyện. Từ chuyện bị cục công an huyện khi dễ đến chuyện Diệp Phàm làm anh hùng, thiếu chút nữa thì làm Tống Sơ Kiệt điên lên, vợ y cũng hết sức lo lắng.
Vì thế Tống Sơ Kiệt cũng không kịp hỏi kỹ mà gọi luôn cho bí thư cổ, nói chuyện hết sức khách sáo, chỉ một mực lo lắng cho an toàn con gái. Còn lại ba cô kia, người nào cũng có lai lịch không vừa, điều này thì Tống Sơ Kiệt rất rõ ràng, bất kỳ động đến ai trong số đó cũng sẽ xảy ra chuyện động trời. Tống Sơ Kiệt vừa mới bỏ điện thoại xuống thì cổ bảo toàn cũng run lập cập đánh rất luôn điện thoại xuống bàn, nhất thời khó có thể bình tĩnh. Lão cổ, anh làm sao thế? Nghe thấy tiếng điện thoại rơi, lại thấy cổ bảo toàn run rẩy, vợ y là Tào Vũ Liên cũng thất sắc sợ bệnh cũ tái phát, vội vàng chạy lại đỡ. Chu Bá Thành, anh làm những chuyện gì vậy? Cổ bảo toàn đấm mình một cái nặng nề xuống bàn hô lớn, ngay cả nắm tay đang đau đớn cũng quên khuấy. Y đột nhiên nghĩ đến Diệp Phàm còn bị giam ở cục công an, hơn nữa còn lưu ý của trưởng ban Tống, cổ bảo toàn vội vàng mặc quần áo đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại cho bí thư ủy ban chính pháp Phương Sương Nhiên và chủ tịch huyện vệ Sơ Tinh. Mười mấy phút sau, cổ bảo toàn thở hổn hển vừa chạy đến cục công an thì đã thấy thư ký của mình là Ngô Kỳ Thắng chờ ở cổng. Bí thư ủy ban chính pháp Phương Sương Nhiên cũng mới đến, cổ bảo toàn thở phào nhẹ nhõm, chủ tịch huyện vệ Sơ Tinh cũng đã có mặt. Cô ta chạy lúc xúc, bộ dạng đong đưa rất có phong vận, chỉ tiếc là giờ này cổ bảo toàn không còn tâm tư thưởng thức. Vệ Sơ Sai vừa đi vừa nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy bí thư cổ? Đi vào trước rồi hãy nói. Cổ bảo toàn nghiêm mặt. Mấy người phi nước đại vào cục công an. Mẹ kiếp, không nói có phải hay không? Nói rõ làm sao chơi gái, nếu không anh Vương đây sẽ không khách khí, ha ha ha. Từ xa đã nghe rõ giọng eo éo như thái giám của Vương Tiểu Ba. Tôi có gì để nói, các anh thuần túy là nói láo. Tôi được bí thư cổ và chủ tịch huyện vệ ủy thác, biết bao nỗ lực mới mời được ký giả của đài truyền hình và báo tỉnh đến. Các anh lại dám vu cáo bọn họ là kỹ nữ, ép người ta uống rượu, trước mặt mọi người dám hạ nhục họ, đúng là quá vô pháp vô thiên rồi. Các ngươi sau lưng có người, có chỗ dựa, Diệp Phàm tôi không có gì hết, chỉ tứ cố vô thân. Nhưng trong lòng Diệp Phàm tôi có chính nghĩa, có lòng vì huyện. Ta đang thi hành chỉ thị của bí thư huyện ủy cổ và chủ tịch huyện vệ, các anh lại nói xấu cán bộ nhà nước, nói xấu chỉ thị huyện ủy. Tôi tin tưởng bí thư cổ và chủ tịch huyện vệ sẽ xử lý công bằng. Diệp Phàm lớn tiếng phản bác. Thật ra lúc đám người cổ bảo toàn chạy tới, Diệp Phàm đã lợi dụng ưng nhãn thuật bức nhĩ thông thuật cảm nhận được. Nên đoán là Lan Điền Trúc đã đem cứu binh đến. Lúc này mà không diễn thì đúng là có lỗi. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của Diệp Phàm, không thể nào thấy được rõ ràng, chỉ là dựa vào cảm giác mà thôi, cho dù diễn thế nào cũng không lỗ vốn. Nghe Diệp Phàm vừa nói như thế, cổ bảo toàn đưa tay ra ngăn mọi người. Chúng ta trước hết nghe xem đã, để xem cục công an huyện rốt cuộc là thiên hạ của ai. Cổ bảo toàn nhẹ giọng hừ một tiếng. Một cảnh sát đang ngồi ở trong phòng trực ban thấy cổ bảo toàn thì cũng không nhận ra, chủ tịch huyện vệ cũng vậy bởi vì hai người vừa mới đến Ngư Dương chưa lâu. Tuy nhiên bí thư ủy ban chính pháp Phương Sương Nhiên trước đó không lâu còn là cục trưởng cục công an thì rất quen thuộc. Viên cảnh sát kia kinh hãi nhảy dựng lên, đang định chào hỏi thì Vương Sương Nhiên phất tay ngăn lại. Ha ha ha, còn dám mạnh miệng, ở cục công an cậy mạnh đánh cảnh sát để cô ả kia chạy trốn. Ngươi còn dám nói rằng cán bộ nhà nước, ta nhổ vào. Vả vào miệng hắn, lại còn dám kéo cổ bảo toàn ra dọa người. Mày cho rằng như vậy có thể dọa được Vương Tiểu Ba này sao, cổ bảo toàn, hừ, chú ông đây là thần tài thành phố, sao còn phải sợ. Vương Tiểu Ba cười sằng sặc tát một cái, chắc là ra tay với Diệp Phàm. Anh Vương, đáng đánh, mẹ kiếp, lại có thể dám lấy chủ tịch huyện vệ ra dọa người. Tôn Mãn Quân trợ uy. Cũng giơ chân đá Diệp Phàm một chân. Văn Viễn, mặt cậu còn đau đấy, đều là do bốn ả kia, tới đây tát vài cái để bồi thường đi. Vương Tiểu Ba cổ vũ. Các anh đây là dùng tư hình, nơi này là cục công an, tôi sẽ báo cáo lên bí thư cổ và chủ tịch huyện vệ chuyện này. Phóng viên báo tỉnh nếu như xảy ra chuyện gì thì Ngư Dương chúng ta gánh không nổi trách nhiệm, mau thả tôi ra. Diệp Phàm khàn giọng quát. Chương 406. Coi trọng cao độ. Còn dám mạnh miệng, Văn Viễn, lên, xuất khẩu ác khí đi, dám chọc vào chúng ta, đừng tưởng rằng lấy cái danh hão trợ lý chủ tịch huyện ra thì chúng ta sợ, chẳng qua chỉ là một trợ lý quèn cấp bậc trưởng phòng. Mày tưởng rằng bí thư cổ thật sự coi trọng mày sao, ông ta làm vậy còn không phải lợi dụng mày, chủ tịch huyện vệ ban đầu không phải là người giúp chức vụ của mày sao,
bây giờ lại quăng cho cái danh hão trợ lý, thằng nhãi mày đúng là loại chổng mông lên trời, tao nhổ vào. Vương Tiểu Ba thật sự là cuồng vọng không thôi, Cổ Bảo Toàn cũng không thể nghe tiếp tục nữa, hừ lạnh một tiếng đi vào nhà giam. Đám người Vương Tiểu Ba thật sự là cuồng vọng đến tận nhà, nếu cửa phòng thẩm vấn không đóng thì đã đấm đá loạn xạ rồi. Đồng chí Diệp Phàm đương nhiên rất thê thảm, đầu tóc rối tung, trên mặt cũng có những vết bầm nhỏ, cà nhắc ngồi xuống chiếc ghế phía trước, nhìn qua chẳng khác nào một kẻ ăn xin chính tông. Hừ, các cậu là ai? Là cảnh sát phải không? Kêu Chu Bá Thành ra đây. Cổ Bảo Toàn lạnh lùng liếc nhìn Vương Tiểu Ba, tên nhãi này cũng không nhận ra Cổ Bảo Toàn, cũng lạnh lùng liếc nhìn lại. Đang muốn mở miệng chửi thì nhìn thấy Vương Sương Nhiên ở phía sau đã tức giận đến mức mặt trắng bệch, lời đã tuôn đến khóe miệng lại nhét vào lại trong bụng. Còng tay lại, mở còng cho trợ lý Diệp. Lời nói của Vương Sương Nhiên giống như băng lạnh vạn năm, khiến người ta phải run sợ. Ba tên cảnh sát trong phòng thẩm vấn đang xem cảnh náo nhiệt chợt run rẩy khắp người, nhìn Vương Sương Nhiên, lại lén lút liếc mắt nhìn đám người Vương Tiểu Ba và Phí Văn Viễn, cầm lấy còng tay không dám động đậy. Vương Sương Nhiên không có kiêm nhiệm cục trưởng cục công an. Lời nói của bí thư ủy ban tư pháp thì có bao nhiêu uy lực? Ba tên cảnh sát này không có lá gan đắc tội với Phí Văn Viễn, y là con trai của bí thư khối đảng Phí Mặc. Còn Tôn Mãn Quân lại là con trai của phó chủ tịch huyện Tôn, Vương Tiểu Ba lại càng có lai lịch lớn hơn, cháu trai của Vương Thiên Lượng cục trưởng cục tài chính thành phố, cho nên ba tên cảnh sát nhất thời cứ giằng co, lần khân vặn vẹo hai tay không dám đi tới. Hừ, các cậu không muốn mất việc chứ? Vương Sương Nhiên đặc biệt cảm thấy mất mặt, sắc mặt tái đi, tăng thêm thanh âm hừ nói. Đây là bí thư huyện ủy Cổ và chủ tịch huyện vệ. A, à, sắc mặt ba tên cảnh sát đại biến, run rẩy, cuối cùng cố lên gân tiến lên trước còng tay đám người Vương Tiểu Ba. Bí thư Cổ, ông là bí thư huyện ủy cũng không thể bắt người lung tung như vậy, ông làm như vậy tôi sẽ tố cáo ông quấy nhiễu công chính tư pháp. Vương Tiểu Ba đương nhiên cũng cố lên gân, lá gan tê dại, có chút chột dạ khi nói ra những lời này, nói không sợ là giả. Một bí thư huyện ủy đương nhiên có quan uy của quan lại phong kiến, đâu phải là loại cáo mượn oai hùm như Vương Tiểu Ba có thể so sánh được. Tố cáo, được thôi, tôi chờ xem. Cổ Bảo Toàn cũng không để ý đến gã, liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Đồng chí Diệp Phàm, cậu phải chịu thiệt thòi rồi. Đi, chúng ta cùng tới Thủy Vân Cư. Bí thư Vương, anh ở lại xử lý chuyện này cho tôi, điều tra rõ ràng rồi báo cáo tình huống cụ thể cho tôi. Trước khi chưa điều tra rõ ràng không cho phép thả bất cứ người nào. Cổ Bảo Toàn quay đầu nói với Vương Sương Nhiên. Vương Ngũ sau khi nghe nói Cổ Bảo Toàn là bí thư huyện ủy, biết chắc Diệp Phàm sẽ không sao, vì vậy lén quay phim rồi chuồn về Thủy Vân Cư. Vương tiên sinh, Diệp Phàm không sao chứ? Thấy Vương Ngũ quay lại, Tạ Mi Nhi và tứ mỹ nhân Thủy Thành đều vây quanh hỏi han, trong lòng các nàng đều đang rất lo lắng. Bị đánh rất thê thảm, hình như còn bị thương. Nhưng hiện tại bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện đều chạy tới đó rồi, có lẽ không có việc gì, chuyện vừa rồi tôi đã lén quay phim rồi, các cô có muốn xem không? Những cái này đều là chứng cứ, nhất định phải giữ lại. Vương Ngũ nói, mau mang ra xem. Tống Trinh Ngọc hét lên, nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có vẻ là lạ, Tống Trinh Ngọc cảm thấy mình có phải quá nóng lòng, gương mặt thoáng cái lại ửng đỏ, lẩm bẩm nói. Tôi chỉ là có chút lo lắng. Vừa lúc có thiết bị phát hình, Thủy Thành tứ Mỹ liền xuống lại xem. Không lâu sau thì truyền đến tiếng thét chói tai của 5 con cọp cái. Mọi người xem, đó chính là tên dở trò bị ổi xé quần áo của tôi đều bị xé nát. Lan Điền Trúc hét lên. Tôi cũng giống vậy, mọi người xem, còn nắm lấy tay tôi lôi kéo. Đồ lưu manh khốn khiếp. Diệp Khả Khả hét lớn. Trinh Ngọc, cậu nhìn xem. Trợ lý Diệp lúc ấy hình như đang ôm cậu. Tiểu thư Triệu Tứ cười khúc khích. Đúng vậy Trinh Ngọc, lúc ấy cậu xem, hai tay cậu cứ ôm lấy cổ trợ lý Diệp, giống cực kỳ, ha ha ha. Diệp Khả Khả tinh nghịch, lời nói vô cùng mập mờ ám hiệu, chỉ có Tạ Mi Nhi trong lòng không có mùi vị này, trong lòng lại thấy vị chua, anh Diệp thật là người đa tình, cứu người ta còn ôm nữa, thân mật như vậy, ôm cổ cứng ngắc, làm sao không biểu diễn trò hôn môi luôn đi. Làm đại anh hùng, tại sao không bị người ta đá chết đi, tốt nhất là bị người ta đá chết, để mình không phải nhìn thấy, lòng không vướng bận. Ai, nhưng hình như lần trước anh ấy cứu mình cũng được anh ấy ôm như vậy,
Tạ Mi Nhi vừa nhớ lại tình cảnh Kiều Diễm Diệp Phàm cứu mình lần trước, gương mặt lại ửng đỏ, vội vàng đi ra ngoài không dám ở trong phòng nữa, sợ bị người khác nhìn thấy manh mối gì đó. Trong khi mấy cô gái đang díu dít trong phòng họp thì Diệp Phàm đi theo bí thư cổ bảo toàn tới Thủy Vân Cư, được Trương Cường dẫn thẳng vào phòng. Bốn cô gái, các cô không sao chứ? Diệp Phàm thò đầu vào hỏi. Diệp Phàm, anh được ra ngoài rồi sao, có bị thương không, để chúng tôi xem. Bốn cô gái thoáng chốc chen chúc lao ra cửa, Lan Điền Trúc sờ lên quần áo như muốn xem thương thế của Diệp Phàm. Tống Trinh Ngọc nghĩ đến Diệp Phàm vì cứu mình mà bị đánh thành bộ dạng như ăn xin thế này, trong lòng rất cảm kích, xông tới trước mặt Diệp Phàm, đưa tay sờ sờ lên mặt hắn vội hỏi. Trên mặt anh hình như có vết bầm tím, chúng tôi đều nhìn thấy, đám người bọn chúng đấm đá anh. Khốn khiếp, tôi nhất định phải nói với cha, thật quá vô lý, phải đòi lại công lý cho anh. Diệp Phàm sửng sốt, mới nhớ tới chuyện vừa rồi kêu Vương Ngũ quay phim lại, nhất thời nảy ra ý hay, lén lút liếc nhìn chiếc máy âm thanh cao cấp trong phòng hội nghị, có lẽ vừa rồi mấy cô gái đang xem cảnh tượng mình bị đánh, giả vờ khó hiểu hỏi. Nhìn thấy, các cô không phải ở Thủy Vân Cư sao, làm sao có thể nhìn thấy phòng công an huyện, lẽ nào lại có thiên lý nhãn? Tôi kêu người quay lại, đây chính là bằng chứng. Tôi phải mang về kêu đài truyền hình xin giám đốc đài truyền hình phát đi, để nhân dân toàn tỉnh nhìn thấy cục công an Ngư Dương đã biến thành cái gì. Vô pháp vô thiên, làm càn bôi nhỏ bốn cô gái chúng tôi, giúp đỡ bọn lưu manh ức hiếp bốn cô gái chúng tôi. Chị Lan, chúng ta lập tức quay về đi, nơi này rất không an toàn. Tống Trinh Ngọc cũng biết người đi phía sau nhất định là bí thư cổ. Những lời này đương nhiên cũng cố ý nói ra cho một số người nào đấy nghe. Đừng làm loạn Trinh Ngọc, người xấu chỗ nào cũng có, cô không thể vơ đũa cả nắm. Tôi tin bí thư huyện ủy cổ và chủ tịch huyện vệ sẽ xử lý theo lẽ công bằng, trả lại công đạo cho chúng ta. Diệp Phàm vừa nói vừa nghiêng người giới thiệu. Trinh Ngọc, Điền Trúc, vị này chính là bí thư cổ của huyện ủy Ngư Dương, vị này là chủ tịch huyện vệ. Mọi người có dị oan ức cứ tận lực nói với bọn họ. Bọn họ đã đích thân đến đây thăm các cô, tôi tin lãnh đạo sẽ có trừng phạt thích đáng. Sau đó hắn lại chỉ vào bốn cô gái giới thiệu. Bí thư cổ, vị này là cô Tống Trinh Ngọc của đài truyền hình tỉnh, vị này là Lan Điền Trúc phóng viên báo tỉnh. Hai vị còn lại là bạn của bọn họ, tiểu thư Triệu Tứ và Diệp Khả Khả. Phóng viên Tống, phóng viên Triệu, cô Diệp, cô Triệu, xin chào. Chuyện xảy ra tối nay tôi đã biết rồi, để các cô phải chịu thiệt rồi. Bí thư tôi đúng là làm việc không tốt, các cô đã vất vả từ Thủy Châu chạy tới huyện nhỏ Ngư Dương, giúp đỡ chúng tôi truyền bá văn hóa, nâng cao danh tiếng của Ngư Dương, chúng tôi vô cùng cảm kích. Chuyện các cô bị người ta bôi nhọ, tôi đã chỉ thị cho bí thư Vương của Ủy ban Tư pháp đích thân điều tra rõ ràng, hiện tại đang trong quá trình điều tra thu thập chứng cứ toàn diện. Ở đây tôi xin được biểu thị thái độ, một khi đã xác định, quyết không bỏ qua. Cổ bảo toàn nắm lấy tay Tống Trinh Ngọc. Trong lời nói chân thành kèm cả ý xin lỗi, lập trường kiên định. Vệ Sơ Tinh cũng bước lên, nắm chặt tay Lan Điền Trúc nói. Phóng viên Lan, phóng viên của báo tỉnh các cô chịu đến Ngư Dương chúng tôi, đây là phúc khí của Ngư Dương chúng tôi. Chuyện tối nay, Ngư Dương chúng tôi xin được xin lỗi các cô. Bí thư cổ cũng nói rồi đấy, nhất định chúng tôi sẽ điều tra đến cùng, bất luận liên quan đến người nào cũng sẽ nghiêm túc xử lý. Vẫn xin phóng viên Lan có thể lượng thứ, thông cảm cho chỗ khó xử của Ngư Dương chúng tôi, có thể lưu lại tiếp tục phỏng vấn, tôi bảo đảm, sau này nhất định sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa. Ngày mai huyện sẽ đặc biệt phái ra 4 cảnh sát hình sự theo sát các cô cùng tham gia vào nghi thức rước tượng đồng của Tiếu Tiên Sinh. Cảnh tượng trên đỉnh Nam Thiên rất đẹp, độ cao so với mặt biển là khoảng 1.300 mét. Vĩ Nhân không phải từng nói rồi sao? Cảnh tượng vô hạn ở trên đỉnh núi nguy hiểm. Trèo lên càng cao, càng nguy hiểm, càng có thể nhìn thấy cảnh tượng tuyệt diệu, tôi tin các cô nhất định sẽ yêu thích nó. Vệ Sơ Tinh dù sao cũng là du học sinh, cũng rất biết cách nói chuyện, chỉ cần nói ra mấy câu đã khiến mấy cô gái thoải mái hơn nhiều. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của Diệp Phàm, Tống Trinh Ngọc không khỏi đau xót, miệng lại cong lên. Chúng tôi lần này tới đây phỏng vấn là vì nể mặt trợ lý Diệp, không ngờ vì chuyện này mà trợ lý Diệp lại chịu trọng thương. Ai? Trợ lý Diệp là một người tốt, rất có tinh thần trọng nghĩa, lúc ấy để thuyết phục chúng tôi đến Ngư Dương, anh ấy đã tiêu phí không ít lời lẽ. Đúng vậy, lúc ấy tôi còn nói đùa với trợ lý Diệp,
Nếu anh ta khấu đầu bổn cô nương ba lạy thì chúng tôi sẽ đến Ngư Dương, không ngờ anh ta rất chân thành nói, nếu để các cô chịu đến Ngư Dương, tuyên truyền cho Ngư Dương chúng tôi có phải khấu đầu 18 cái cũng không hối hận. Ngư Dương là một huyện quá nghèo, Ngư Dương chúng tôi cần phóng viên hô hào, Ngư Dương có núi non tuyệt đẹp, không khí trong lành, đặc sản phong phú, có thôn làng của dân tộc xa với văn hóa đặc sắc, cho nên chúng tôi rất động lòng, ai ngờ lại gặp chuyện này. Trợ lý Diệp bị thương còn nặng hơn chúng tôi. Ai? Lan Điền Trúc cũng biết có đi có lại, thừa cơ nói giúp mấy câu cho Diệp Phàm. Sau khi an ủi một hồi, Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh trở về, đứng ở cổng Thủy Vân Cư nắm thật chặt bàn tay Diệp Phàm, nhẹ nhàng dặn dò. Trợ lý Diệp, cậu nhất định phải lấy lại thước phim của các ký giả quay được, không được để các cô ấy mang về tỉnh. Nếu để nó phát trên đài truyền hình tỉnh thì Ngư Dương chúng ta thật sự nổi danh rồi. Đây là một nhiệm vụ chính trị, sau khi có được cuốn phim đó thì trực tiếp mang đến phòng làm việc của tôi. Tối nay vất vả cho cậu rồi. Cổ Bảo Toàn trước khi đi còn vỗ vỗ lên vai Diệp Phàm. Chương 407, Tạ Mi Nhi đánh đổ bình giấm. Không sai, còn phóng viên Lan và phóng viên Tống, cậu phải nghĩ cách giữ họ lại, đây là cơ hội tốt để tuyên truyền cho Ngư Dương chúng ta, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chuyện này nếu làm tốt, tôi sẽ ghi công cho cậu. Tuyệt đối phải làm tốt, không cho phép thất bại. Ngư Dương chúng ta không có mấy cơ hội như vậy. Vệ Sơ Tinh cũng thở dài một hơi, thận trọng dặn dò Diệp Phàm mấy câu rồi mới lên xe. Bí thư Cổ, chủ tịch huyện vệ, chuyện này rất khó. Nếu các cô ấy không chịu, lẽ nào tôi lại đi ép buộc sao? Diệp Phàm giả bộ cực kỳ khó khăn, vẻ mặt giống như gặp xui xẻo. Chuyện này thì phải xem bản lĩnh của cậu, phải dùng cách gì cũng phải giữ bọn họ ở lại. Tôi tin cậu có thể làm được, trợ lý Diệp có bản lĩnh không nhỏ, ngay cả báo tỉnh, đài truyền hình tỉnh cũng có thể mời được thì chuyện này có gì là khó. Vệ Sơ Tinh lại quăng ra một câu chẹn họng, thiếu chút nữa làm Diệp Phàm tức chết. Tôi và bí thư Cổ đều tin cậu có thể làm được. Chuyện này không giống với trước kia thôn Đập Thiên Thủy xảy ra huyết án và đường Triều Kim Mã, lúc ấy phóng viên Lan vừa vặn xuống đấy phỏng vấn, cho nên mới quen biết. Thật ra chúng tôi cũng không thân thiết lắm. Lần này tôi phải nói khô nước miếng mời lừa được các cô ấy đến Ngư Dương, không ngờ lại xảy ra chuyện này, thiếu chút nữa là gây thành đại họa rồi, nhớ lại còn có chút lạnh người. Diệp Phàm nhún nhún vai đưa đẩy, đương nhiên, hắn đang đánh cược Cổ Bảo Toàn nhất định cho mình ít lợi ích, nếu không không thấy thỏ nhất quyết không thả chim ưng. Vậy sao? Ánh mắt Vệ Sơ Tinh có vẻ là lạ liếc nhìn Diệp Phàm không nói gì. Được rồi trợ lý Diệp, tôi biết cậu rất thiệt thòi, nhưng chúng ta đều là cán bộ của đảng, chúng ta đều có chung mục tiêu chính là có thể để Ngư Dương thoát ra khỏi hoàn cảnh khó khăn. Tôi không nói dài dòng nữa, chuyện lần này cậu phải làm cho náo nhiệt, phải giữ phóng viên lại để tuyên truyền cho Ngư Dương chúng ta. Cậu làm ra thành tích tôi và chủ tịch huyện vệ đều sẽ nhìn nhận. Cổ Bảo Toàn nói, quay đầu lại hỏi. Chủ tịch huyện vệ, huyện chúng ta hình như chưa xây dựng cục chuyên môn thu hút đầu tư thì phải. Không, tôi điều tra qua rồi, trước đây trong huyện một năm cũng không thu hút được bao nhiêu đầu tư, bình quân một năm toàn huyện còn chưa đạt được 500 vạn đầu tư bên ngoài. Cho nên chuyện này do Ủy ban Phát triển Kế hoạch huyện chịu trách nhiệm tiến hành. Tôi nghĩ khu vực phát triển Duyên Hải đã đem chức năng công tác thu hút đầu tư từ Ủy ban Phát triển Kế hoạch rút ra thành lập cục chiêu thương. Huyện chúng ta có phải cũng nên làm như vậy, công tác thu hút đầu tư đối với huyện Ngư Dương chúng ta mà nói đặc biệt quan trọng. Không thu hút được đầu tư làm sao có thể nói đến phát triển vững vàng nhanh chóng kinh tế. Chuyện này không thể trì hoãn được nữa, Cục Chiêu Thương là trung tâm cố vấn chính sách, trung tâm tình báo kinh tế, trung tâm thu hút đầu tư chuyên nghiệp, trung tâm xúc tiến thương mại, trung tâm ký kết hợp đồng, trung tâm điều hành thu hút đầu tư và trung tâm phục vụ ngoại thương. Thành lập một cục như vậy rất có lợi cho phát triển kinh tế của toàn huyện, đối với Ngư Dương chúng ta mà nói càng cần thiết, bất kể có thể thu hút được bao nhiêu tiền. Được một đồng tính một đồng, được 100 vạn tính 100 vạn, vẫn tốt hơn là không có đồng nào. Vệ Sơ Tinh là thạc sĩ nghiên cứu sinh của Học viện Thương mại, vì vậy rất am hiểu lĩnh vực này. Đúng, chúng ta nên thành lập một cục chuyên môn. Cô thấy năng lực thu hút đầu tư của trợ lý Diệp rồi đấy, trợ lý Diệp làm rất tốt, ha ha ha. Cổ Bảo Toàn nói đầy ẩn ý, mỉm cười bước lên xe. Y nói vậy là có ý gì? Lẽ nào muốn kêu mình làm cục trưởng cục chiêu thương, đây là chuyện khổ sai, hiện tại trong huyện vẫn chưa có loại cơ cấu chuyên môn này,
cục mới thành lập không có một chút kinh nghiệm nào, muốn lôi kéo được bao nhiêu đầu tư là chuyện rất khó khăn, nếu là người do mình sắp xếp cũng không khác biệt gì, Diệp Phàm đứng ở cửa lẩm bẩm. Đại ca, nghĩ gì vậy? Lô Vĩ lại chui ra. Thằng nhãi nhà cậu, xuất quỷ nhập thần có phải muốn hù dọa người ta không? Đột phá đến mấy đoạn rồi, nói nghe xem nào. Diệp Phàm thuận miệng cười hỏi. Đa tạ đại ca quan tâm, Lô Vĩ không làm đại ca hổ thẹn, kỳ tích phát sinh rồi, lại có thể từ cảnh giới thuần hóa tam đoạn đột phá đến cảnh giới khai nguyên tứ đoạn, vượt qua liên tiếp hai cấp nhỏ, thật là kỳ tích, ha ha ha, ông mày tốt xấu gì cũng là võ sư hạ đẳng rồi, phá được danh hiệu võ sĩ rồi, quẳng nó đi luôn, ha ha ha. Lô Vĩ giống như một kẻ điên cười sằng sặc, hù dọa hai con chim cú mèo đang săn mồi sợ hãi bay vụt đi. Cậu thì vui rồi, Lô Vĩ. Có muốn so đấu một trận với đại ca không? Hai huynh đệ chúng ta cùng tung hoành quan trường. Diệp Phàm mỉm cười thần bí, lời nói đầy ẩn ý. Muốn, đại ca nói đi, tiểu đệ này xin nghe lời anh. Lô Vĩ không chút do dự, lập tức gật đầu. Chuyện tối nay ồn ào lớn rồi, có lẽ cái mông thối của Chu Bá Thành của phòng công an huyện nên chuyển chỗ ngồi rồi. Mẹ kiếp, cũng nên để lão tử này bị đối xử ghẻ lạnh. Diệp Phàm nhỏ giọng cười nói. Ý tứ của anh là... Lô Vĩ vừa nghĩ đã đoán ra. Không sai, cậu đừng giả vờ ngớ ngẩn để lừa gạt tôi nữa. Cậu nhất định có chỗ dựa ở thành phố. Khi cậu làm việc tôi có giới thiệu với anh Vu, kêu anh ấy tiến cử cậu. Sau đó đến lượt người đứng phía sau cậu ra mặt, giúp đỡ tiến cử thêm. Tiểu tử cậu không phải nói vì chuyện của Sơn Trang Kính Nguyệt mà người nhà Ngọc Gia có oán khí, không tiện lăn lộn ở cục thành phố. Vậy thì dứt khoát đến Ngư Dương đi, có dám hay không? Diệp Phàm kích động nói. Được, Ngọc Gia thì có gì phải sợ. Ông đây đã đến Ngư Dương, ngày ngày lượn đi lượn lại trước mắt bọn họ, để bọn họ tức chết mới được. Lô Vĩ cười điên cuồng, thái tử ra lần đầu dương vuốt. Được, cậu phải cấp tốc hành động đi. Tôi nghĩ hiện tại bí thư cổ khẳng định đã có tính toán đổi tướng rồi. Chúng ta phải tranh thủ thời cơ, anh Vu sẽ đưa ra đề nghị. Người phía sau cậu cổ động thêm vào. Đối với vị trí cục trưởng phòng công an huyện, bí thư cổ bảo toàn là người có tiếng nói nhất, cục thành phố cũng chỉ có thể kiến nghị, quyền lợi nằm trên người cổ bảo toàn. Sau chuyện này cậu nhất định phải tạo được niềm tin lên chức, tôi còn nghe nói bí thư Vương Sương Nhiên có tính toán điều đi, nếu y vừa đi thì cục trưởng cậu còn không thuận lợi lên chức, thoáng cái xông vào trong thường vụ, đến lúc đó đại ca cậu có thường vụ lô che chở rồi. Ha ha ha, nhưng phía bên bí thư cổ cậu có cách gì không? Diệp Phàm hỏi. Chuyện này có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không có cách. Em là đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố đến Ngư Dương đảm nhiệm chức vụ cục trưởng cục công an huyện cũng không xem là lên chức gì cả, mơ hồ còn có hiểm nghi bị giáng chức. Nhưng nếu giống như lời đại ca nói, Vương Sương Nhiên có thể điều đi thì em gặp may rồi. Lô Vĩ hơi có chút do dự. Được, cậu lập tức nghĩ cách đi. Tôi lên trên bôi thuốc, mẹ kiếp, thật là xui xẻo, vết thương cũ trên lưng lại bị tên khốn khiếp Vương Tiểu Ba đánh hở miệng rồi, nhưng lần này tuyệt đối không thể để cho y thoát được, nhất định phải để y vào nhà lao hát bài, nước mắt sau song sắt. Diệp Phàm hung hăng mắng mấy tiếng rồi đi lên tầng. Anh, trên lưng anh có 7-8 vết máu, có đau không? Tạ Mi Nhi nhẹ nhàng giúp Diệp Phàm bôi thuốc, vừa thoa, vừa nhẹ nhàng xoa bóp, đau lòng hỏi. Đau. Thái độ khẳng định của Diệp Phàm, càng khiến Tạ Mi Nhi đau xót, đang muốn nói gì đó, Diệp Phàm lại cười nói. Nhưng, có Mị Nhi bôi thuốc sẽ không đau nữa, tay của Mị Nhi giống như thuốc giảm đau vậy. Nói bậy, Mị Nhi có phải là người máy đâu. Mị Nhi có chút ngượng ngùng, ra tay tương đối nặng, cào Diệp Phàm một vết mười mấy thuốc. Em nỡ xuống tay thật sao? Diệp Phàm nhíu mày lại, xem ra rất đau, Tạ Mi Nhi đau lòng trách móc. Ai kêu anh nói linh tinh, chết đi càng tốt. Nếu anh chết em có khóc không? Diệp Phàm nhẹ giọng hỏi, dáng vẻ có chút mập mờ. Không khóc, anh không phải là gì của em. Nếu có người khóc cũng chỉ là em Tống, em Lan, em chịu khóc thôi, liên quan gì đến em? Hứ hứ hứ. Tạ Mi Nhi đột nhiên nhớ tới cảnh tượng thân thiết Diệp Phàm ôm ấp Tống Trinh Ngọc đùa giỡn ở cục công an trong ống kính, sau đó cô gái thục nữ đó càng lớn một. Đôi tay mềm mại nhỏ bé cứ ôm chặt lấy cổ Diệp Phàm, không kìm được tức giận, liên tiếp hứ ba tiếng, phát tiết một chút buồn bực, nghĩ thầm, anh vì cô Tống đó mà ngay cả tính mạng cũng không cần mà còn đùa cợt Mị Nhi, cô ta nhất định là người yêu trong lòng anh,
Mị Nhi có là gì trong mắt anh đâu. Ai, mình đúng là mua dây buộc mình, vốn không nên có loại suy nghĩ ngây thơ này, trong lòng Mị Nhi có anh, nhưng trong lòng anh có Mị Nhi không? Mị Nhi, Thủy Vân Cư bọn em có loại giấm nào ngon nhất? Diệp Phàm cười nói. Sơn Tây Lão Trần, nghe nói được trưng cất 5 năm mới lấy ra ăn, là loại giấm có thể chua đến mức làm rụng răng hàm của anh, thế nào hả? Có phải muốn nếm thử không, bảo đảm răng hàm của anh sẽ rụng? Tạ Mi Nhi thuận miệng hừ nói, nhất thời không nghĩ ra ý tứ sâu xa của Diệp Phàm trong câu nói này. Ha ha ha, anh hiểu rồi, Mị Nhi đang uống nó phải không? Diệp Phàm cười to không dứt. Ai dám uống loại giấm đó chứ, chua chết được. Tạ Mi Nhi thuận miệng phản đòi lại, sau mấy giây cuối cùng mới hiểu ra đang bị người ta đùa giỡn, khuôn mặt đỏ bừng bừng như trái táo, tức giận đập lên lưng Diệp Phàm, đau đến mức người nào đấy hét lớn. Em muốn mưu sát chồng mình sao? Xuống tay nặng như vậy. Anh còn dám nói, đánh chết anh. Tạ Mi Nhi xấu hổ muốn độn thổ cho xong. Hai tay vung mạnh muốn hành hung, nhưng không thực hiện được, bị anh Trư trở tay ngăn cản, thuận thế ôm lấy cái eo nhỏ của Tạ Mi Nhi. Tạ Mi Nhi chưa kịp phòng bị đã bị Diệp Phàm bế lên đặt trên giường. Nhìn cặp núi đôi cao vút trước ngực phập phòng kịch liệt của Tạ Mi Nhi, anh Trư ngơ ngẩn mất mấy giây, nhất thời lòng háo sắc như nổi lên, thuận thế đè lên. Lúc này mới đè lên nửa người, đã tương đối chấn động lòng người rồi. Tạ Mi Nhi vẫn còn là một cô gái trong trắng, chưa từng gặp cảnh tượng phun huyết lợi hại như vậy, hoảng hốt đẩy ra kêu lên. Đừng! Lồng ngực của anh chưa bị Tạ Mi Nhi cong người đẩy ra nhất thời càng kích thích, nhẹ nhàng dùng lực đè lên ngọn núi đôi cao vút của Tạ Mi Nhi, miệng cúi xuống đi tìm đôi môi của Tạ Mi Nhi. Không được! Tạ Mi Nhi mắc cỡ kêu lên. Nhưng đáng tiếc lời nói không phát ra được vì đôi môi đã bị niêm phong. Một luồng cảm giác tê dại như điện giật đâm vào cơ thể khiến Tạ Mi Nhi không khỏi run rẩy. Cô chưa từng nếm qua mùi vị tuyệt vời như vậy, nhất thời choáng váng, mở to đôi mắt, nhưng lại đóng chặt đôi môi. Anh Trư triển khai thế tiến công thăm dò trên quy mô nhỏ, vươn đầu lưỡi ra liếm liếm, như liếm đầu heo, liếm môi một vòng khiến Tạ Mi Nhi thở hồng hộc, mắc cỡ dứt khoát nhắm chặt hai mắt lại. Đương nhiên không có ý nghênh đón, vì đôi môi nhỏ vẫn mím chặt, thật ra cô chưa có kinh nghiệm này, hoặc là nói nhất thời khó lòng tiếp nhận bị người ta đột nhiên tập kích như vậy, nhất thời có chút bối rối, có chút ngơ ngẩn, có chút say đắm, có chút tê cay. Chương 408, loạn cục. Ai, miệng của Mị Nhi thật là ngọt ngào. Diệp Phàm thở dài thỏa mãn đứng dậy, lưu luyến liếc mắt nhìn Tạ Mị Nhi vẫn đang nằm trên giường không biết nghĩ gì. Anh đi đây. Bí thư Cổ vẫn chờ lấy lại cuộn phim. Ừ. Tạ Mị Nhi dạ một tiếng như gió nhẹ, tựa hồ khẽ run sợ, hoặc như là khẽ lẩm bẩm trong mơ. Cổ bảo toàn xem lại cuốn phim đến hai lần, đặc biệt là đoạn Diệp Phàm ôm Tống Trinh Ngọc, lẩm bẩm. Tống Trinh Ngọc, cũng họ Tống, chẳng lẽ có quan hệ với trưởng ban Tống? Hai người này ở trước mặt mọi người còn ôm lấy nhau, Tống cô nương cũng biểu hiện quá thân mật đi, ôm siết lấy cổ vậy chẳng phải là tình nhân thì là gì? Nếu như không phải là tình nhân thì tại sao Diệp Phàm không ôm mấy cô kia mà chỉ ôm một mình cô ta, động tác của Tống cô nương dường như còn rất thành thục giống như lúc trước đã thường xuyên làm vậy, có lẽ là mình quá nhạy cảm mà thôi. Lúc ấy có lẽ là tình huống nguy cấp, Tống cô nương vừa kêu lên đau đớn, cho nên Diệp Phàm dưới tình thế cấp bách mới không nghĩ nhiều, tuy nhiên chuyện này cũng là ý vị sâu xa. Suy nghĩ một chút vẫn thấy do dự, Cổ Bảo Toàn bắt đầu di dạo vòng vòng trong phòng làm việc. Đến vòng thứ hai thì nhìn đồng hồ đã thấy 2 giờ rưỡi sáng, do dự thêm một lát rồi nắm chặt tay. Trưởng ban Tống vẫn chờ, mình phải hạ quyết định. Bí thư Chu, buổi tối xảy ra một chuyện, trợ lý chủ tịch huyện Diệp Phàm mời phóng viên báo tỉnh Lan Điền Trúc và cô Tống Trinh Ngọc ở đài truyền hình. Cổ Bảo Toàn nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra báo cáo cho bí thư thị ủy Chu Càn Dương. Bảo Toàn, anh có ý kiến gì thì cứ nói. Tôi biết anh ở Ngư Dương nhất thời khó có thể mở ra cục diện, có lẽ chuyện lần này là một cơ hội. Huyện Ngư Dương quá phức tạp, 4 đại gia tộc Phí, Tiếu, Tạ, Ngọc đều có gốc rễ sâu dày, lịch sử cả ngàn năm. Thế lực của bọn họ lại càng chằng chịt, nhân mạch từ huyện, thành phố, thậm chí cả tỉnh cũng có, mạng lưới liên lạc khổng lồ thậm chí có thể nói là hiếm thấy. Điều này rất khó giải quyết gọn gàng, anh phải giỏi về gây dựng manh mối, cầu sinh tồn trong khe hẹp. Lợi dụng mâu thuẫn giữa bọn họ để đạt được ích lợi, từ đó có thể khống chế, bọn họ tuy nói là mạnh nhưng không phải là một khối bền chắc như thép, chỉ cần không phải một khối là tốt rồi,
từ đó có thể lợi dụng kẽ hở. Chu Càn Dương mặc dù đang rất buồn ngủ nhưng vừa nghe nói trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Tống Sơ Kiệt tự mình hỏi tới chuyện này cũng sợ hết hồn nên thận trọng đưa ra chủ ý cho thủ hạ thân tín. Chu Bá Thành khẳng định phải đánh đổ, tạm thời chưa có nhân tuyển thích hợp, không biết bí thư Chu có đề cử nào không? Cổ Bảo Toàn cẩn thận hỏi. Người trái lại có mộ, là Lô Vĩ của đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố. Nghe nói ngày hôm qua y vừa chỉ huy tịch biên sơn trang kính nguyệt của Ngọc Gia, tiểu tử này rất gan dạ sáng suốt, có quyết đoán, có thể dùng. Chu Càn Dương không hề nghĩ ngợi nói ngay. Làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự của cục cảnh sát thành phố thì vị trí cục trưởng. Cục cảnh sát Ngư Dương sao có thể so, y có chịu không? Cổ Bảo Toàn có chút chần chờ, thầm nghĩ kẻ ngu cũng không chịu xuống, trừ khi có được vị trí bí thư ủy ban chính pháp. Người trẻ tuổi mà, ai không muốn cầu tiến, cứ ở mãi ở đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố tuy nói phong quang nhưng bên trên còn có nhiều phó cục trưởng và cục trưởng nhìn vào, bất lợi cho việc trưởng thành và tôi luyện, chi bằng đầu gà còn hơn đuôi voi. Chú Út Y chính là phó chủ tịch thành phố Lô Trần Thiên đã bóng gió với tôi chuyện này rồi, vốn định để cho y tới thành phố Phúc Xuân làm cục trưởng, tuy nhiên Ngư Dương xảy ra chuyện. Anh lại đang một mình nên ủy khuất cho y một chút, để tôi nói với Trần Thiên. Chu Càn Dương nói. Ừ, tôi nghe bí thư, tuy nhiên nếu để đồng chí Lô Vĩ đến Ngư Dương thì e làm tăng thêm xung đột với Ngọc Gia. Sơn Trang Kính Nguyệt là y dẫn người tịch biên, hơn nữa lão gia tử Ngọc Gia còn đang bị nhốt, chắc cũng khó khăn đi ra. Chuyện này cũng có chút quái lạ, chỉ là một sòng bạc, với nhân mạch của Ngọc Gia sao không thể cứu người, chỉ cần đóng ít tiền phạt chẳng phải là xong rồi sao? Cổ Bảo Toàn vẫn cảm thấy lo lắng, lại cảm thấy hơi kỳ quái. Y thầm nghĩ chắc bí thư Chu cùng trận doanh với phó chủ tịch thành phố Lô, mình đi theo bí thư Chu là cũng đi theo phó chủ tịch thường vụ thành phố Lô Trần Thiên, chỉ cần chiếu cố tốt cháu hắn thì chắc là có thể kết nối với tuyến phó chủ tịch thành phố Lô. Tuyến không sợ nhiều, chỉ sợ không có tuyến, tuyến chính là đường, từ đó dẫn đến đại lộ nhân mạch, từ đó dẫn đến quan hệ, không tệ, rất giá trị. Ha ha! Có xung đột thì tốt rồi. Chu Càn Dương hừ mấy chữ rồi cúp điện thoại. Có xung đột thì tốt hơn. Có ý gì? Chẳng lẽ bí thư Chu muốn cho Ngư Dương xung đột mãnh liệt hơn một chút? Đây chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? Bí thư Chu tại sao muốn làm như vậy? Có mục đích gì? Chắc là biến hóa trên thành phố cũng có quan hệ tới biến hóa tới Ngọc Gia, Phí Gia ở Ngư Dương. Thông qua biến hóa ở Ngư Dương sẽ đẩy lên mâu thuẫn giữa Phí Gia và Ngọc Gia. Từ đó đánh vỡ xu thế liên minh giữa bọn họ, loại đi khả năng tạo thành một phái bản địa. Với cách nhìn này thì Ngọc Gia nếu như bị Lô Vĩ làm loạn lại là chuyện tốt. Loạn trung thủ thắng, từ đó lại đảo bài lần nữa, tục ngữ không phải nói loạn quyền đánh chết lão sư phụ sao, trọng quyền nhất định phải đánh thì cũng là cơ hội để Cổ Bảo Toàn ta nắm trong tay hội nghị thường vụ. Cổ Bảo Toàn sau khi cúp điện thoại lẩm bẩm một chút, bừng tỉnh đại ngộ, vỗ trán cười nói. Lợi hại! Thật là lợi hại, tâm cơ mấy lão đại thành phố đúng là sâu. Ta không bằng, còn phải làm sâu sắc học tập nhận thức mới được. Cha, Văn Viễn bị bắt, Chu Bá Thành cũng không tỏ thái độ gì, dù sao cũng phải nói trước cho Phí Gia một tiếng chứ. Phí Vũ Vân tức giận nói với Phí Mặc trong đại viện của Phí Gia. Bí thư đảng ủy khối đảng Phí Mặc vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả mấy múi thịt bên quai hàm cũng run rẩy, xem ra đã đến điểm cực hạn. Phí Gia đại viện được người Ngư Dương gọi là Phí Viên, xây trên Ngưu Nhai ở thị trấn Thành Quan. Ở giữa ngọn núi này là một khu vực rất phồn hoa, phía trước là một loạt cửa hàng chừng 30 cái, tất cả đều là sản nghiệp Phí Gia. Dãy cửa hàng này cách bên trong một con hào rộng chừng 8 mét do đá phiến ghép thành mới có thể tiến vào Phí Viên, cũng có người gọi Ngưu Nhai là Phí Gia Nhai, từ đó có thể thấy được sản nghiệp của nhà họ Phí ở Ngư Dương là rất lớn. Nhiệt tử, cả ngày cái gì không làm. Chỉ có gây chuyện là giỏi, đã sớm đã cảnh cáo nó không được qua lại với Tôn Mãn Quân mà không nghe. Phí Mặc thiếu chút nữa thì giống lên. Lão Phí, giờ nói vậy cũng đâu có ích gì, mau nghĩ cách đem Văn Viễn ra đã. Nếu không ngày mai trên đường đều biết Văn Viễn nhà chúng ta bị bắt. Văn Viễn ở trong đó có biết bị đánh hay không nữa? Nghe nói cục công an hiện giờ rất loạn, có thể trong đại sảnh công khai sàm sỡ con gái nhà người ta, bị đánh làm sao bây giờ? Bà vợ Lưu Hải Ngụy ê của Phí Mặc bất mãn. Cứu, 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 bà cũng biết cứu sao, giỏi đi cứu cho tôi xem. Lần này là Vương Xương Nhiên tự mình ra lệnh,
Lúc ấy Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh đều ở hiện trường, nghe nói là sàm sỡ với ký giả báo tỉnh tới, ký giả báo tỉnh cũng dám sàm sỡ, không biết sống chết, ngu ngốc. Bà nói tôi làm sao mà cứu đây? Bọn họ có thể đứng xem tôi cứu sao? Ngày hôm qua còn chê cười Ngọc Gia, hôm nay thì hay rồi, đến phiên Phí Gia chúng ta. Nhiệt tử, thật là tức chết tôi, không cứu, để cho nó ngồi trong đó bị đánh thành đầu heo cũng tốt. Phí Mặc quát vợ. Chương 409, khua môi múa mép thuyết phục tứ Mỹ. Ông không đi có phải không, không đi thì tôi đi. Tôi không tin Vương Xương Nhiên có thể bắt Văn Viễn. Hừ. Lưu Hải Nguyệt thở phì phì quay sang con trai lớn. Vũ Vân, con lái xe đưa mẹ đi. Bà đi đi, còn chưa đủ mất mặt sao? Phí Mặc hừ nói, trầm mặc một chút rồi rút thuốc ra, thầm nghĩ, chuyện lần này thật là đúng dịp. Ngọc Gia gặp chuyện rồi lại đến phiên nhà chúng ta rồi, lại là Diệp Phàm, tiểu tử này quả thực là ương tinh, không phải là tên tiểu tử kia cố ý à. Lần trước buông tha hắn thật là có chút đáng tiếc, đánh rắn đánh không chết bị cắn ngược lại một cái, hừ. Lần sau tuyệt không có thể làm cho hắn có cơ hội lật bàn cờ. Em gái, Văn Viễn bị bắt, anh của em không muốn ra mặt, làm sao bây giờ, em gọi điện cho Vương Xương Nhiên nói một câu tình cảm đi. Lưu Hải Nguyệt điện thoại trực tiếp cho Phí Ngọc. Phí Ngọc là em gái của Phí Mặc, giữ vị trí thư ký trưởng thị ủy. Chờ đã, đừng nóng vội, chị nói xem chuyện là thế nào. Phí Ngọc nghe chuyện cũng đành nhảy từ trên giường xuống nghe điện thoại. Lưu Hải Nguyệt đem chuyện kể qua một lần. Văn Viễn đúng là sàm sỡ phóng viên báo tỉnh. Phí Ngọc cũng kinh hãi, vội vã hỏi lại. Không thể nào có chuyện đó, Văn Viễn là do em nhìn nó lớn lên, tuy nói làm vài chuyện khác người nhưng chuyện sàm sỡ phụ nữ thì chắc chắn là không. Người của Phí gia chẳng lẽ còn tìm không được nữ nhân? Lưu Hải Nguyệt khẳng định. Ừ, Văn Viễn chắc không làm chuyện này. Tuy nhiên nếu như Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh đều có mặt ở đó thì chắc không thả người được ngay đâu. Đợi ngày mai xem sao, chị dâu, đừng nóng vội, có anh ở huyện, Văn Viễn có nằm trong cục công an cũng không ai dám động tới đâu. Phí Ngọc nhất thời cũng không đưa ra chủ ý, có Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh ở hiện trường, chuyện này chắc là nghiêm trọng, khẳng định có liên quan tới ký giả báo tỉnh. Đồng thời, Phó Chủ tịch huyện Tôn Vinh Xuân cũng đang hò hét đập chén trong nhà. Tổng cộng vợ y là Lưu Mẫn Hoa đã dọn ba cái chén bể. Không nhịn được lo lắng hỏi. Vinh Xuân, lần này Mãn Quân xảy ra chuyện lớn sao? Sàm sỡ ký giả báo và đài truyền hình tỉnh, công khai đánh trợ lý chủ tịch huyện ở cục công an, bà nói có lớn mật hay không? Khốn kiếp, ngu xuẩn một, muốn nữ nhân thì phải xem chỗ nào chứ? Đều là do bà chiều nó thành hư, đã sớm nói rồi. Mãn Quân cũng đã lớn nên tìm một người để quản đi. Bà cứ nghe nó dẻo miệng. Tôn Vinh Xuân hét lớn. Hừ, ông còn nói tôi, chẳng phải là do thượng bất chính hạ tắc loạn sao, đừng cho là tôi không biết, ông cùng Hồ Tái Hoa có chuyện gì. Lưu Mẫn Hoa cãi lại. Bà nhìn đi, chuyện đã xưa rồi mà cứ nhắc mãi. Tôn Vinh Xuân trong lòng có quỷ, nhẹ giọng. Không nói, không nói, ông hôm trước chẳng phải vừa gọi điện thoại cho con hồ ly lẳng lơ kia, đừng tưởng rằng lão nương ta không biết. Họ Tôn, ông nghe đây cho lão nương, nếu còn gọi điện thoại cho con hồ ly tinh kia thì lão nương sẽ làm ầm lên đấy, ông đã không nhìn mặt mũi lão nương thì lão nương đây cũng không ngại. Mau gọi cho Chu Bá Thành thả người, thân thể Mãn Quân nhà ta không khỏe, nếu bị đánh ra cái gì thì lão nương không để yên đâu. Lưu Mẫn Hoa tức giận nhỏ giọng quát. Bà xem điện thoại tôi lúc nào vậy, chẳng phải đã nói rồi, đây là chuyện công việc. Tôn Vinh Xuân nói khẽ. Chuyện công việc. Đánh giám, ông không quản lý đơn vị cô ta thì có chuyện công việc gì, đừng có mong qua mặt tôi. Lưu Mẫn Hoa hừ nói. Được rồi, không nói nữa, đem Mãn Quân ra đã. Tôn Vinh Xuân nói xong thì móc điện thoại ra. Trong phòng làm việc của Cục trưởng Cục Tài chính thành phố, Cục trưởng Vương Thiên Lượng đang đi lòng vòng, lẩm bẩm. Tiểu ba à tiểu ba, bảo cháu cứ ở trong viện đi sao lại đi ra ngoài gây chuyện rồi. Lại là Diệp Phàm. Tiểu tử này làm sao cứ như âm hồn bất tán vậy? Lần này lại sàm sỡ phải phóng viên báo tỉnh, nếu xử lý không tốt thì hay rồi. Chị, nghe nói Văn Viễn của Phí gia to gan lớn mật lại có thể dám đùa giỡn phóng viên báo tỉnh. Lần này đoán chừng có trò hay để nhìn. Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng lần đầu tiên trong hai ngày qua có thể nở một nụ cười. Hai ngày này bởi vì chuyện lão gia tử mà Ngọc gia đều loạn thành một đoàn,
vào nửa đêm, bọn họ cũng vừa ngủ một giấc, đang tập trung ngồi trong sảnh uống trà. Ừ, ngày hôm trước Ngọc gia chúng ta đã mất đi mặt mũi, lần này cũng nên đến phiên Phí gia rồi. Huyện ủy trưởng ban tuyên giáo Ngọc Nhã Chi thản nhiên nói, trong lòng tương đối sướng ý. Nghe nói chuyện này cũng cùng có liên quan tới Diệp Phàm. Kỳ quái, tiểu tử này thật giống như một sát tinh, vừa có chuyện với Kiều Long thì đã chọc ngay vào Phí gia rồi, hắn cũng không sợ người cắn trả sao. Ngọc Thế Hùng vui vẻ. Cắn, cậu thử đi cắn một miếng đi, mở miệng ra là đòi chém đòi giết. Thế Hùng, cậu sửa cái bệnh cũ đi, bây giờ là xã hội pháp chế, không phải là thời xã hội đen. Đảng lãnh đạo chính quyền, có chuyện gì cũng phải tuân thủ, nếu không chắc chắn không có chỗ dung thân. Sau này chuyện làm ăn nên theo quy củ, có chuyện gì không tốt thì dẹp đi, nhà chúng ta cũng đâu thiếu tiền. Ngọc Nhã Chi tức giận hừ nói. Em hiểu rồi chị gái, chị cũng quá xem nhẹ Ngọc gia ở Ngư Dương chúng ta rồi, chỉ là một tên lính nấu cơm thôi, để em tới thu thập. Ngọc Thế Hùng hào khí nổi lên, ra vẻ khuấy nước chọc trời. Nói chuyện gì vậy, Thế Hùng, tiểu tử ngươi có phải định phạm tội hay không? Có bản lãnh thì cứu cha ngươi ra đi, mang theo người nhà họ Ngọc đối kháng với một sư đoàn dã chiến sao, hừ. Còn chưa trưởng thành, chỉ vài người mà dám ngo ngoe, lời vậy nói đây thì được. Đừng có ra ngoài hò hét đến tai người có tâm thì xong rồi. Trưởng ban thống kê tỉnh Ngọc Mãn Đình vẻ mặt nghiêm túc giáo huấn. Cháu biết rồi tứ gia. Ngọc Thế Hùng vội vàng nói. Mới vừa rồi Hoài Nhân điện thoại tới, nói là đã có liên lạc với cục trưởng phạm của Cục An ninh Quốc gia của thành phố, sau khi nghe ngóng mới biết được Vu Kiến Thần của Cục Công an thành phố là anh vợ y, đã vậy thì cũng dễ dàng. Hoài Nhân nói với Vu Kiến Thần một tiếng, chắc ngày mai sẽ chào hỏi cục trưởng phạm. Ai, cũng không biết Ngọc Thăng ở trong doanh trại thế nào, Thế Hùng, sau này ngàn vạn lần phải cẩn thận. Xong bài kia cũng dẹp đi. Phó trưởng ban của Sở Tài chính tỉnh Ngọc Sử Giới thở dài, vì chuyện của Sơn Trang Kính Nguyệt mà khiến cho cả họ khốn đốn. Mới vừa rồi nhận được thông báo khẩn cấp của huyện ủy, nói là sáng sớm ngày mai sẽ mở cuộc họp thường vụ, chẳng lẽ chuyện này có quan hệ với Phí gia? Ngọc Nhã Chi lên tiếng. Đoán chừng là cục trưởng Chu Bá Thành không xong rồi. Ngọc Mãn Đình chậm rãi nói, liếc mắt thì đã nhìn thấu chuyện. Không thể nào, nhiều nhất chỉ là xử phạt thôi, chắc không đến nỗi lột chức đâu. Ngọc Nhã Chi nghi ngờ. Sẽ không ư, ha ha, Nhã Chi, chú với cháu đánh cuộc đi. Chu Bá Thành khẳng định xuống ngựa, chuyện của Sơn Trang Kính Nguyệt chỉ là một cái cớ, chuyện phóng viên báo tỉnh buổi tối hôm qua lại càng đổ thêm dầu vào lửa. Chu Bá Thành muốn an vị là rất khó khăn, cổ bảo toàn mới đến. Chuyện gì cũng không thuận tay, vị trí cục trưởng cục công an chắc chắn sẽ thu vào tay, lần này Phí Mặc đoán chừng đều tịt ngòi rồi, ha ha. Tôn Mãn Đình cười nói. Chú nói là chuyện của Phí Văn Viễn, có khả năng, như vậy xem ra vị trí cục trưởng cục công an là đổi người rồi. Tuy nhiên Phí gia không có cớ đi tranh giành, chúng ta cũng bởi vì chuyện Sơn Trang Kính Nguyệt mà không thể ra mặt, chỉ có Tiếu gia bỗng nhiên chiếm tiện nghi, có chút đáng tiếc. Ngọc Nhã Chi đau lòng. Tiếu gia, không thể nào, ai cũng đoạt không được, toàn bộ phải xem cổ bảo toàn rồi. Ngọc Sử Giới ra vẻ bí hiểm. Nếu có thể dây dưa vậy thì tốt rồi, có lẽ Ngọc gia chúng ta còn có chút cơ hội. Ngọc Nhã Chi thầm nghĩ, may mà còn có chú tỉnh táo, cứ bảo vệ Chu Bá Thành không bị hạ bệ rồi hãy nói. Chương 410, biến đổi bất ngờ. Bốn vị cô nương, rất xin lỗi a, chuyện xảy ra đúng là làm người mất hứng. Vừa rồi bí thư cổ đã hứa hẹn sẽ nghiêm trị hung đồ, cho bốn vị cô nương một câu trả lời thỏa đáng. Chỉ mong ngày mai có thể tiếp tục phỏng vấn. Diệp Phàm sau khi ở chỗ cổ bảo toàn trở về thì vội vàng đến phòng bốn vị cô nương an ủi. Hắn đứng lúng túng trước mặt Lan Điền Trúc và Tống Trinh Ngọc, ra vẻ trưng cầu ý kiến, thầm nghĩ, xui xẻo. Lần phỏng vấn này đoán chừng thất bại, ai? Không biết làm sao mà ăn nới với thiếu gia, tiền người ta quyên tặng cũng lấy rồi. Sao còn có thể đưa lại, cho dù thế nào cũng phải đánh đổ Lan Điền Trúc và Tống Trinh Ngọc. Ha ha ha, trợ lý Diệp, anh còn dám đề nghị chuyện phỏng vấn. Phì, da mặt anh dày quá đấy, Điền Trúc, Trinh Ngọc, sáng sớm ngày mai chúng ta trở về thôi, cái chỗ này hết thảy đều là lưu manh, không có một ai tốt cả, hừ. Triệu Tứ tiểu thư hầm hừ, tuyệt không cho Diệp Phàm lưu lai mặt mũi. Ha ha ha, Triệu cô nương, không thể nói như vậy. Ngư Dương đúng là có mấy tên lưu manh.
Tuy nhiên đám người này thì đâu chẳng có, ngay cả Thủy Châu chắc còn nhiều hơn, lợi hại hơn. Cho nên kính xin Triệu cô nương tha thứ một chút, bỏ qua cho tôi có được không? Diệp Phàm cười khổ, chỉ hận không có phép thuật chui vào đất cho đỡ xấu hổ. Chuyện này không được, anh có mặt mũi vậy chúng tôi thì sao? Anh xem đi, trên mặt bốn chị em chúng tôi đều đang còn in dấu tay, sắp thành mạng nhện cả rồi, đây chính là bằng chứng. Hôm nay cho dù anh nói thế nào chúng tôi cũng phải đi, phải không Điền Trúc, Trinh Ngọc? Triệu Tứ tiểu thư nói còn cảm thấy chưa đủ, đưa tay vuốt mặt lại cảm thấy đau nhất thời phát hỏa lên tiếng cổ động Lan Điền Trúc và Tống Trinh Ngọc rời đi, cô ta vốn rất có uy trong tứ Mỹ, vẫn tự cho mình là chị cả. Đúng vậy, không thể ở đây thêm, ở thêm thì chúng tôi thảm rồi. Vừa rồi suýt nữa thì mấy tên kia đã đem chúng tôi ra khi dễ, khi đó còn mặt mũi nhìn ai. Hừm, hừ. Diệp Khả Khả hừ luôn mấy tiếng, đưa tay vuốt mặt rồi kêu lên. Làm sao bây giờ, mặt của tôi thành như vậy còn dám về gặp người sao? Diệp Phàm luống cuống, vội vàng lên tiếng xin lỗi rối rít. Trong lòng hô lớn con mẹ nó nhiệm vụ mà bí thư cổ giao không xong thì cái mũ quan chắc chắn là lắc lư rồi. Xin lỗi thì làm gì? Anh xem mặt tôi đây, quá thảm rồi. Lan Điền Trúc đứng trước gương hò hét. Được rồi, để tôi bồi thương. Đầu Diệp Phàm nhanh chóng trương lên như đầu heo. Tôi biết các cô đang tức giận, khuôn mặt phụ nữ đúng là quan trọng nhất. Tuy nhiên dấu tay dần dần sẽ tản đi, nếu không chúng ta đi bệnh viện, trước hết cứ bôi chút thuốc sát trùng là được. Diệp Phàm cười khổ, chỉ còn thiếu vái lạy. Bôi chút thuốc là được rồi. Nghe nói loại dấu tay này nếu không chữa trị kịp thời sẽ lưu lại thành sẹo. Nếu vậy thì bản cô nương sẽ không để yên cho anh. Triệu Tứ tiểu thư đúng lý không buông tha, câu sau sắc bén hơn câu trước, chỉ thiếu hai tay chống nạnh là thành mẫu dạ xoa, đem đồng chí Diệp Phàm ra xẻ thịt. Đúng vậy, không xong. Diệp Khả Khả tức thời làm đồng lõa. Chỉ có Tống Trinh Ngọc một câu cũng không lên tiếng, cũng không biết đang nhớ những thứ gì. Diệp Phàm thấy có một người im lặng, có lẽ còn có cơ hội chuyển mình nên vội vàng dày mặt cười giả lả, tự cảm thấy bản thân giống như công công, cười nói. Tống cô nương, chúng ta coi như là đồng sanh cộng tử rồi, không nhìn thầy chùa thì xem mặt Phật, cứ ở lại một ngày xem sao đã. Đồng sanh cộng tử, có ý gì? Tống Trinh Ngọc ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, hai má bất giác đỏ ửng. Chắc là hiểu nhầm sang ý khác. Tống cô nương, chúng ta đồng sanh cộng tử rồi, hừ. Vậy mà anh cũng nói ra được, Trinh Ngọc có coi trọng anh, còn đồng sanh cộng tử, là tự anh nói thôi. Triệu Tứ tiểu thư bất giác thấy vị giấm chua xông lên. Những lời của Triệu Tứ tiểu thư quá rõ ràng khiến Lan Điền Trúc và Diệp Khả Khả tròn mắt. Khuôn mặt của Tống Trinh Ngọc lại càng hồng rực, không dám lên tiếng. Không phải như vậy, Triệu tiểu thư, cô hiểu lầm rồi. Tôi là muốn nói chúng ta cùng xông ra từ cục công an, có phải là đồng sinh cộng tử không? Ha ha ha! Diệp Phàm liếm mặt cười làm lành. Đúng, trợ lý Diệp nói như vậy hình như cũng có chút đạo lý, mới vừa rồi lao ra từ cục công an thật là mạo hiểm. Thật kích thích, ha ha ha! Diệp Khả Khả nhất thời giống như lại biến thành như một đứa trẻ hét lớn, cảm giác kích thích, len lén liếc nhìn Tống Trinh Ngọc đang đỏ bừng mặt trêu ghẹo. Em Tống, vừa rồi trợ lý Diệp thật là anh hùng. Trình diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân. Em Tống, bộ ngực của trợ lý Diệp có ấm áp không? Đồng sinh cộng tử nhé. Thật là lãng mạn, ha ha ha. Cô ta nói xong thì cười như nữ yêu, lại vừa giống như u linh. Nhà đầu chết tiệt kia, còn nói nữa em sẽ cắt lưỡi chị đấy. Tống Trinh Ngọc không kìm được, xông đến kéo ra mặt Diệp Khả Khả, nếu không lên tiếng cũng không biết sẽ bị ba người trêu ghẹo thành hình dáng ra sao. Có lẽ cứ tiếp tục như vậy sẽ thành gian phu dâm phụ mất. Ha ha ha, có cắt chị cũng phải nói, mọi người nói có phải không? Trợ lý Diệp, vừa rồi Trinh Ngọc nói rồi, bộ ngực của anh thật sự rất ấm áp phải không? Giống như lò lửa, sẽ không có lửa thiêu đốt chứ? Diệp Khả Khả vừa chạy lòng vòng vừa la hét, trong phòng nhất thời như sôi trào. Hừ, hai người ôm nhau chặt như vậy, không cháy mới là lạ. Triệu Tứ tiểu thư lại hừ nói. Chị Triệu, sao cả chị cũng nói như vậy? Tống Trinh Ngọc không biết làm gì, lại xoay sang Triệu Tứ tiểu thư. Ba cô gái cười đùa chí chéo, không lâu sau Lan Điền Trúc cũng gia nhập vào, bốn người ở trên giường giống như xoay mứt quả, lúc thì chồng lên nhau lúc lại lột quần áo của nhau như quên mất nhân vật chính Diệp Phàm, cặp mông cong lên chạm vào nhau, nhũ phong áp sát,
thỉnh thoảng còn toát ra một phen xuân sắc, khiến đồng chí Diệp Phàm như mở rộng tầm mắt, còn người suýt chút nữa muốn rớt xuống đất. Náo loạn một trận, bốn cô gái có lẽ cũng thấm mệt, lúc này mới nhớ ra hình như trong phòng còn có một cây cột điện, lập tức ngây người tại chỗ. Cả đám liếc nhìn nhau, phát hiện quần áo của ai cũng xộc xệch, đầu tóc rối tung, Diệp Khả Khả là thê thảm nhất, ngay cả khuy áo ngủ cũng bị giật tung không thấy đâu, sợi dây áo con lúc ẩn lúc hiện, núi đôi lộ ra một nửa len lén khoe làn da trắng nõn nà chỗ khuy áo bị tung ra rất là khoe khoang. Triệu Tứ tiểu thư cũng không kém phần, vừa rồi cô ta đùa giỡn cũng rất hăng, cũng không biết có phải muốn xì hơi giận cá chém thớt. Buổi tối khi đi ngủ hình như còn không mặc áo con, nửa cặp núi đôi lộ ra chỗ khe hở, càng thảm hơn là hạt ô mai màu đỏ cũng lộ ra. Thấy ánh mắt Diệp Phàm mơ hồ quét đi quét lại trên người mình. Trong lòng Triệu Tứ tiểu thư như toát ra hai chữ, gian tà, thở phì phì kêu lên. Nhìn cái gì, móc mắt của anh bây giờ, quay người đi chỗ khác, dính vào tường, không cho phép động đậy lung tung. Triệu Tứ tiểu thư có lẽ xuất thân từ gia đình quân nhân, cho nên trong khẩu khí có chút hiện ra vẻ nghiêm nghị bên trong quân đội, lạnh lùng quát. Đúng vậy, nhìn cái gì, chưa từng nhìn thấy sao. Lan Điền Trúc có vẻ đắc ý, còn ưỡn ưỡn ngực, nhưng cô ta ưỡn cao quá lại làm phát sinh một chuyện ngoài ý muốn. Ba tiếng, soạc soạc soạc, vang lên, mấy chiếc khuy áo vốn bị ba cô gái kéo đến mức lỏng lẻo, lập tức bung ra hết. Càng tồi tệ hơn là thoáng cái đã rơi mất ba chiếc khiến từ đỉnh núi cao vút cho đến cái bụng trắng nõn chết người đều lộ ra hết trước đôi mắt gian tà của con sói háo sắc, khiến cô ta kêu lên một tiếng xấu hổ, vội vàng chui vào trong chăn. Ha ha ha, lộ hết rồi. Điền Trúc, có phải cậu cố ý làm vậy không? Trong nhà vang lên tiếng cười phóng đãng của ba con hồ ly. Diệp Phàm đương nhiên vội vàng đứng nghiêm, xoay người, dính vào vách tường, lẩm bẩm nói. Tôi không nhìn thấy, thật sự không nhìn thấy gì hết, nhưng trong đầu lại thầm nghĩ, ngọn núi đôi của Điền Trúc thật là hiên ngang, giống như ngọn măng tre cứng cáp, nếu nắm vào tay nhất định là rất thú vị, trời ơi, mùi vị đó không cần nói, khẳng định là vô cùng sung sướng. Tiểu tử này cứ lẩm bẩm đến lúc nước miếng chảy ra từ lúc nào cũng không biết. Cảm giác bốn cô gái đã bớt giận, đồng chí Diệp Phàm mới quay người lại, cười nói. Bốn vị cô nương, tôi thành tâm thỉnh cầu các cô ở lại, cảnh sắc của Ngư Dương chúng tôi rất tuyệt đẹp, đặc biệt là đỉnh núi Nam Thiên, phong cảnh vô hạn trên ngọn núi cao và hiểm trở, bảo đảm mọi người đã nhìn là không muốn rời đi. Hôm nay anh có nói gì cũng vô dụng, trời vừa sáng là chúng tôi sẽ đi. Không phải Lan Điền Trúc này không nể mặt anh, mà ở đây thật sự quá nguy hiểm, thiếu chút nữa. Trong lòng Lan Điền Trúc vẫn còn sợ hãi. Thật sự muốn đi sao? Nụ cười trên mặt Diệp Phàm dần dần biến mất. Đương nhiên, Triệu Tứ tiểu thư có chút bộ dạng vinh váo nói. Chắc chắn, Diệp Khả Khả hai tay chống nạnh trợ uy, chỉ còn thiếu Tống Trinh Ngọc chưa lên tiếng, nhưng thấy ba chị em đều nhìn mình chằm chằm, trong mắt lộ vẻ uy hiếp. Ý tứ là nếu cô không lên tiếng thì ba chị em chúng tôi sẽ động thủ đấy. Được rồi, quay về. Tống Trinh Ngọc thở dài, nhưng vẫn len lén liếc nhìn Diệp Phàm đã có chút âm trầm, cảm thấy hơi bối rối, vừa rồi dù sao người ta cũng đã liều chết cứu mình ở cục công an. Được rồi, xem như Diệp Phàm này nhìn sai người, nhưng thứ tốt đó các cô cũng không có phần. Điền Trúc, cô đừng nói tôi hẹp hòi, tôi chính là một người như vậy. Lòng dạ của tôi còn mỏng hơn cái kim. Hừ, tôi đi đây. Diệp Phàm xoay người có ý rời đi. Đương nhiên hắn chỉ đang giả bộ, hắn đánh cực Lan Điền Trúc sẽ hỏi tới. Quả nhiên, Lan Điền Trúc hừ nói. Không phải anh đang nói đến, hậu cung Ngọc Nhan Hoàn, gì đó chứ. Viên dược hoàn đó thì có tác dụng gì? Chúng ta còn dùng không ít mỹ phẩm dưỡng da nhập khẩu sao? Ở chỗ chị Triệu còn có một lọ mỹ phẩm dưỡng da 2.000 đồng. Nhập khẩu thì sao? Đừng có hối hận, viên, hậu cung Ngọc Nhan Hoàn, này, các hoàng hậu, nương nương, phi tử, quý nhân trong hoàng cung cổ đại đều dùng, là phương thuốc bí truyền, trên thế giới tuyệt đối không có, chỉ cần dùng nửa giờ sau hiệu giả sẽ hiện ra. Tôi dám đánh cuộc, nếu mang đi bán một viên tuyệt đối trị giá 5.000 đồng, các cô không dùng thì được rồi, nhưng sau này hối hận đừng có đến tìm tôi. Hoa khôi thứ hai của Học viện âm nhạc Thủy Châu Ngọc Mộng Nạp Tuyết, các cô đi hỏi thăm xem. Đêm hôm đó sau khi dùng xong cứ bám lấy tôi đòi dùng nữa. Phu Phi Phi của đài truyền hình thành phố Mạc Hương, tối hôm đó sau khi nhìn thấy cô nương Ngọc Mộng Nạp Tuyết dùng thử xong, còn kêu khóc muốn dùng, nhưng rất đáng tiếc, lại không còn hàng.
Ngày mai cô ấy cũng xuống đây quay phóng sự chính là để có thể dùng một lần, hậu cung Ngọc Nhan Hoàn, không tin các cô có thể hỏi cô ấy. Giọng điệu của Diệp Phàm vô cùng kiên định, đương nhiên là ra sức cổ súy dược hoàn của hắn, thiếu chút nữa thổi phồng đến bỏng lưỡi, nhưng trong thâm tâm cũng không dám chắc. Hôm đó Ngọc Mộng Nạp Tuyết đúng là có dùng thử, nhưng hiệu quả cũng khó đảm bảo, có lẽ do hoa mắt cũng không chừng. Sau khi nói xong liền triển khai, thuật xem tướng, len lén quan sát bốn cô gái, phát hiện Diệp Khả Khả mấp máy môi giống như có vẻ động lòng rồi, nhưng thấy ba cô gái khác vẫn trầm mặt như không tin cũng không dám phát biểu. Khả Khả, trên mặt cô không phải có dấu tay sao? Sao không thử xem, chỉ cần bôi nửa canh giờ là đã có kết quả rồi. Hôm đó cô nương Ngọc Mộng Nạp Tuyết của Học viện Âm nhạc Thủy Châu lúc ấy cũng bị người ta cho một bạt tai, sau khi bôi thuốc lên sau nửa giờ về cơ bản đã tiêu trừ được dấu tay trên mặt, hơn nữa mấy hạt mụn trên mặt cũng biến mất. Dung nhan như Ngọc chính là nói hiệu quả của loại thuốc này, nhưng đương nhiên cũng phải dùng một thời gian dài mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Diệp Phàm nhắm trúng mục tiêu rồi quăng lưới. Muốn, sao không thử xem? Diệp Khả Khả không chịu được, cuối cùng nhỏ giọng mở miệng nói. Đừng tin, hắn đang nói khoác đấy, trên đời này làm gì có loại thuốc thần kỳ như vậy, nếu không hắn sớm đã thành phú ông vạn tỷ rồi, còn cần hao tâm tổn sức làm một trợ lý quèn phí sức làm việc mà không đạt được kết quả gì. Một tháng cầm món tiền lương nhỏ bé 300-400 đồng, thật là đáng thương. Triệu Tứ Tiểu Thư là một người dày dặn kinh nghiệm, một câu nói ra đã nhắm trúng vào yếu điểm của Diệp Phàm. Ha ha ha, loại thuốc này cũng không dễ phối chế. Nó được một lão đầu tử thần bí làm ra, sản lượng rất ít, vì nguyên liệu của loại thuốc này cũng không có chỗ nào bán. Ví dụ như sâm núi trăm năm, thủ ô trăm năm, tuyết liên trăm năm còn có dịch quả thái tuế trên ngàn năm, những nguyên liệu hiếm thấy này cho dù cô có rất nhiều tiền mặt cũng không thể nào mua được. Hơn nữa cho dù là có nguyên liệu cũng không phối chế được. Cho nên, đồng chí Diệp Phàm càng ra sức thổi phồng đến mức tối đa, rõ ràng chỉ cần sâm núi, hà thủ ô mười mấy năm. Qua miệng hắn đã biến thành trăm năm, nhưng dịch quả thái tuế trên ngàn năm là có thật. À, trợ lý Diệp, thật sự cần nhiều dược liệu hiếm thấy như vậy để làm nguyên liệu sao? Nghe nói một cây sâm núi to bằng ngón tay cũng phải mười mấy vạn. Diệp Khả Khả bán tín bán nghi. Khả Khả, chớ bị lừa. Triệu Tứ Tiểu Thư lạnh lùng hừ nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm hỏi. Trợ lý Diệp, tôi hỏi anh, tiền lương một tháng của anh được bao nhiêu? Tham gia công tác mấy năm rồi? Tham gia công tác nửa năm, một tháng 300 đồng. Diệp Phàm thành thực gật gật đầu, trong lòng biết rõ Triệu Tứ Tiểu Thư khẳng định là muốn lấy tiền lương của mình ra để nói chuyện. Vậy rõ như ban ngày rồi, anh công tác nửa năm, tổng tiền lương còn không đủ 2.000 đồng, anh lấy tiền đâu đi mua sâm núi trăm năm một viên có giá mười mấy vạn, còn có thủ ô, tuyết liên, dịch cây thái tuế nghìn năm gì đó, muốn bịa chuyện cũng bịa không giống, thật là đáng thương. Khẩu khí của Triệu Tứ Tiểu Thư thật là ép người, dáng vẻ như thương hại, giải thích câu chuyện cũng không chê vào đâu được, Diệp Phàm có muốn giải thích cũng không giải thích được, cô ta nói rất có lý. Tôi cũng không nói loại thuốc này là của tôi, mà là của một cao nhân lánh đời cho. Lúc ấy tôi quen ông ấy trên một ngôi chùa, ông ấy nói có duyên với tôi nên cho mấy viên, nhưng đã cho Ngọc Mộng Nạp Tuyết dùng một viên rồi, hiện tại còn có hai viên, các cô không tin thì thôi, tôi đi đây. Diệp Phàm cố gắng chấn định, xoay người bỏ đi. Đợi đã, trợ lý Diệp, tôi thử xem. Diệp Khả Khả không kìm được cất tiếng rồi, khuôn mặt khẽ ửng đỏ, lén lút liếc nhìn ba cô gái còn lại. Chị Triệu, chị Lan, em Tống, thử một chút đi, dù sao cũng không chịu thiệt. Thử, muốn thử thì em đi thử đi. Nhưng Khả Khả, đừng trách chị không nhắc nhở em, bây giờ chuyện hủy hoại dung nhan thỉnh thoảng cũng xảy ra. Thứ đạo sĩ trong ngôi chùa đổ nát gì đó cho mà em cũng tin được, giả thần giả quỷ thôi. Nếu bôi vào thành mặt hoa, mũi rách, miệng lệch thì em làm thế nào? Lan Điền Trúc lạnh lùng hừ nói. À, Diệp Khả Khả bị hù dọa đến mức mặt trắng bệch, miệng lẩm bẩm không quyết định được. Tuyệt đối sẽ không hủy dung mạo, cô Diệp, không có cơ hội thứ hai đâu. Cô nghĩ xem, tại sao lại gọi là hậu cung Ngọc Nhan Hoàn? Ý tứ là nói bôi loại thuốc này trong một thời gian dài sẽ khiến da mặt cô hiện ra vẻ sáng bóng như ngọc, trơn mềm như ngọc, ngày càng xinh đẹp. Tôi đã thử qua hai lần rồi, không có xảy ra chuyện gì. Diệp Phàm cực kỳ giống như con sói xám, cô bé quàng khăn đỏ đương nhiên chính là Diệp Khả Khả. Hắn biết Diệp Khả Khả tương đối đơn thuần, dễ lừa gạt.
Chương 411, muốn sờ lên mặt người ta thì nói thẳng. Ngọc Mộng Nạp Tuyết là một, còn có ai thử qua nữa? Lan Duyệt Trúc nói. Còn có, còn có. Diệp Phàm xấu hổ không dám nói ra, vì sau khi loại thuốc này được phối chế, vật thử nghiệm đầu tiên chính là một con khỉ, hắn mà nói ra không phải tìm đường chết cho mình sao? Thế nào, lòi đuôi rồi sao, không nói ra được hả? Triệu Tứ Tiểu Thư càng ép tới. Một con khỉ. Diệp Phàm cũng bất chấp khó khăn, mặc kệ tất cả bật thốt ra. Ha ha ha. Bốn cô gái cười đến mức ngực suýt chút nữa dính vào sau lưng, Diệp Khả Khả nghiêng ngả. Lan Duyệt Trúc thì run rẩy đến nỗi ngọn núi đôi cao vút giống như ngọn măng tre bị gió thổi lắc lư kịch liệt, khiến người ta có chút sợ hãi lo lắng, chỉ sợ thoáng cái bị gãy thì làm thế nào. Cặp núi đôi của Triệu Tứ Tiểu Thư thấp hơn măng tre một chút, nhưng lại đầy đặn hơn, sàn xe lớn hơn, cười đến mức giống như Thái Sơn đè đầu co rút khiến lòng người nhộn nhạo không thôi, làm người ta có cảm giác khó thở, đương nhiên phân lượng nặng nề cũng đặc biệt kinh người. Tống Trinh Ngọc thuộc về loại thục nữ. Đỉnh núi nhỏ hơn một chút, nhưng lại vừa phải hơn, cười đến mức như có nhịp điệu dao động, như gió xuân táp vào mặt, khiến người ta vô cùng thư thái. Diệp Khả Khả lại thuộc loại bạo tạc, cười đến mức bộ ngựa phía trước như nổ tung, lắc lên lắc xuống thiếu chút nữa làm con người Diệp Phàm như muốn rơi ra. Anh Trư mơ hồ quét ánh mắt lướt đi lướt lại trên người bốn cô gái, đúng là mở rộng tầm mắt, trong lòng thầm than, mẹ kiếp, bốn con yêu tinh. Nếu hai cô ôm dưới chân, bên thân một cô, trên đầu một cô thì đúng là hoàn hảo. Các anh em, đây cũng là một lý tưởng mà Diệp Phàm tôi theo đuổi như đường làm quan vậy. Không giấu gì mọi người, lúc ấy tôi đưa 500 đồng mới được tên nghệ sĩ hàng rong cho mượn lại con khỉ để thử một chút, hiệu quả đặc biệt hoàn mỹ, tàn nhang trên mặt con khỉ đó nhỏ đi không ít. Lúc ấy tên hán tử lụi bại đó đề xuất muốn mua, tôi đưa 5 ngón tay ra. Ý vừa nghe nói cần 500 đồng cứ lắc đầu. Nói là số tiền đó có thể duy trì được 3 tháng tiền cơm của y. Tôi thật ra muốn nói là 5.000 đồng, cuối cùng tên hán tử đó suy nghĩ một lát, cắn răng, nói là muốn mua một viên thử xem. Tôi đoán có lẽ hắn nghĩ làm con khỉ đó đẹp hơn một chút cũng có thể thu hút nhiều khách hơn, vì hắn chính là một tên bán thuốc dán lang băm. Lúc ấy tôi giải thích một viên phải 5.000 đồng, tên cho mượn khỉ đó mới kêu lên. Loại thuốc này làm từ vàng sao? Sau này thiếu chút nữa làm y choáng váng ngất xỉu. Diệp Phàm nói vô cùng chân thật, không có chút nào giống như gạt người, thật ra hắn thật sự không có gạt người, lúc ấy tên đàn ông đó thiếu chút nữa thì té xỉu, Diệp Phàm còn mua cho y một hộp phấn trân châu để an ủi. Đương nhiên, Diệp Phàm không nói ra, sợ Triệu Tứ Tiểu Thư lại châm chọc mình nói khoác đến tận trời. Tôi thử. Diệp Khả Khả ưỡn thẳng ngực, hạ quyết tâm. Rất có tư thế thể sống chết liều mình dọa hổ khiến Diệp Phàm nhìn mà buồn cười, nhưng ánh mắt của hắn không để ý đến khí thế, mà đặt trên ngọn núi bạo tạc của Diệp Khả Khả. Được, lập tức bắt đầu, tôi chỉ có 2 viên dược hoàn. 3 người các cô đến lúc đó đừng có hối hận. Diệp Phàm vừa nói vừa móc từ trong túi ra một cái hộp thô ráp, lại cho Lan Duyệt Trúc cơ hội để trêu chọc. Thứ trong cái hộp rác rưởi này cũng có thể bán được 5.000 đồng một viên. Tôi nghi ngờ không biết trong cái hộp đó của anh có hột xoàn không, ha ha ha. Cô ta nói xong lại dáng vẻ giống như gà mái đẻ trứng cười đến điên cuồng, làm Diệp Phàm thầm mắng, đừng cười nữa, không ngọn tre của cô bị gãy cũng không có chỗ bồi bổ đâu. Hương rượu không sợ hẻm sâu, tôi thuần túy chỉ là muốn dung hợp với tự nhiên mà thôi, hừ. Diệp Phàm hừ một tiếng, lộ ra dáng vẻ thân sĩ phong độ, nhún nhún vai, điều khí trộn lẫn vào trong nước, điều chế thuốc bôi. Đen thùi lùi giống như hạt vừng đen phía nam, nhìn qua vô cùng khó coi, cấp bậc như loại thuốc rán bỏ đi. Nhưng trong chén lại tỏa ra một mùi hương dược liệu nhàn nhạt khiến Diệp Khả Khả yên tâm không ít, nếu không thật sự tưởng rằng trộn cái gì vào. Nhẹ nhàng nằm xuống, buông lỏng tinh thần, nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Phàm nói. Diệp Khả Khả do dự một lát, cắn răng một cái, dù sao đã làm đến bước này rồi. Nếu cự tuyệt nhất định sẽ bị đám người Lan Duyệt Trúc trêu đùa cho nên ngoan ngoãn nằm trên giường, cặp núi đôi bạo tạc thấp đi không ít, nhưng vì Diệp Phàm đứng sát gần, cho nên càng cảm thấy nó khổng lồ, tựa hồ như bên trong có ẩn chứa một luồng thủy triều khiến người ta hừng hực trong lòng. Tiểu tử này vội nuốt mấy ngụm nước miếng, mắng thầm, vì cái mũ quan, mà bất kể giá nào, không nên nhìn những chỗ không được nhìn, không nên sờ những chỗ không được sờ. Có gì kỳ lạ đâu. Đây không phải là miếng thịt lồi lên lõm xuống sao, mà thịt thì có ai chưa thấy, hừ.
ngón tay dính thuốc mỡ đưa lên khuôn mặt trắng nõn của Diệp Khả Khả. Chậm đã, anh muốn làm gì? Triệu Tứ tiểu thư đột nhiên hô lên. Bôi thuốc. Diệp Phàm trả lời. Hừ, Khả Khả đừng nghe mấy lời nhảm nhí của hắn. Hắn muốn lợi dụng em đấy. Lan Duyệt Trúc hừ nói. Đưa chén thuốc đây, chúng tôi bôi cho cô ấy. Không được, thuốc này phải do tôi tự bôi mới có tác dụng, nếu không không có hiệu quả, vì bôi thuốc như thế nào cũng phải có nghiên cứu, nếu không sẽ không linh nghiệm. Diệp Phàm nói thật nhưng đáng tiếc không có ai tin, ngay cả Diệp Khả Khả cũng ngồi dậy, đỏ ửng mặt, khẽ tức giận liếc mắt nhìn Diệp Phàm kêu lên. Không ngờ anh lại là người như vậy. Tôi nói thật đấy. Thấy bốn cô gái đều nhìn mình như con sói háo sắc, Diệp Phàm gân cổ. Nói thật, trợ lý Diệp, lời nói thật của anh như vậy sao? Muốn sờ mặt người ta thì cứ nói thẳng, thật sự không ngờ anh lại là người như vậy. Triệu Tứ tiểu thư cứ lắc đầu, ngay cả Tống Trinh Ngọc cũng khẽ cằn nhằn. Không tin có phải không? Khả Khả, đưa tay cô ra. Diệp Phàm nổi giận rồi, vẻ mặt nghiêm túc, đanh lên. Anh muốn làm gì? Sờ mặt không được đổi sờ tay hả? Triệu Tứ tiểu thư lại càng từng bước ép sát. Được rồi, cô Triệu, thuốc của Diệp Phàm này cho ai dùng, cũng không cho cô, sau này đừng có kêu khóc đòi dùng, hừ. Diệp Phàm thật sự tức giận trừng mắt, khí thế của cao thủ quốc thuật thất đoạn đột nhiên thoáng hiện, ép về phía bốn người, khiến bốn cô gái trong phòng đều hơi sửng sốt, thầm nghĩ, hắn giống như một ngọn núi, ép người ta có chút không thở nổi. Diệp Khả Khả lại ngoan ngoãn thò tay phải ra. Diệp Phàm đi tới, hành khí thoa chút thuốc dán lên, không lâu sau, Diệp Phàm hỏi. Thế nào hả, có cảm giác gì không? Có, rất nóng. Diệp Khả Khả kêu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bàn tay Diệp Phàm chầm chầm, lẩm bẩm. Trong tay anh có máy phát điện có phải không? Tại sao lại nóng người như vậy, hơi tê tê rất là thoải mái. Ha ha ha. Đây chính là thủ pháp đặc thù của loại thuốc này và tôi, nếu tôi không tin cô kêu Duyệt Trúc bôi một lần thử xem có cảm giác nóng người không. Diệp Phàm tràn đầy tự tin, những lông mày liếc nhìn bốn cô gái. Tôi tin anh bôi thuốc đi. Diệp Khả Khả nói rồi nằm lên giường, ánh mắt đáng yêu nhấp nháy, cực giống như búp bê trong tủ kính. Diệp Phàm bôi thuốc, khiến ba người Lan Duyệt Trúc, Triệu Giai Trinh, Tống Trinh Ngọc đều dương mắt hoảng sợ, thầm mắng. Khả Khả không biết làm sao vậy, đúng là bị quỷ thần ám ảnh, để tên họ Diệp đó lợi dụng, mặt thì bị hắn sờ đi sờ lại, hơn nữa còn lượn mấy vòng, tên họ Diệp này cũng thật đáng sợ, chuyên môn lợi dụng đàn bà con gái, không biết hắn đã lừa gạt bao nhiêu cô gái rồi, hừ. Đúng là một tên cẩu háo sắc. Diệp Phàm không biết vẫn tiếp tục bôi thuốc, mặc dù tâm hồn sao động, hưởng thụ đến tận cùng mùi hương cơ thể nhàn nhạt như thủy triều tỏa ra từ trên người Diệp Khả Khả. Nhưng trong mắt ba cô gái còn lại cũng biến thành một con cẩu sắc vạn ác ghê tởm. Diệp Khả Khả ngược lại không có cảm giác này, sau khi bàn tay Diệp Phàm bôi thuốc lên, một luồng cảm giác ấm áp khiến nàng thoải mái vô cùng, thiếu chút nữa là rên lên thành tiếng. Chương 412, làm nhiều việc cùng lúc. 15 phút sau, Diệp Phàm bôi thuốc xong, mồ hôi đầy người, cảm giác cơ thể vô cùng hư thoát, lúc đứng dậy người có chút không vững, đi hình chữ bát. Lần này bôi thuốc rất thành công, chất lượng dược hoàn lần này cũng tốt hơn, có lẽ một giờ sau cô đi tắm rửa tẩy thuốc sẽ có thể trực tiếp nhìn thấy hiệu quả. Diệp Phàm uể oải nói một câu, lạnh lùng liếc nhìn ba người Triệu Tứ tiểu thư, nói. Có phải trong lòng đang mắng tôi là đại cẩu háo sắc không, ha ha ha. Hắn nói xong liền đi ra cửa tắm rửa. Mẹ kiếp, mệt quá, nội kính chỉ ít phải hao tổn mất một tầng. Nếu một ngày phải bôi mấy lần có lẽ sẽ biến thành xác ướp mất, bôi thuốc cho các mỹ nhân thật là chuyện hao tâm tổn sức, người mệt tâm càng mệt hơn, nhìn thấy đại mỹ nữ tươi ngon như vậy lại không thể ăn, thật là khốn khổ. Chuyện khổ sở như vậy ông mày cũng không muốn làm nữa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Diệp Phàm cứ thế chui vào giường ngủ thiếp đi, ngay cả chăn cũng phải để Tạ Mi Nhi mang vào cho hắn, sau khi đắp kín chăn lẩm bẩm nói. Anh và bốn mỹ nữ đó trêu đùa sảng khoái. Ngay cả mặt của Khả Khả cũng bị anh sờ khắp nơi rồi, có dễ chịu hay không? Hừ, chăn lại để cho Mỹ Nhi mang tới đắp cho, mình tại sao lại như vậy chứ? Yêu thương một người không đáng. Trong lòng Tạ Mi Nhi như bị tổn thương, nhìn Diệp Phàm một lát rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Hơn 5 giờ, Diệp Phàm đang mơ cùng với quả phụ xinh đẹp Chu Sảo Đậu của thôn Quy Lĩnh điên loạn trên giường, tự tại hoan hỉ biết bao. Đột nhiên,
chăn bị lão bí thư chi bộ Phượng Cửu Công ném xuống đất. Phượng Cửu Công lạnh lùng nhìn Diệp Phàm chằm chằm khiến tóc gáy hắn dựng hết lên, thân thể trần truồng không biết nên làm thế nào mới được, thầm nghĩ, kỳ quái, Phượng Cửu Công không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn có thể tới bắt gian phu dâm phụ? Diệp Phàm, tôi cũng muốn bôi thuốc. Một giọng nói ngọt ngào cuối cùng đánh thức Diệp Phàm từ trong giấc mộng, khi Lim Dim mở mắt ra mới phát hiện trên giường không có quả phụ xinh đẹp, không có Phượng Cửu Công gì cả, thì ra mình đang ôm chăn nghĩ chuyện càn quấy mà thôi. Lần này Lan Duyệt Trúc cười tươi như hoa, bộ mặt lạnh lùng giống như băng bình thường sớm đã không thấy bóng dáng. Tống Trinh Ngọc cũng nhăn nhó nói. Diệp Phàm, tôi cũng muốn thử, tôi cũng muốn thử. Chỉ có Triệu Tứ Tiểu Thư đang ngồi trong góc phòng hối hận đến mức muốn khóc. Thì ra thời gian vừa đến, sau khi Diệp Khả Khả vừa đi tẩy thuốc bôi trên mặt còn chưa đến trước gương thưởng thức dung mạo của mình có bị hủy hoại hay không, trong lòng vô cùng bất an. Ba người Lan Duyệt Trúc, Tống Trinh Ngọc và Triệu Giai Trinh trái lại đã ngơ ngẩn, cứ sững sờ nhìn Diệp Khả Khả, nhìn đến mức cô ta cũng phát run trong lòng, vội vàng hỏi, chị Lan, chị Triệu, chị Tống, em có phải bị? Diệp Khả Khả không dám nói ra mấy chữ bị hủy dung mạo, khó coi chết được. Ai, xong rồi, lúc đầu chị đã nói với em cứ khăng khăng muốn thử, em xem em đi, thế này thì làm sao còn dám gặp người khác? Lan Điền Trúc Trúc danh mãnh, đưa chiếc gương tới. Khiến Diệp Khả Khả vội vàng nhắm chặt hai mắt lại không dám mở ra. Ha ha ha! Ba cô gái cười điên cuồng không thôi, cuối cùng làm Diệp Khả Khả tỉnh mộng, biết mình bị biến thành con khỉ, vội vàng đoạt lấy chiếc gương nhìn thử, nhất thời cũng ngơ ngẩn cả người, không dám tin, cứ sờ sờ khuôn mặt mình kêu lên. Chuyện gì thế này, thật thần kỳ, thật sự có thể làm mờ dấu tay không còn rõ như lúc trước nữa, giống như nét vẽ. Bây giờ mở đi đến mức sắp không nhìn thấy rồi. Chị Lan, chị Triệu, các chị xem đi, hình như mấy vết nám trên mặt cũng nhạt bớt đi, không nhìn kỹ thì không thấy, có lẽ bôi thuốc thêm mấy lần nữa những vết nám trên mặt sẽ bớt đi rất nhiều, hơn nữa mặt em có phải trắng ra không, mịn màng hơn có sức sống hơn. Bốn cô gái sau khi ầm ĩ một hồi mới nhớ ra người khởi xướng Diệp Thần Y, liền lập tức như ong vỡ tổ xông ra. Triệu Giai Trinh vốn đã lao ra đến ngoài cửa, nhưng vừa nhớ đến dáng vẻ ép người vừa rồi của mình, khinh thường loại thuốc đó là thứ bỏ đi, liền vội vàng dừng bước, da mặt dù dày cũng không dám bước chân, trái lại Lan Điền Trúc Trúc vì quen biết với Diệp Phàm từ lâu, cũng bất chấp thể diện, cùng với Tống Trinh Ngọc xông tới phòng Diệp Phàm, thấy cửa cũng không khóa, đi vào kêu mấy tiếng Diệp Phàm nhưng để ý tới người. Mắt thấy tiểu tử này cứ ôm lấy cái chăn vặn đi vặn lại, hai chân đạp tứ tung, miệng còn phát ra tiếng kêu dâm đáng quái dị khiến người khác sợ hãi. Lan Điền Trúc Trúc giận đến mức nhướng mày tiện tay giật tung cái chăn ra, mới xảy ra chuyện đồng chí Diệp Phàm mơ thấy Phượng Cửu Công từ trên trời giáng xuống bắt quả tang tại trận mộng xuân hoang đường trên giường của kẻ gian dâm. Kỳ thực Phượng Cửu Công chính là Lan Điền Trúc, còn quả phụ xinh đẹp đương nhiên chính là chiếc chăn giường bị làm vật thay thế rồi. Nhưng chỉ còn lại một viên thuốc thôi. Diệp Phàm ngại ngùng gãi gãi đầu nói, đương nhiên hắn làm vậy thuần túy chỉ là giả bộ. Chỉ còn lại một viên thôi sao? Không thể nào, anh muốn lừa người sao? Tôi không quan tâm, tôi và Trinh Ngọc mỗi người một viên, thiếu một hạt bụi cũng không được, nếu không sáng sớm ngày mai tôi trực tiếp quay về Thủy Châu. Hơn nữa, Lan Điền Trúc Trúc nghe thấy cười khanh khách, trên mặt lại bắt đầu răng một tầng xương lạnh, lại hắt một bát nước lạnh, lấy chuyện quay về Thủy Châu để uy hiếp đồng chí Diệp Phàm. Sau khi nói xong còn đầu độc Tống Trinh Ngọc. Trinh Ngọc, em thử nghĩ xem. Nếu như chúng ta quay về để cha em nhìn thấy dấu tay trên mặt cũng tốt, lại nói chuyện có người lột bỏ y phục của chúng ta. Người nào đấy mời chúng ta đến cũng không quan tâm đến chúng ta, hại chúng ta thê thảm như vậy. Thử nghĩ xem cha em có nổi điên lên không, người nào đấy có thể sẽ gặp xui xẻo, bị trưởng ban tổ chức tỉnh ủy nhớ mặt thì có lẽ cả đời này muốn lăn lộn trên quan trường cũng, hừ hừ. Cô nói vậy là có ý gì cô Lan? Tôi không tin không có thuốc bôi cho cô thì tôi sẽ chịu thiệt như vậy, hừ. Diệp Phàm cũng có vẻ tức giận, biết nếu mình tỏ ra yếu thế sẽ bị Lan Điền Trúc Trúc gây khó dễ, sau này để mặc cho cô ta điều khiển, thứ như đàn bà lúc cần xuống tay thì phải ra tay, khuất phục cô ta không khơi mào được sóng gió gì. Diệp Phàm quay đầu cười nói với Tống Trinh Ngọc. Cô Tống, viên dược hoàn này đưa cho cô bôi. Ha ha ha, chúng ta bắt đầu đi, tôi vừa ngủ một giấc, bây giờ rất có tinh thần. Hừ, họ Diệp kia. Nước mắt của Lan Điền Trúc Trúc đã bắt đầu ửng ực lên hốc mắt, chỉ vào Diệp Phàm kêu lên,
cảm giác không còn mặt mũi nào, xoay người định rời đi. Hừ, cô có thể đi, đã đi rồi tôi có còn một viên dược hoàn khác cũng không có phần của cô đâu. Bốn viên dược hoàn này chuẩn bị tặng cho vợ một người bạn. Câu nói này của Diệp Phàm giống như thi triển thuật định thân, khiến Lan Điền Trúc Trúc thoáng cái đứng lại, xoay đầu lạnh lùng nhìn Diệp Phàm không nói gì, xem ra cực kỳ tức giận. Diệp, trợ lý Diệp, nếu đã có hai viên thì bắt đầu đi. Không phải ngày mai anh còn phải phỏng vấn sao? Nếu trên mặt có dấu tay thì ngày mai làm sao dám gặp người khác? Tống Trinh Ngọc vội đứng ra hòa giải, đưa tay ra kéo Lan Điền Trúc Trúc. Điền Trúc Trúc, chúng ta đừng tức giận gì với hắn nữa, nếu tức giận sẽ không có lợi cho dung mạo của mình, nếu không sớm trị liệu, làm dấu tay in mãi trên mặt thì thê thảm rồi, làm sao còn dám gặp người khác? Đúng. Tống Trinh Ngọc nói như vậy thật sự khiến Lan Điền Trúc Trúc cảm thấy lo lắng, con gái vốn coi trọng gương mặt của mình như kho báu vậy. Hai đóa hoa ngoan ngoãn nằm trên giường để mặc cho đồng chí Diệp Phàm làm cùng một lúc, không thoải mái lắm, nhưng chỉ là bôi thuốc mỡ thôi, cũng không dám có bất cứ động tác nào khác. Đột nhiên, khuôn mặt như không chạy thoát nổi sự xoa nắn ma sát của người nào đấy khiến anh chàng này tận lực hưởng thụ xúc cảm, mở rộng tầm mắt. Mùi hơi thở nhàn nhạt cộng thêm mùi nước hoa cứ xông thẳng vào mũi Diệp Phàm, khiến hắn sao động trong người, chỗ kín sớm đã có phản ứng, hoảng hốt vội vàng liếc nhìn hai mỹ nữ, phát hiện hai cô gái đang nhắm mắt hưởng thụ quá trình bôi thuốc của mình. Nguy hiểm thật, chọc cho muốn sinh sự. Ai, đối mặt với hai báu vật xinh đẹp như vậy, làm sao ở dưới chịu nổi chứ? Mình đang làm gì vậy? Chuyên môn tu bổ cho sắc đẹp của con gái. Đây không phải là chết vì sĩ diện sao? Rõ ràng là hương hoa đập vào mặt, lại chỉ có thể ngửi chứ không thể hái, thời khắc này làm sao mà sống đây? Chương 413, lật lá bài tẩy. 6 rưỡi sáng. Phòng họp huyện ủy vốn đã thông báo mở một cuộc họp thường vụ ngắn gọn lúc 7 giờ, chủ yếu là vì Cổ Bảo Toàn suy nghĩ hôm nay là nghi thức rước tượng Đồng Thiếu gia lên đỉnh núi Nam Thiên. Vốn Cổ Bảo Toàn không muốn tham gia vào nghi thức rước tượng đồng tổ tiên Thiếu gia lên đỉnh Nam Thiên, chủ yếu là bận tâm đến khả năng tiếp nhận tâm lý của tứ đại gia tộc Ngư Dương. Nhưng từ tình hình hiện tại mà nhìn thì không thể không tham gia. Vì tộc nhân bên ngoài của Thiếu gia trên cơ bản đều quay trở về. Gia tộc họ Thiếu Ngư Dương cũng có 4 đời. Đời thứ nhất chính là ông tổ nội Thiếu Văn Trì của Thiếu Tuấn Thần, hiện tại cũng hơn 70 tuổi rồi. Đời thứ hai có 4 anh em. Lão đại Thiếu Hoa Lâm là cha của Thiếu Tuấn Thần, khoảng 50 tuổi, không gia nhập vào quan trường, mà lăn lộn trên thương trường. Lão nhị Thiếu Chính Đông, 46 tuổi, phó chủ tịch thành phố Mạc Hương, năm nay thiếu chút nữa là vào đảng rồi, cuối cùng không tranh giành được với Phí Ngọc của Phí gia. Lão tam Thiếu Trấn Tường, tổng giám đốc tập đoàn thủy sản thành phố Mạc Hương, người cầm lái tài chính của Thiếu gia. Lão tứ Thiếu Duệ Phong, 40 tuổi. Phó trưởng ban vụ công an tỉnh Nam Phúc, nghe nói năm nay có hy vọng đề bạt lên phó trưởng ban, thường vụ đảng ủy, tiến vào giai cấp quan lớn cấp trưởng ban. Trong đời thứ ba ở Ngư Dương lấy Thiếu Tuấn Thần làm nhân vật đại diện. Trên thành phố lấy Thiếu Phong Thu làm đại diện, y chính là phó thư ký trưởng thị ủy. Cho nên những đại lão này đều quay về, lại cộng thêm có các quan viên của các gia tộc khác ở huyện Ngư Dương tới chúc mừng. Ví dụ như đám người Ngọc Mãn Đình của Ngọc Gia, trưởng ban kiểm tra tỉnh. Ngọc Sử Giới, phó trưởng ban sở tài chính tỉnh nhận được lời mời đều đến chúc mừng, quan lớn ở tỉnh và thành phố của Tạ Gia và Phí Gia có thời gian rảnh cũng tới, chính là Phí Ngọc của Phí Gia, thư ký trưởng thị ủy cũng đến Ngư Dương. Mặc dù nói tứ đại gia tộc ở Ngư Dương thường xuyên đấu đá lẫn nhau sau lưng, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể chơi đòn ngầm lẫn nhau. Nhưng bên ngoài tứ đại gia tộc vẫn chung sống rất hòa hợp. Bốn nhà có chuyện mừng gì trọng đại bình thường mà nói mọi người đều đến chúc mừng lẫn nhau. Người ta không phải nói trên đài vặn tay dưới đài hòa hợp, trên đài bắt tay, dưới đài đám đá sao. Chính trị vẫn là chính trị, xung đột vẫn là xung đột, đối nhân xử thế bình thường, qua lại lẫn nhau vẫn đồng dạng tiến hành, có chút giống như nghi lễ ngoại giao. Cổ Bảo Toàn nhìn đồng hồ, mặc dù nói mới hơn 6 giờ, nhưng mọi người đã đến đông đủ, liếc mắt nhìn toàn thể các vị thường vụ. Hôm nay vì tình huống đặc thù, mới triệu tập mọi người đến mở cuộc họp thường ủy ngắn gọn, chủ yếu là vì tối qua đã xảy ra một chuyện khiến người ta khiếp sợ, không thể không xử lý được. Mấy ngày nữa là cuối năm rồi, phải nhanh chóng giải quyết chuyện này trước cuối năm. Trước tiên xin mời Bí Thư Vương của Ủy ban Tư pháp giới thiệu qua về chuyện xảy ra tối hôm qua.
thật ra tất cả thường vụ đang ngồi đây đều biết rõ là chuyện gì. Mặc dù nói là chuyện xảy ra lúc đêm khuya, nhưng có vị thường vụ nào đang ngồi đây không có tai mắt, nếu không làm sao lăn lộn trên quan trường. Cho nên vừa nghe cổ bảo toàn nhắc đến, mọi người đương nhiên đều giả vờ như không biết gì, vẻ mặt mê man nhìn y, đợi Vương Xương Nhiên thông báo tình huống. Đương nhiên, Phí Mặc có con trai tham dự vào, muốn giả bộ cũng giả bộ không được. Lúc này bản mặt lạnh lẽo như pho tượng, nếu bôi thêm màu thì giống như than cháy, trong lòng đã sớm chuẩn bị tâm lý bị người ta bêu xấu. Còn Ngọc Nhã Chi của Ngọc Gia cũng không biết trốn đi đâu, có lẽ nếu cổ bảo toàn muốn bắt cổ bảo toàn cục trưởng công an huyện ra, khẳng định sẽ đem chuyện Sơn Trang Kính Nguyệt bị tịch thu đổ lên người y. Vừa nhắc đến Sơn Trang Kính Nguyệt thì có vị nào đang ngồi đây không biết là của Ngọc Gia mở ra, cho nên sắc mặt của Ngọc Nhã Chi cũng không dễ coi gì, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra chấn định, không nói một lời ngồi yên chờ bị bêu xấu. Chuyện bêu xấu khẳng định là có, nhưng tin rằng khi Vương Xương Nhiên báo cáo cũng sẽ nể mặt hai nhà, có lẽ sẽ lướt qua, giống như tia chớp đột nhiên lóe lên. Nhưng các vị thường vụ đang ngồi khẳng định đều biết rõ. Đám người Thiếu Tuấn Thần và Tạ Cường không liên quan đến chuyện này chỉ đợi chê cười Phí Gia và Ngọc Gia, nhưng vẫn chôn giấu nụ cười ở trong lòng không dám biểu hiện ra. Tối hôm qua đã xảy ra một chuyện, trợ lý chủ tịch huyện đồng chí Diệp Phàm vì cử hành nghi thức rước tượng đồng của Thiếu Mộng Đường tiên sinh, đã đặc biệt mời tới được phóng viên Lan Điền Trúc Trúc của báo tỉnh và cô nương Tống Trinh Ngọc của đài truyền hình tỉnh. Đồng thời còn có hai vị cô nương khác, một người tên là Triệu Giai Trinh, một người tên là Diệp Khả Khả, là bạn của phóng viên Lan cũng cùng đến Ngư Dương chúng ta du ngoạn. Tối hôm qua khi bốn cô nương đến, Đắc Nguyệt Lâu, ăn điểm tâm thì xảy ra xung đột với đám người Vương Tiểu Ba, Tôn Mãn Quân, Phí Văn Viễn, còn có Phó Giám đốc Sở Công an vùng sát cổng thành Trần Kim Quý. Đám người Vương Tiểu Ba yêu cầu bốn vị cô nương theo họ uống rượu nói chuyện phiếm còn. Vương Xương Nhiên định nói tiếp nhưng thấy mắt nhìn Phí Mặc có cảm giác nói không ra lời, đúng là quá mất mặt, ngay cả một người ngoài như y cũng cảm thấy xấu hổ. Còn cái gì, cứ theo tình hình thực tế mà nói, chúng ta không có thời gian kéo dài, chuyện cần làm hôm nay còn nhiều lắm. Cổ Bảo Toàn nghiêm túc nói, mặt không chút thay đổi, giọng điệu cũng nặng hơn không ít. Xem ra chuyện tối qua chọc giận y không ít, trưởng ban tống của ban tổ chức tỉnh ủy đích thân gọi điện đến, cũng khiến y không thể không coi trọng, cũng bất chấp thể diện của Phí Gia và Ngọc Gia. Hơn nữa bản thân mình sau khi đến nhậm chức bí thư cũng nên biểu hiện ra một chút quyết đoán, nếu không tứ đại gia tộc Ngư Dương còn tưởng mình là một kẻ dễ bắt nạt, muốn nắn thế nào thì nắn. Hôm nay có lẽ chính là bắt đầu cho lần đầu tiên Cổ Bảo Toàn thể hiện. Trong lòng mọi người khẽ chấn động, thầm nghĩ. Rút cuộc là điện thoại của ai, lẽ nào là điện thoại của bí thư thị ủy Chu? Có khả năng này không? Xem ra y muốn lộ bài tẩy rồi, có lẽ là đòn sát thủ mới đúng. Thật sự muốn xem đòn sát thủ của Cổ Bảo Toàn trình độ như thế nào. Cho nên, tất cả 10 vị thường vụ đều dương mắt nhìn Cổ Bảo Toàn chằm chằm, giống như vẻ mặt của những đứa trẻ đang chờ được phát kẹo. Mọi người biết, lúc này là lúc Cổ Bảo Toàn quăng ra lá bài tẩy. Mọi người đều không lên tiếng. Chờ Cổ Bảo Toàn để lộ bí mật, trong lòng cũng đoán được có lẽ vị trí cục trưởng của Chu Bá Thành không giữ được rồi, khẳng định là có liên quan đến cuộc điện thoại thần bí đó, cũng chính là đòn sát thủ lợi hại nhất của Cổ Bảo Toàn. Trong lòng đám người Phí Mặc và Ngọc Nhã Chi đều chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì nhìn Cổ Bảo Toàn. Trưởng Ban Tống. Cổ Bảo Toàn sau khi liếc nhìn tất cả mọi người, thấy mùi vị cũng treo đủ rồi, đột nhiên mở miệng nói. Trưởng Ban Tống. Trưởng Ban Tống là ai? Trong thành phố hình như không có nhân vật nào lớn họ Tống, hơn nữa còn xưng là trưởng ban, hiện giờ chỉ có nhân vậy đứng đầu ban tuyên giáo và ban tổ chức mới xưng là trưởng ban. Trưởng ban ban tổ chức thị ủy tên là Tào Vạn Niên, trưởng ban ban tuyên giáo tên là Trương Minh, trưởng ban ban tổ chức tỉnh ủy hình như họ Tống, Tống Sơ Kiệt. Mẹ kiếp, lẽ nào là Tống Sơ Kiệt gọi tới? Chút chuyện nhỏ của bốn cô gái làm sao có thể đánh động tới lão nhân gia ông ấy gọi điện tới, không được rồi, chuyện này có lẽ động trời rồi, chẳng trách Cổ Bảo Toàn nhất định phải đánh đổ Chu Bá Thành, không đánh đổ y thì có thể làm nguôi cơn giận trong lòng trưởng ban tống được sao? Quan lớn giống như trưởng ban tống đêm hôm khuya khoác tự mình gọi tới hỏi chuyện này, trong bốn vị khách tới từ Thủy Châu nhất định có người có quan hệ mật thiết với ông ấy. Không phải mới vừa nói trong số bốn vị khách có một cô nương họ Tống sao? Vị khách tới từ đài truyền hình tỉnh, lẽ nào chính là thân thích của trưởng ban tống? Trong khoảng thời gian ngắn,
các vị thường vụ đều chìm vào suy nghĩ miên man bất định. Từ huyện đến thành phố, từ thành phố đến tỉnh, thậm chí có người còn nghĩ đến quốc vụ viện trung ương, nhưng phần lớn tâm tư của các thường vụ đều dừng lại trên người Tống Sơ Kiệt, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Đối với người làm quan mà nói, ban tổ chức có lẽ là bộ phận nhạy cảm nhất, có lẽ những lãnh đạo khác trong tỉnh bản thân cũng không biết rõ tên, vì các trưởng ban, chủ nhiệm cũng quá nhiều. Nhưng trưởng ban của ban tổ chức người bình thường đều thuộc nằm lòng, cho dù là chưa từng gặp qua nhưng vẫn nhớ tên, đó là đại gia quản lý ngũ quan viên trong tỉnh. Cổ Bảo Toàn một lần nữa dò xét liếc nhìn mọi người, thấy quả nhiên thu được hiệu quả kỳ diệu, phân lượng của lá bài tẩy này cũng khá lớn, đưa đến hiệu quả tương đối chấn động, mặt lập tức cương lên, lấy khẩu khí vô cùng nghiêm nghị. Tối qua trưởng ban Tống của ban tổ chức tỉnh ủy tự mình gọi điện tới hỏi thăm chuyện bốn vị khách bị đùa giỡn, khẩu khí vô cùng nghiêm nghị, chất vấn tôi cục công an huyện Ngư Dương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đổi trắng thay đen thị phi không phân biệt được. Cục công an biến thành nơi các cậu ấm ức hiếp các cô gái, anh hùng cứu người còn bị đánh bị giam giữ, phần tử tội phạm đùa giỡn phụ nữ lại nhận được sự bảo vệ của nhân viên công an, ai? Cục công an huyện Ngư Dương chúng ta lần này thật sự nổi tiếng rồi, chuyện của Sơn Trang Kính Nguyệt mấy ngày trước còn chưa im ắng, đã ảnh hưởng vô cùng xấu. Lần này ngay cả thường vụ tỉnh ủy cũng trực tiếp chất vấn, mọi người nói, kêu bí thư huyện ủy này giấu mặt vào đâu? Sau này phóng viên báo tỉnh còn dám đến Ngư Dương chúng ta phỏng vấn sao? Nếu như không xử lý người có trách nhiệm, phóng viên báo tỉnh quay về tòa soạn, hừ. Ngư Dương chúng ta còn bị lâm vào tình cảnh khó xử nào, mọi người nói đi, tôi là bí thư huyện ủy, nếu không đứng ra tôi còn có thể lãnh đạo một huyện sao? Tôi không muốn nói nhiều, trưởng ban Tống vẫn đang đợi xem thái độ của Ngư Dương chúng ta, thái độ thì nằm trong tay các vị thường vụ, ai đồng ý miễn chức cục trưởng của Chu Bá Thành thì giơ tay. Cổ Bảo Toàn thuận thế mà làm, căn bản không cho đám người phí mặc cơ hội suy nghĩ, lập tức dẫn đầu giơ tay. Trương Tân Huy theo sát sau đó, Thiếu Tuấn Thần, Vương Sương Nhiên, Vệ Sơ Tinh, ngay cả Miêu Phong cũng giơ tay lên. Năm vị thường vụ mới vừa rồi phản đối cũng không chút do dự toàn bộ giơ tay lên. Quyết định liên quan đến bãi miễn chức vụ cục trưởng cục công an huyện của Chu Bá Thành, hội nghị thường vụ huyện toàn bộ thông qua. Theo tiếng nói vang dội của Cổ Bảo Toàn, phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy ở bên cạnh cũng kịp thời ghi chép lại. Đám người phí mặc cũng bất đắc dĩ, ai dám không giơ tay, không giơ tay chính là muốn gây sự với trưởng ban Tống. Đến lúc đó nếu Cổ Bảo Toàn báo cáo sẽ càm giảm một hồi với Tống Sơ Kiệt, đoán chừng cái mũ quan trên đầu mình cũng không còn. Bị trưởng ban tổ chức tỉnh ủy nhớ mặt thì cả đời này còn muốn xuất đầu gì nữa, chỉ bằng ngoan ngoãn sớm bỏ mũ quay về bán khoai lang hưởng cảnh thanh nhàn. Mọi người cũng hiểu. Cổ Bảo Toàn mượn thế của trưởng ban Tống để dễ dàng tước bỏ chiếc ghế mà Chu Bá Thành theo đuổi nhiều năm trời. Đây điển hình của hành động cáo mượn oai hùng, đây chính là chỗ lợi hại của Cổ Bảo Toàn, y giỏi về biến bất lợi thành có lợi, dựa thế mà lên. Vốn Tống Sơ Kiệt gọi điện thoại tới là chuyện xấu, thoáng cái bị y lợi dụng ngược lại trở thành một quả bom nặng ngàn cân, nổ tung mấy vị thường vụ không đồng lòng đầy thương tích, đau đớn trong lòng mà không dám nói ra. Tất cả còn lo lắng phát ngôn của mình bị ghi chép lại cho trưởng ban Tống đọc. Bí thư Cổ, nếu Chu Bá Thành đã bị miễn chức rồi, vậy chuyện chọn người vào vị trí cục trưởng cục công an huyện tại sao không tranh thủ hội nghị thường vụ hôm nay xác định luôn đi? Cục công an không giống những cục khác, nó quá trọng yếu, đặc biệt là sắp cuối năm rồi. Tuyệt đối không thể vì vị trí cục trưởng để không mà xảy ra chuyện gì. Bình yên mới thiết yếu. Chủ nhiệm Trương Tân Huy đề nghị nói. Tôi cũng cảm thấy chủ nhiệm Trương nói rất đúng, cục công an gánh vác ổn định xã hội, nhiệm vụ bảo vệ cho nhân dân đón năm mới an toàn, vị trí cục trưởng không thể để chống được, phải nhanh chóng quyết định người thay thế, sắp cuối năm rồi, không thể kéo dài được, chỉ sợ xảy ra chuyện gì. Trách nhiệm này tôi tin rằng bất cứ ai đang ngồi đây cũng không gánh vác nổi. Bí thư ủy ban tư pháp Phương Sương Nhiên cũng trợ hứng nói, cung đã bắn thì cũng không thể quay mũi tên được. Đúng. Chủ nhiệm Trương và Bí thư Vương đề nghị rất tốt, chứng tỏ các đồng chí vô cùng quan tâm đến vấn đề trị an và dân sinh của huyện Ngư Dương chúng ta, đều hy vọng dân chúng có thể đón một năm mới bình an và ổn định. Tôi đương nhiên cũng có tính toán về phương diện này, liên quan đến vấn đề chọn người, tôi nghĩ lần này không rút trong huyện nữa, trực tiếp do Cục Công an thành phố giới thiệu, trên đó có nhiều sĩ quan cảnh sát giỏi giang. Ngày đêm qua tôi đã trưng cầu ý kiến của Cục trưởng Cục thành phố Vu Kiến Thần. Ông ấy có tiến cử cho Ngư Dương chúng ta một nhân tài,
chính là đồng chí Lô Vĩ đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Đồng chí này nghe nói trước kia nhậm chức ở phòng điều tra trọng án Bộ Công an, kinh nghiệm công tác vô cùng phong phú, mặc dù mới 24 tuổi, nhưng lại lập được không ít chiến công, cũng từng nhận được phần thưởng vinh dự của Bộ Công an, là một nhân tài 10 phân vẹn 10. Nhậm chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục thành phố thời gian mặc dù nói không dài, nhưng phong cách cực kỳ tốt, tác phong mạnh bạo, có can đảm đấu tranh với thế lực đen tối, hơn nữa tính giác ngộ chính trị cao, phục tùng thu xếp của tổ chức. Cổ Bảo Toàn một mình diễn xuất, sau khi khen ngợi Lô Vĩ một phen, ý bảo nhân viên công vụ đưa tài liệu giới thiệu Lô Vĩ đưa xuống cho mọi người. Trong tay mọi người đều có một tập tài liệu, sau khi xem xong mọi người hãy phát biểu ý kiến. Hội nghị thường vụ tôn trọng đầy đủ ý kiến của các đồng chí, cứ nói thoải mái. Cổ Bảo Toàn vẻ mặt nghiêm túc. Ngọc Nhã Chi tràn đầy lo lắng, vừa mới nghe nói đã giật mình kinh hãi, vì Sơn Trang Kính Nguyệt của Ngọc Gia không phải do đội trưởng Lô Vĩ của cục thành phố dẫn người tới tịch thu sao. Đến bây giờ cha mình còn đang bị giam, hiện tại kẻ đầu trò gây tội lại có thể xông tới Ngư Dương, chuyện này cũng không cách nào nhịn được. Bí thư Cổ, Lô Vĩ mới 24 tuổi. Ngư Dương chúng ta mặc dù nói kinh tế còn lạc hậu, nhưng lại có dân số đông. Nhân khẩu cả huyện đạt tới 70 vạn, nếu cộng thêm số người lưu động và không có hộ khẩu cũng phải trên 100 vạn. Cảnh sát của Cục Công an đoán chừng cũng có 700-800 người, quản lý 24 thị xã, một cục cảnh sát lớn như vậy giao cho một người trẻ tuổi mới 24 tuổi trông coi có phải có chút không thỏa đáng hay không. Tư cách và kinh nghiệm đều có chút non nớt, trong lòng các cán bộ trong huyện trong cục sẽ nghĩ như thế nào. Kính xin bí thư Cổ thận trọng suy xét thêm hoặc là mời cục thành phố đổi một người già dặn kinh nghiệm, số tuổi tương xứng đến không phải tốt hơn sao. Chọn người lão luyện thành thục đối với vị trí cục trưởng cục công an quá trọng yếu, cục trưởng cục công an nhất định phải có oai vũ mới được, nếu không khó có thể trấn trụ được một cục lớn như vậy, tôi cũng cho rằng trưởng ban Ngọc nói có lý. Phó chủ tịch huyện Trần Quang Húc lại tới tham gia náo nhiệt, người này cũng không biết có tâm tư gì. Cái gì cũng muốn xen tay vào phá ngang một cái, nhưng cũng không loại trừ y có khuynh hướng dựa vào Ngọc Gia. Lô Vĩ từng giữ chức ở phòng điều tra trọng án ở Bộ Công an, chứng tỏ phương diện tư tưởng giác ngộ của đồng chí này cũng không cần nói, khẳng định vượt qua thử thách. Đối với phương diện kinh nghiệm phá án mà nói càng không cần phải nói, phòng điều tra trọng án Bộ Công an tôi nghĩ cũng không có mấy người bình thường có thể tiến vào. Một nhân tài như vậy trao quyền cho đến đảm nhiệm cục trưởng cục huyện Ngư Dương chúng ta tôi nghĩ còn có chút hiềm nghi bị giáng chức. Tư cách, kinh nghiệm, oai vũ dư thừa, tôi ủng hộ Lô Vĩ đồng chí đến Ngư Dương. Phí Mặc giống như uống lộn thuốc, lại có thể lên tiếng ủng hộ lên Cổ Bảo Toàn. Cổ Bảo Toàn ban đầu cũng hơi sững sờ, trong nháy mắt cũng hiểu được dụng ý của Phí Mặc. Đoán chừng y cũng nghĩ đến Sơn Trang Kính Nguyệt là do Lô Vĩ dẫn người tới tịch biên. Người như vậy đối với Ngọc Gia mà nói chính là một gai. Ở Ngư Dương tìm cho Ngọc Gia một cái gai bất cứ lúc nào cũng có thể gây chút phiền toái, khiến Ngọc Gia hao tổn không phải là thoải mái sao. Hơn nữa Lô Vĩ tới đại diện chính là ủng hộ Cổ Bảo Toàn. Ngọc Gia sau khi chống chọi với Lô Vĩ khẳng định sẽ tiêu hao tinh lực nhất định, tài lực, quan hệ, tài nguyên của Ngọc Gia bị hao tổn không phải càng có lợi cho Phí gia trưởng thành sao. Đúng, đồng chí Lô Vĩ rất khá. Tuổi cũng không nhỏ nữa, nhớ tới các tiền bối của chúng ta 24 tuổi có lẽ đã có người làm tướng quân rồi, tôi tán thành chuyện này. Tiêu Tuấn Thần cũng mở miệng ủng hộ. Lô Vĩ tuy nói trẻ tuổi, nhưng tác phong mạnh bạo, có can đảm đấu tranh với người xấu chuyện xấu. Ngư Dương chúng ta cũng cần người như vậy để trông coi cục công an rồi, nếu không cục công an tiếp tục đi xuống sẽ ảnh hưởng rất xấu phương diện đến phương diện danh dự, dân chúng oán hận, chủ yếu nhất chính là ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Không có môi trường ổn định ai chịu tới Ngư Dương chúng ta đầu tư làm nhà máy. Chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh cất lời, tỏ vẻ ủng hộ. Chương 414, lật lá bài tẩy. 2. Trong khoảng thời gian ngắn, các vị thường vụ đều chìm vào suy nghĩ miên man bất định. Từ huyện đến thành phố, từ thành phố đến tỉnh, thậm chí có người còn nghĩ đến Quốc vụ viện Trung ương, nhưng phần lớn tâm tư của các thường vụ đều dừng lại trên người Tống Sơ Kiệt, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Đối với người làm quan mà nói, ban tổ chức có lẽ là bộ phận nhạy cảm nhất, có lẽ những lãnh đạo khác trong tỉnh bản thân cũng không biết rõ tên, vì các trưởng ban, chủ nhiệm cũng quá nhiều. Nhưng trưởng ban của ban tổ chức người bình thường đều thuộc nằm lòng, cho dù là chưa từng gặp qua nhưng vẫn nhớ tên, đó là đại gia quản lý ngũ quan viên trong tỉnh. Cổ Bảo Toàn một lần nữa dò xét liếc nhìn mọi người,
thấy quả nhiên thu được hiệu quả kỳ diệu, phân lượng của lá bài tẩy này cũng khá lớn, đưa đến hiệu quả tương đối chấn động, mặt lập tức cương lên, lấy khẩu khí vô cùng nghiêm nghị. Tối qua trưởng ban tống của ban tổ chức tỉnh ủy tự mình gọi điện tới hỏi thăm chuyện bốn vị khách bị đùa giỡn, khẩu khí vô cùng nghiêm nghị, chất vấn tôi cục công an huyện Ngư Dương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đổi trắng thay đen thị phi không phân biệt được. Cục công an biến thành nơi các cậu ấm ức hiếp các cô gái, anh hùng cứu người còn bị đánh bị giam giữ, phần tử tội phạm đùa giỡn phụ nữ lại nhận được sự bảo vệ của nhân viên công an, ai? Cục công an huyện Ngư Dương chúng ta lần này thật sự nổi tiếng rồi, chuyện của Sơn Trang Kính Nguyệt mấy ngày trước còn chưa im ắng, đã ảnh hưởng vô cùng xấu. Lần này ngay cả thường vụ tỉnh ủy cũng trực tiếp chất vấn, mọi người nói, kêu bí thư huyện ủy này giấu mặt vào đâu. Sau này phóng viên báo tỉnh còn dám đến Ngư Dương chúng ta phỏng vấn sao? Nếu như không xử lý người có trách nhiệm, phóng viên báo tỉnh quay về tòa soạn, hừ. Ngư Dương chúng ta còn bị lâm vào tình cảnh khó xử nào, mọi người nói đi, tôi là bí thư huyện ủy, nếu không đứng ra tôi còn có thể lãnh đạo một huyện sao? Tôi không muốn nói nhiều, trưởng ban tống vẫn đang đợi xem thái độ của Ngư Dương chúng ta, thái độ thì nằm trong tay các vị thường vụ, ai đồng ý miễn chức cục trưởng của Chu Bá Thành thì giơ tay. Cổ Bảo Toàn thuận thế mà làm, căn bản không cho đám người Phí Mặc cơ hội suy nghĩ, lập tức dẫn đầu giơ tay. Trương Tân Huy theo sát sau đó, Tiếu Tuấn Thần, Vương Sương Nhiên, Vệ Sơ Tinh, ngay cả Miêu Phong cũng giơ tay lên. Năm vị thường vụ mới vừa rồi phản đối cũng không chút do dự toàn bộ giơ tay lên. Quyết định liên quan đến bãi miễn chức phụ cục trưởng cục công an huyện của Chu Bá Thành, hội nghị thường vụ huyện toàn bộ thông qua. Theo tiếng nói vang dội của Cổ Bảo Toàn, phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy ở bên cạnh cũng kịp thời ghi chép lại. Đám người Phí Mặc cũng bất đắc dĩ, ai dám không giơ tay, không giơ tay chính là muốn gây sự với trưởng ban tống. Đến lúc đó nếu Cổ Bảo Toàn báo cáo sẽ càm giảm một hồi với Tống Sơ Kiệt, đoán chừng cái mũ quan trên đầu mình cũng không còn. Bị trưởng ban tổ chức tỉnh ủy nhớ mặt thì cả đời này còn muốn xuất đầu gì nữa, chỉ bằng ngoan ngoãn sớm bỏ mũ quay về bán khoai lang hưởng cảnh thanh nhàn. Mọi người cũng hiểu, Cổ Bảo Toàn mượn thế của trưởng ban tống để dễ dàng tước bỏ chiếc ghế mà Chu Bá Thành theo đuổi nhiều năm trời. Đây điển hình của hành động cáo mượn oai hùng, đây chính là chỗ lợi hại của Cổ Bảo Toàn, y giỏi về biến bất lợi thành có lợi, dựa thế mà lên. Vốn Tống Sơ Kiệt gọi điện thoại tới là chuyện xấu, thoáng cái bị y lợi dụng ngược lại trở thành một quả bom nặng ngàn cân, nổ tung mấy vị thường vụ không đồng lòng đầy thương tích, đau đớn trong lòng mà không dám nói ra. Tất cả còn lo lắng phát ngôn của mình bị ghi chép lại cho trưởng ban tống đọc. Bí thư Cổ, nếu Chu Bá Thành đã bị miễn chức rồi, vậy chuyện chọn người vào vị trí cục trưởng cục công an huyện tại sao không tranh thủ hội nghị thường vụ hôm nay xác định luôn đi? Cục công an không giống những cục khác, nó quá trọng yếu, đặc biệt là sắp cuối năm rồi. Tuyệt đối không thể vì vị trí cục trưởng để không mà xảy ra chuyện gì. Bình yên mới thiết yếu. Chủ nhiệm Trương Tân Huy đề nghị nói. Tôi cũng cảm thấy chủ nhiệm Trương nói rất đúng, cục công an gánh vác ổn định xã hội, nhiệm vụ bảo vệ cho nhân dân đón năm mới an toàn, vị trí cục trưởng không thể để chống được, phải nhanh chóng quyết định người thay thế, sắp cuối năm rồi, không thể kéo dài được, chỉ sợ xảy ra chuyện gì. Trách nhiệm này tôi tin rằng bất cứ ai đang ngồi đây cũng không gánh vác nổi. Bí thư ủy ban tư pháp Phương Sương Nhiên cũng trợ hứng nói, cung đã bắn thì cũng không thể quay mũi tên được. Đúng. Chủ nhiệm Trương và Bí thư Vương đề nghị rất tốt, chứng tỏ các đồng chí vô cùng quan tâm đến vấn đề trị an và dân sinh của huyện Ngư Dương chúng ta, đều hy vọng dân chúng có thể đón một năm mới bình an và ổn định. Tôi đương nhiên cũng có tính toán về phương diện này, liên quan đến vấn đề chọn người, tôi nghĩ lần này không rút trong huyện nữa, trực tiếp do Cục Công an thành phố giới thiệu, trên đó có nhiều sĩ quan cảnh sát giỏi giang. Ngày đêm qua tôi đã trưng cầu ý kiến của Cục trưởng Cục thành phố Vũ Kiến Thần. Ông ấy có tiến cử cho Ngư Dương chúng ta một nhân tài, chính là đồng chí Lô Vĩ đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Đồng chí này nghe nói trước kia nhậm chức ở phòng điều tra trọng án Bộ Công an, kinh nghiệm công tác vô cùng phong phú, mặc dù mới 24 tuổi, nhưng lại lập được không ít chiến công, cũng từng nhận được phần thưởng vinh dự của Bộ Công an, là một nhân tài 10 phân vẹn 10, nhậm chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục thành phố thời gian mặc dù nói không dài, nhưng phong cách cực kỳ tốt, tác phong mạnh bạo. Có can đảm đấu tranh với thế lực đen tối, hơn nữa tính giác ngộ chính trị cao, phục tùng thu xếp của tổ chức. Cổ Bảo Toàn một mình diễn xuất, sau khi khen ngợi Lô Vĩ một phen,
ý bảo nhân viên công vụ đưa tài liệu giới thiệu Lô Vĩ đưa xuống cho mọi người. Trong tay mọi người đều có một tập tài liệu, sau khi xem xong mọi người hãy phát biểu ý kiến. Hội nghị thường vụ tôn trọng đầy đủ ý kiến của các đồng chí, cứ nói thoải mái. Cổ Bảo Toàn vẻ mặt nghiêm túc. Ngọc Nhã Chi tràn đầy lo lắng, vừa mới nghe nói đã giật mình kinh hãi, vì Sơn Trang Kính Nguyệt của Ngọc Gia không phải do đội trưởng Lô Vĩ của cục thành phố dẫn người tới tịch thu sao. Đến bây giờ cha mình còn đang bị giam, hiện tại kẻ đầu trò gây tội lại có thể xông tới Ngư Dương, chuyện này cũng không cách nào nhịn được. Bí thư Cổ, Lô Vĩ mới 24 tuổi, Ngư Dương chúng ta mặc dù nói kinh tế còn lạc hậu, nhưng lại có dân số đông. Nhân khẩu cả huyện đạt tới 70 vạn, nếu cộng thêm số người lưu động và không có hộ khẩu cũng phải trên 100 vạn. Cảnh sát của Cục Công an đoán chừng cũng có 700-800 người, quản lý 24 thị xã. Một cục cảnh sát lớn như vậy giao cho một người trẻ tuổi mới 24 tuổi trông coi có phải có chút không thỏa đáng hay không? Tư cách và kinh nghiệm đều có chút non nớt, trong lòng các cán bộ trong huyện trong cục sẽ nghĩ như thế nào? Kính xin bí thư Cổ thận trọng suy xét thêm hoặc là mời cục thành phố đổi một người già dặn kinh nghiệm, số tuổi tương xứng đến không phải tốt hơn sao? Chọn người lão luyện thành thục đối với vị trí cục trưởng cục công an quá trọng yếu, cục trưởng cục công an nhất định phải có oai vũ mới được. Nếu không khó có thể trấn trụ được một cục lớn như vậy, tôi cũng cho rằng trưởng ban Ngọc nói có lý. Phó Chủ tịch huyện Trần Quang Húc lại tới tham gia náo nhiệt, người này cũng không biết có tâm tư gì, cái gì cũng muốn xen tay vào phá ngang một cái, nhưng cũng không loại trừ y có khuynh hướng dựa vào Ngọc gia. Lô Vĩ từng giữ chức ở phòng điều tra trọng án ở Bộ Công an, chứng tỏ phương diện tư tưởng giác ngộ của đồng chí này cũng không cần nói, khẳng định vượt qua thử thách. Đối với phương diện kinh nghiệm phá án mà nói càng không cần phải nói, phòng điều tra trọng án Bộ Công an tôi nghĩ cũng không có mấy người bình thường có thể tiến vào. Một nhân tài như vậy trao quyền cho đến đảm nhiệm cục trưởng cục huyện Ngư Dương chúng ta tôi nghĩ còn có chút hiềm nghi bị giáng chức. Tư cách, kinh nghiệm, oai vũ dư thừa, tôi ủng hộ Lô Vĩ đồng chí đến Ngư Dương. Phí Mặc giống như uống lộn thuốc, lại có thể lên tiếng ủng hộ lên Cổ Bảo Toàn. Cổ Bảo Toàn ban đầu cũng hơi sững sờ. Trong nháy mắt cũng hiểu được dụng ý của Phí Mặc. Đoán chừng y cũng nghĩ đến Sơn Trang Kính Nguyệt là do Lô Vĩ dẫn người tới tịch biên. Người như vậy đối với Ngọc Gia mà nói chính là một gai. Ở Ngư Dương tìm cho Ngọc Gia một cái gai bất cứ lúc nào cũng có thể gây chút phiền toái, khiến Ngọc Gia hao tổn không phải là thoải mái sao. Hơn nữa Lô Vĩ tới đại diện chính là ủng hộ Cổ Bảo Toàn. Ngọc Gia sau khi chống chọi với Lô Vĩ khẳng định sẽ tiêu hao tinh lực nhất định, tài lực, quan hệ. Tài nguyên của Ngọc Gia bị hao tổn không phải càng có lợi cho Phí Gia trưởng thành sao? Đúng, đồng chí Lô Vĩ rất khá, tuổi cũng không nhỏ nữa, nhớ tới các tiền bối của chúng ta 24 tuổi có lẽ đã có người làm tướng quân rồi, tôi tán thành chuyện này. Tiêu Tuấn Thần cũng mở miệng ủng hộ. Lô Vĩ tuy nói trẻ tuổi, nhưng tác phong mạnh bạo, có can đảm đấu tranh với người xấu chuyện xấu. Ngư Dương chúng ta cũng cần người như vậy để trông coi cục công an rồi. Nếu không cục công an tiếp tục đi xuống sẽ ảnh hưởng rất xấu phương diện đến phương diện danh dự, dân chúng oán hận, chủ yếu nhất chính là ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, không có môi trường ổn định ai chịu tới Ngư Dương chúng ta đầu tư làm nhà máy. Chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh cất lời, tỏ vẻ ủng hộ. Chương 415, đùa giỡn. Tạ Cường Trái lại không lên tiếng, trưởng ban tổ chức Miêu Phong vẫn trầm mặc, giống như hội nghị thường ủy không liên quan đến y vậy. Chuyện đã không liên quan thì cứ treo lên cao. Thật ra y ngồi yên nhưng đầu óc không hề nhàn rỗi, giống như một chiếc máy tính cực lớn bất cứ lúc nào cũng vận chuyển tốc độ cao, phân tích các quan hệ thế lực, nhân mạch, ưu thế, trong huyện, y giống như một u linh đang ẩn núp trong bóng tối. Kết quả không khó suy đoán, Lô Vĩ được tán thành. Hai phiếu phản đối, một phiếu từ bỏ quyền thuận lợi được thông qua. Ngọc Nhã Chi cũng biết cho dù mình muốn tranh giành cũng phí công nhưng Lô Vĩ tới Ngư Dương, Ngọc Gia cũng phải biểu lộ thái độ, chỉ là làm dáng cho người khác nhìn, nếu không người khác sẽ nhìn Ngọc Gia như thế nào. Chỉ e người ta lại xì xào Sơn Trang Kính Nguyệt của Ngọc Gia bị tịch thu, người này tới Ngư Dương nhậm chức, Ngọc Gia còn phải muối mặt đồng ý. Cho nên Ngọc Nhã Chi chỉ biểu lộ thái độ, cũng không có ý tứ sống chết không để cho Lô Vĩ đến Ngư Dương, vì cho dù muốn ngăn cản cũng không cản được. Cổ Bảo Toàn đã sớm chuẩn bị, khẳng định đã quyết tâm giành được vị trí cục trưởng cục công an huyện vào trong tay, đối với một bí thư huyện ủy mà nói, chọn người vào chiếc ghế cục trưởng cục công an huyện rất quan trọng, tuyệt đối không thể từ bỏ. 8 giờ, hội nghị thường ủy huyện rút cuộc cũng hạ màn,
với chiến thắng vang dội của Cổ Bảo Toàn. Tuy nhiên thông qua hội nghị thường ủy lần này, Cổ Bảo Toàn cũng cảm thấy được một chút hướng đi của thế cục Ngư Dương hiện nay. Đối với Cổ Bảo Toàn mà nói, trước mắt chỉ có một người chắc chắn ủng hộ, đó chính là Chánh Văn phòng Huyện ủy Trương Tân Huy. Phí Mặc và Chu Trường Hà hít thở cùng một mũi, coi như cùng một nhóm. Ngọc Nhã Chi và Chu Quang Húc có manh mối liên hiệp một mạch. Tạ Cường đứng một mình, làm một người dĩ hòa vi quý. Tiêu Tuấn Thần có dự tính tự lập thành một nhà, khẳng định là sẽ đi tìm đồng bọn của mình. Miêu Phong có tâm địa sâu nhất, dáng vẻ giống như không để ý điều gì, thường thường người như vậy lại càng phải đề phòng nhất, nếu không lúc nào đó bị y chém một dao lại còn giúp y mài. Chủ tịch Huyện vệ Sơ Tinh trước mắt cũng có thái độ không rõ sáng, giống như không có khuynh hướng tranh quyền đoạt lợi, nhưng cũng không thể không phòng, có lẽ đây chỉ là một loại biểu tượng. Người ta nói, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, có lẽ đàn bà đã nổi điên thì hung tàn hơn tất cả. Huyện Ngư Dương hôm nay như sôi trào, Diệp Phàm vừa rời khỏi giường đã nghênh đón Vu Phi Phi của đài truyền hình thành phố, dẫn theo một nhóm người xuống làm phóng sự chuyên đề, đài phát thanh và truyền hình huyện chỉ phối hợp hoạt động. Các đồng chí của Cục Tôn Giáo từ sáng sớm đã bận tối mắt tối mũi, đến 7 giờ đã tập trung đầy đủ, nhưng ngũ đoá kim hoa vẫn không thấy xuất hiện một bóng dáng nào. Diệp Phàm nhìn lướt qua các đồng chí trong cục, hừ lạnh nói. Năm đồng chí đó có xin phép không? Không có. Ninh Hương muội nhỏ giọng trả lời. Dừng hết tiền lương tháng này, tiền thưởng phúc lợi của năm đồng chí này cũng không cần phát nữa. Hôm nay là ngày trọng đại đối với cục chúng ta, bí thư Cổ đã giao phó rồi. Nghi thức hôm nay, y và chủ tịch huyện vệ cũng sẽ tham gia. Trong tỉnh và thành phố đều có rất nhiều quan khách đến huyện chúng ta. Chủ tịch huyện vệ cũng đồng ý điều tổ xe con trong huyện thuộc về Cục Tôn Giáo chúng ta điều hành, còn phái chủ nhiệm Ủy ban Nhân dân Ngọc Hải Hoa xuống giúp đỡ chúng ta tổ chức hoạt động, cần dùng xe thì cứ nói một tiếng, xe sắp xếp cho khách cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Không khách khí mà nói, có mấy lời này tôi phải nói trước, hôm nay tất cả mọi người phải vực dậy 100% tinh thần, bất cứ ai, bất cứ vị trí nào, bất cứ làm chuyện gì cũng phải làm tốt công việc mình được giao phó. Chuyện được giao phó cho ai mà xảy ra sơ sót thì người đó phải chịu trách nhiệm, tiền thưởng phúc lợi cuối năm cũng không cần suy nghĩ. Nếu làm tốt đến cuối năm mọi người chắc chắn cũng được chia không ít, tôi sẽ nhìn tình hình công tác của mọi người mà phát tiền thưởng phúc lợi, đến lúc đó các đồng chí đừng nói tôi thiên vị chỗ này chỗ kia. Diệp Phàm ánh mắt sắc bén, khẩu khí nghiêm túc trông rất có uy phong. Qua 8 giờ, Diệp Phàm đi về phía chủ tịch huyện vệ Sơ Tinh báo cáo tình huống tiến triển các hạng mục công tác. Trợ lý Diệp, bí thư Cổ nhận được thông báo lên thành phố dự họp, vừa mới đi rồi. Trước khi đi có dặn dò, nhiệm vụ chủ yếu của anh hôm nay chính là nắm được Tiếu Phi Thành tiên sinh của tập đoàn Phi Vân tới từ Hồng Kông. Đây là chuyện lớn quan trọng nhất, về phương diện hoạt động có Ủy ban Nhân dân huyện và cục các anh cùng nhau cố gắng mới có thể làm tốt. Đối với chuyện thuyết phục Tiếu Phi Thành tiên sinh bơm tiền đầu tư vào nhà máy thảm sợi của huyện, anh có tính toán gì chưa? Tôi muốn nghe trước xem. Vệ Sơ Tinh hôm nay càng lộ ra vẻ mê người, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp không hề có chút son phấn, làn da trắng mịn, dưới đôi lông mày dài và nhỏ là cặp mắt phượng thăm thẳm trong suốt như hồ nước, khiến Diệp Phàm nhìn thấy mà như nai con đi lạc, trái tim loạn nhịp không yên. Sống mũi thẳng tắp như ngọc tạc, lại cộng thêm đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng càng khiến trong lòng đồng chí Diệp Phàm kêu gào không yên, hơn nữa thái độ của cô ta hôm nay tương đối tốt, thể hiện vẻ dịu dàng của con gái. Làm Diệp Phàm như cảm thấy hôm nay cô ta không còn là một chủ tịch huyện, trái lại hơi giống như người thê tử hiền lành đang giúp đỡ phu quân vậy. Bà cô này, sao hôm nay lại dịu dàng như vậy, lẽ nào muốn hấp dẫn mình, không phải vậy chứ, lẽ nào muốn mê hoặc mình, cô ta cũng không cần làm như vậy. Cô ta đường đường là một chủ tịch huyện cần gì phải để mắt đến loại côn trùng nhỏ bé như mình, lẽ nào vì nghĩ đến chuyện chiêu thương mà muốn để mình bán lực vì cô ta. Trong lòng Diệp Phàm như có một trận y. Nhưng hắn vẫn không bị hồ đồ, khóe miệng khẽ nhếch lên, thể hiện ra dáng vẻ quen thuộc bình thường có thể nhìn thấy. Tôi còn chưa nghĩ tới, bận bịu quá. Diệp Phàm thật sự không nghĩ đến chiêu này, tính toán hôm nay chính là đi một bước xem một bước. Không rảnh, tối hôm qua anh làm gì chứ? Vệ Sơ Tinh giận đến mức mắt phượng thiếu chút nữa trợn tròn, khí thế nổi lên, vẻ dịu dàng thoáng cái biến mất, hiện ra khí thế ép người. Khuyên phóng viên báo tỉnh người tôi đừng đi, chỉ vết thương trên lưng, cuối cùng đương nhiên là ngủ một giấc nghỉ ngơi,
cũng không thể để cho tôi bị đánh còn phải mang vết thương đi làm việc chứ, hôm nay có thể đứng được đã là tốt lắm rồi. Diệp Phàm nói gọn, anh cũng không nghĩ đến thuyết phục Tiếu tiên sinh như thế nào sao? Giọng nói của Vệ Sơ Tinh đã lớn hơn một chút. Vất vả suy nghĩ chi bằng đừng nghĩ nữa, vì có suy nghĩ cũng không có. Nếu như Tiếu tiên sinh chịu đầu tư thì mấy năm trước người tôi đã làm rồi, là người của Ngư Dương, mặc dù nói rời Ngư Dương đã lâu rồi, nhưng tổ tiên vẫn còn đang ở Ngư Dương. Có thể vì quê quán làm chút gì đó tôi nghĩ y cũng rất sẵn lòng, chỉ là nhà máy thảm sợi Ngư Dương chúng ta quá lạc hậu, biết rõ là thứ hao vốn, người ta cũng không phải đồ ngốc. Làm sao chịu bỏ tiền đầu tư vào một nhà máy rách nát không kiếm ra được chút gì như vậy, nếu không chủ tịch huyện cô đích thân ra mặt thử xem có thể thuyết phục được Tiếu tiên sinh không. Diệp Phàm lại bắt đầu tỏ ra kiêu ngạo, vì lúc này tư thế của Vệ Sơ Tinh có chút giống như hôm sỉ nhục mình ở thị trấn Lâm Tuyền, tình hình khi chỉ đích danh mình ra chịu phạt đứng, cho nên mới tức giận, cố ý nói như vậy. Anh, Vệ Sơ Tinh lắp bắp nói ra hai từ anh rồi không nói được gì nữa. Ha ha ha, chủ tịch huyện Vệ nếu như không hài lòng có thể lập tức rút chức trợ lý chủ tịch huyện của tôi, dù sao tôi quay về cục tôn giáo quản lý chuyên môn còn thoải mái hơn, khi nhàn rỗi thì đi câu cá, đi dạo, làm hòa thượng ni cô trong miếu cũng tiêu dao tự tại có phải không? Diệp Phàm thản nhiên mỉm cười không hề để ý, bày ra tư thế lợn đã chết cũng không sợ bỏng nước sôi, thầm nghĩ, đúng là đồ đàn bà, hôm đó lão tử bị cô hại cho thê thảm, không còn sĩ diện gì nữa. Không phải cô còn muốn xử tôi theo pháp luật sao? Lão tử đợi xem. Chương 416, 5 vạn đồng một nụ hôn. Đồng chí Diệp Phàm, đây cũng là chuyện bí thư cổ giao phó cho anh đi làm. Tôi cũng không muốn hỏi anh dùng biện pháp gì để thuyết phục Tiếu tiên sinh nữa, chuyện này anh tự giải quyết đi. Còn nói về chức vụ trợ lý chủ tịch huyện, đây chính là hội nghị thường ủy huyện thảo luận thông qua, không phải Vệ Sơ Tinh tôi muốn rút thì có thể rút. Sau này tôi còn phải đề nghị bí thư cổ thu xếp một số công việc cho anh làm, chuyện ở ủy ban nhân dân huyện tôi cũng quá bận rộn rồi. Sau này công tác của trợ lý không riêng gì chiêu thương và thu hút đầu tư, mà các phương diện nông nghiệp, thủy lợi, giao thông, tài chính, xây dựng công cộng đều có liên quan đến. Đây là tín nhiệm của đảng và ủy ban nhân dân, của tổ chức đối với anh phải làm tốt. Nếu không ngày mai tôi sẽ đề nghị bí thư cổ cấp cho anh một chiếc xe, sau này công việc nhiều hơn. Sự vụ bận rộn, không có xe cũng không được. Vệ Sơ Tinh đột nhiên mỉm cười thản nhiên đầy quái dị, lại khôi phục hình tượng dịu dàng hiền lành lúc trước, khiến cho Diệp Phàm càng mở rộng tầm mắt, vốn tưởng cô ta sẽ nổi giận lôi đình, có lẽ trong cơn tức giận còn có thể đập bàn sau đó lập tức đề nghị bãi miễn chức danh trợ lý chủ tịch huyện của mình, nhưng cô ta chẳng những không tức giận, trái lại còn quyết định đem chuyện khó khăn quẳng lên đầu mình. Xong đời rồi, mình vốn định chọc giận cô ta, xem ra ngược lại bị cô ta trả đòn lại rồi. Đòn này cũng quá lợi hại, mua dây buộc mình rồi. Lão tử làm sao có cảm giác giống như một con sói đáng thương rơi vào trong bẫy, lẽ nào trúng kế của cô ta rồi, cô ta cố ý làm như vậy, ai? Nếu vậy vẻ dịu dàng đó có thể chỉ là đòn ngụy trang. Đồng chí Diệp Phàm ngơ ngẩn rời khỏi phòng làm việc của Vệ Sơ Tinh, khi đóng cửa cứ lắc đầu, nói. Tôi không cần xe, đã mượn được một chiếc rồi. Hắn thầm nghĩ không dùng xe của cô ta thì tốt hơn, nếu không không biết còn xảy ra chuyện gì nữa, người ta nói, lấy lợi ích của người khác thì phải làm việc cho họ. 9 giờ. Trên con đường từ Ngư Dương tới xã Tây Bản có một hàng xe mười mấy chiếc, từ Pausin đến Audi, Mercedes-Benz đều có, thật là cảnh tượng ấn tượng, khiến cho dân chúng của các thị xã nghèo khó hai bên đường đều kinh ngạc đứng bên đường chỉ trỏ. Nếu bình thường ngay cả chiếc xe Pausin cũng rất khó nhìn thấy. Chỉ thấy toàn là xe lam cộng thêm xe kéo, hôm nay đúng là cảnh tượng hùng vĩ chưa từng thấy từ trước đến nay. Xảy ra chuyện gì vậy, sao có nhiều xe đẹp như vậy? Phía trước còn có xe cảnh sát mở đường, có phải có quan lớn xuống không? Một người dân kinh ngạc hỏi. Anh đúng là không biết gì, hôm nay tượng đồng lão tổ tông Tiếu ra được rước lên chùa Nam Thiên trên đỉnh Nam Thiên, nghe nói còn do một người Hồng Kông họ Tiếu quyên tặng, nếu không tại sao lại có nhiều xe đẹp như vậy? Tiếu gia thật đúng là lợi hại, đúng là đại cảnh tượng. Một người đàn ông trung niên khác thở dài nói. Lão tổ tông Tiếu gia quay về, cũng khó trách. Người dân nói trước đó lắc lắc đầu. Khi xe đến xã Tây Bản đã sắp 11 giờ, mọi người dùng cơm chưa qua loa. Hạ Gia Trinh vừa mới nhậm chức bí thư đảng ủy xã hôm nay cũng vô cùng bận rộn. Bí thư Hạ,
chuyện hôm nay phải làm phiền cô rồi, cô là người địa phương, chúng tôi đều tới ăn tiệc lớn. Diệp Phàm cười ha hả nói. Ăn đại tiệc, trợ lý Diệp, anh bây giờ đã là trợ lý rồi, thế nào cũng phải kiếm ít tiền đưa cho chúng tôi chứ. Nếu không đẳng cấp hoạt động buổi trưa sẽ giảm xuống rất nhiều. Lần này thiếu gia đưa cho các anh không ít tiền, dù sao cũng phải chia sẻ một chút cho xã chúng ta thu xếp hoạt động có phải không? Hạ Giai Trinh nghiêm túc nói. Bí thư Hạ, lời này cô cũng nói ra được. Cô đường đường là một bí thư đảng ủy xã còn nhớ đến mấy đồng tiền của tôi, cục tôn giáo chúng tôi là một đơn vị nghèo. Cô cũng không phải không biết. Diệp Phàm vội vàng kêu khổ, da mặt cũng dày lên rất nhiều, không cảm giác ngại ngùng một chút nào. Không có tiền. Tôi vừa đến tiếp nhận xã Tây Bàn mới biết tài chính của xã chỉ còn lại mấy trăm đồng. Hóa đơn nợ bên ngoài xếp thành chồng lớn, ngày nào cũng có người đến đòi nợ. Quán cơm, chủ thầu, ngay cả người bán hàng rong trong chợ cũng có người đến đòi tiền, nói là nhà ăn của ủy ban thiếu tiền thức ăn, có lẽ trước sau còn thiếu mười mấy vạn. Chính là cửa ải cuối năm cũng khó mà vượt qua, vốn muốn lên thành phố xin ít tiền, nhưng thoáng cái vừa có ý kiến phúc đáp là không được. Ai? Hạ Giai Trinh vẻ mặt khổ sở, không giống như giả bộ. Những lời cô nói cũng là thật tình. Hạ Giai Trinh có một người họ hàng đảm nhận chức vụ phó chủ tịch thành phố, muốn xin ít tiền hẳn là có, chẳng qua sắp đến cuối năm rồi, xem ra cô ta thật sự không xoay sở kịp, cho dù có tiền cũng phải chờ sang năm. Xem ra xã Tây Bàn thật sự nghèo đến tận cùng. Thật ra trong lòng Diệp Phàm cũng hiểu, xã Tây Bàn vốn không khác gì xã Miếu Khanh, đều là xã hành khất. Thu nhập tài chính một năm còn chưa tới 40 vạn, thật sự không có tiền. Hạ Giai Trinh lại mới tiếp nhận không lâu, đoán chừng cho dù có tiền cũng bị chủ tịch, bí thư xã trước đó tiêu hết rồi, làm gì còn dư tiền cho dùng. Giống như lúc mình tới cục tôn giáo báo cáo, chuyển giao lại là một chồng hóa đơn thiếu nợ và phát tiền dày cộm. Hạ Giai Trinh vừa nhậm chức, thời gian này khẳng định rất khổ sở rồi. Cuối năm sắp đến rồi. Nhân viên công tác ở Ủy ban Nhân dân xã không có tiền sẽ nhìn bí thư đảng ủy mình như thế nào, uy tín sẽ bị suy giảm đáng kể. Hơn nữa hoạt động lần này xã Tây Bàn lại là nơi tổ chức, dù sao cũng phải có gì chiêu đãi, không có tiền vạn thì không làm được, mặc dù nói phần lớn là do phía Diệp Phàm bỏ ra. Nhìn mỹ nhân ở bên cạnh cau mày, lo nghĩ tiền nong mà cơ thể hao gầy, trong lòng Diệp Phàm cũng khẽ chua xót, cũng không cảm thấy dễ chịu. Lòng hăng hái giống được phải bảo vệ giống cái lại phun trào, đương nhiên, Diệp Phàm không thể nào đi bảo vệ tất cả giống cái lung tung được, làm vậy đương nhiên sẽ khiến người ta để mắt đến mình. Hạ Giai Trinh đã từng áp mặt khiêu vũ với mình, lần đó trong phòng khiêu vũ Hồng San Hô ở xã Miếu Khanh còn đánh nhau, cũng xem như là cùng chung hoạn nạn. Hơn nữa sau khi Hạ Giai Trinh được điều đến Lâm Tuyền vẫn luôn tận lực ủng hộ công tác của Diệp Phàm, bất kể Diệp Phàm làm gì cô ta cũng ủng hộ. Cho nên Diệp Phàm cũng cảm thấy nếu có thể giúp cũng nên giúp cô ta một chút. Anh thật sự thấy chết mà không cứu sao? Thấy Diệp Phàm vẫn đang trầm mặc, Hạ Giai Trinh tức giận liếc nhìn Diệp Phàm, luồng cảm xúc ý nhị này thiếu chút nữa hôn đúc Diệp Phàm lập tức muốn làm gì đó, đương nhiên là muốn ôm cô vào lòng yêu thương vỗ về một phen. Cô vẫn chưa chết đói mà. Ha ha ha. Diệp Phàm trêu chọc nói. Anh thật sự muốn chờ, tôi chết rồi, anh còn cứu gì nữa? Hừ, Hạ Giai Trinh có chút tức giận rồi, lạnh lùng thốt ra một câu, sau đó suy nghĩ kỹ lại hình như có chút mùi vị quá đáng, có chút giống như tình nhân đang giận dỗi nhau, ngượng ngùng vội vàng quay đầu đi. Được rồi, 3 vạn được rồi chứ. Cô viết biên lai chi phí hoạt động tới chỗ chủ nhiệm văn phòng đinh của cục tôn giáo nhận tiền là được rồi. Diệp Phàm cười nói, không dám tiếp tục đùa giỡn, lúc này thời gian cũng không cho phép. Hừ. Mới có 3 vạn đã muốn tống cổ tôi đi. Thật ra trong lòng Hạ Giai Trinh đã vô cùng mừng rỡ, vốn cho rằng Diệp Phàm có thể cho 1 vạn đã là rất tốt rồi, ai ngờ người ta lại cấp cho 3 vạn, trong lòng mơ hồ cảm thấy chút ngọt ngào, lén lén liếc nhìn Diệp Phàm, nhưng cảm giác ngoài mặt vẫn phải gây khó dễ, cho nên vẫn cố ý hừ một tiếng, giọng mũi vẫn còn rất nặng. Vẫn còn chê ít, vậy 5 vạn được chứ, không thể hơn nữa đâu, nếu không tôi phá sản mất. Diệp Phàm lắc lắc đầu có chút đau lòng, thầm nghĩ, cô gái này thật là lợi hại, mới hừ một tiếng đã có thể khiến ông mày mất đi 5 vạn, ông mày có phải bị coi thường không? Thật sao, anh không hối hận chứ, 5 vạn. Hạ Giai Trinh mừng như phát điên, đôi mắt hạnh lấp lánh nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Tôi còn lừa cô sao? Diệp Phàm cười nhạt,
móc bút ra loẹt xoẹt viết một tờ giấy nhắn tin đưa cho Hạ Giai Trinh. Cảm ơn anh trợ lý Diệp. Hạ Giai Trinh cầm lấy tờ giấy,